chương 41, dáng dấp đẹp mắt là lỗi của tôi sao? Diệp Oản Oản thưởng thức bộ dáng chính mình trong gương kia thấy thế nào cũng đẹp cả liếc cô ta một cái, dáng dấp đẹp mắt là lỗi của tôi sao tương đương. Thẩm mộng kỳ nhất thời họng bị nghẹn một chút, mình không phải có cái ý này, chẳng qua là nhắc nhở cậu phải cẩn thận, nhẫn nhẫn lâu đến như vậy, đừng thất bại trong gang tắc. Dù sao cái vị đại ma đầu kia thật vất vả đối với cậu mới mất đi sự hứng thú, thả cậu rời khỏi cầm viên. Vạn Nhất nhìn cậu dáng rất đẹp mắt như vậy, rồi đối với cậu nổi lên lòng xấu xa thì làm sao bây giờ? Vô vô, oản oản xấu quá, bất quá ta thích oản oan, ngại quá nha vô ca, mũ mũ b. Audio điện tử võ tấn bền. Ha ha, đại ma đầu a. Diệp oản oản nghe lời nói của thẩm mộng kỳ, nâng cầm lên lầu bầu nói, tư giả hàn ngay cả bộ dạng tôi xấu như vậy đều không để ý có lẽ hắn đối với tôi là yêu thật nha. Thẩm mộng kỳ lập tức bật thốt lên, làm sao có thể. Đây chính là đại ma đầu giết người một cái như ngóe. Còn rất là thích hành hạ nữ nhân, đơn giản là một tên biến thái. Cậu chẳng qua là quá xui xẻo đúng lúc bị hắn chọn chúng mà thôi. Hai năm qua hắn đối với cậu như thế nào, chẳng lẽ cậu đều quên cả sao? Diệp oản oản gật đầu một cái, hả, như vậy a? À? không biết tư giả hàn nghe được thẩm mộng kỳ đánh giá hắn như vậy, sẽ có cảm tưởng như thế nào. Tiếp trước, sở dĩ thẩm mộng kỳ mỗi lần khiêu khích đều thành công như vậy, ít nhất nói rõ ra là tư giả hàn là tín nhiệm cô, thậm chí còn cho là cô đứng ở bên hắn chứ. Thông qua tầng quan hệ này với tư giả hàn, thẩm mộng kỳ đúng là vớt không ít được chỗ tốt, ở vòng giải trí. Ăn sung mặc sướng, thậm chí sau đó ánh sáng của thẩm gia đều dính mình lên toàn bộ người mình, theo một cái công ty nhỏ hạng bét lăn lộn rồi đưa ra thị trường một tập đoàn, nhảy một cái liền trở thành danh môn đế đô. Bây giờ điều cô muốn làm chính là đánh vỡ sự tín nhiệm của tư giả hàn đối với thẩm mộng kỳ. Muốn dẫm đạp lên đầu của cô để leo lên, nghĩ thật là tốt đẹp nha. Thẩm mộng kỳ hiển nhiên rất sợ diệp oản oản đối với tư giả hàn có tâm tư, vội vàng lại đem đòn sát thủ là cố Việt Trạch nói tiếp, oản oản, cậu còn đang tức giận với cố thiếu sao. Lần này thì tớ phải nói, lần trước thật không phải là lỗi do cố thiếu là cậu quá xúc động nếu lúc ấy cậu cùng cố thiếu đi ra sau chuyện này lại theo hắn giải thích rõ ràng là cậu bị cưỡng ép nói không chừng vào lúc này các cậu đều đang ở chung một chỗ kết quả cậu lại đùa bỡn tính khí không muốn của hắn rồi rời đi uổng phí tớ đây khổ tâm thật nhiều a à, lại vì cậu giúp cậu liên lạc với cố thiếu lại là người giúp cậu thoát khỏi cẩm viên nha diệp oản oản nghe vậy thở dài tỏ ra vẻ cảm khái liền mở miệng nói mộng kỳ tớ biết cậu vì tớ cũng thật là mệt tim là cậu giúp tớ xuất ra chủ ý giả xấu để né tránh tư giả hàn, là cậu luôn luôn tìm biện pháp giúp tớ chạy trốn, cũng là cậu giúp tớ chuyển lời đến cố Việt Trạch. Thầm mộng kỳ thấy Diệp Oản Oản quả nhiên vẫn ngu xuẩn như thế, trong con người xẹt qua một tia diễu cợt, nhưng trên mặt lại tràn đầy chân thành, Oản Oản, cậu là bằng hữu tốt nhất của tớ A, à, nếu tớ không giúp cậu, thì ai sẽ giúp cậu, cho nên, cậu hãy nghe tớ nói, cậu không muốn cùng cố thiếu giận dỗi nữa, cậu bây giờ thật vất vả mới rời khỏi cầm viên hẳn là nên nắm chắc cơ hội đi tìm cố thiếu nếu không lại tiếp tục như vậy cậu rốt cuộc lúc nào mới có thể đem cố thiếu đoạt về a à? diệp oản oản moi ra tất cả những điều muốn nghe từ trong miệng của thẩm mộng kỳ mục đích là để cho tư giả hàn nghe được lúc này rốt cuộc mới hài lòng ung dung thản nhiên mà hướng về phía phòng vệ sinh mà nhìn một cái ngay sau đó mới chậm rãi ung dung mà mở miệng nói ai nói tôi muốn đem hắn đoạt trở về hả Thẩm Mộng Kỳ nghe như vậy thì sững sờ, hơi nhíu mày nói, cô thiêu rõ ràng là vị hôn phu của cậu, lại bị vị đường tỷ kia của cậu đoạt đi, dĩ nhiên là muốn cướp về rồi. Chẳng lẽ cậu muốn buông tha sao? Vậy làm sao có thể? Đây chẳng phải là để tiện nhân Diệp Y y kia tiện nghi. Diệp Oản Oản cười như không cười mà nhìn lấy Thẩm Mộng Kỳ một cái, bộ dáng đang gấp đến độ như thiêu đốt. Khẽ vuốt ve trong gương mặt của chính mình, sâu xa nói: một cái giày rách tôi từng xài qua, nhặt về. Cần thiết sao, Diệp Y Y nếu cảm thấy là cô ta chiếm tiện nghi, vậy thì tiện nghi tôi cho rồi. Vô vô, oản oản chơi kinh quá. Dạ hàn, về dạy vợ cho kỹ đấy, coi chừng nàng đốt nhà chứ chẳng chơi. Tư giả dạ hàn, ý người muốn để ta dạy nàng hay nàng dạy ta thế. chương 42, 6 giờ. Giày rách, thẩm mộng kỳ trợn to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Oản Oản lại sẽ nói ra những lời như vậy phải biết, cố Việt Trạch đối với Diệp Oản Oản mà nói nhất định là giống như thần, bất luận kẻ nào đều không thể nói cố Việt Trạch nửa câu không tốt. Trong lòng thầm mộng kỳ ngạc nhiên nghi ngờ không xác định, kinh ngạc mà nhìn chầm chầm cô, Oản Oản, cô. Tại sao cô nói cố thiếu như thế? Hết thảy các thứ này đều là lỗi của con tiện nhân Diệp Y Y kia, cha cô ta đoạt Diệp ra, cô ta lại không cần mặt mũi đoạt vị hôn phu của cô, cố thiếu cũng là thân bất do kỳ đấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô đột nhiên nghĩ như vậy? Diệp Oản Oản đối với Cố Việt Trách quyết một lòng, vì Cố Việt Trách ngay cha mẹ ruột cũng đoạn tuyệt, làm sao có thể lại đột nhiên buông tha rồi? Diệp Oản Oản thuận miệng nói không có gì, đột nhiên nghĩ thông mà thôi. Thẩm Mộng Kỳ vội vàng khuyên Oản Oản, cô đừng hành động theo cảm tình, dù sao nhiều năm tình cảm như vậy. Diệp Oản Oản ngáp một cái, rõ ràng không muốn lại tiếp tục nói về đề tài này, cắt đứt nói tôi buồn ngủ, buồn ngủ lần sau có rảnh rỗi trò chuyện tiếp đi. Thẩm Mộng Kỳ vốn còn muốn nói, nhưng là, thấy Diệp Oản Oản đã ngáp nằm dài trên giường rồi, chỉ có thể rời đi trước. Thế nào luôn cảm thấy Diệp Oản Oản sau khi trở về trường học, có cái gì khang khác rồi. Lúc trước cô đối với mình mà nói nhưng là nói gì nghe nấy, nhưng bây giờ lại nhiều lần vượt qua khống chế của cô, thậm chí thái độ đối với cô cũng càng ngày càng lãnh đạm. Chắc chắn Thẩm Mộng Kỳ đã rời đi, Diệp Oản Oản lập tức đứng dậy, hướng phía phòng vệ sinh đi tới. Sau khi cùng thẩm mộng kỳ nói chuyện, mục đích của cô hẳn là là đạt thành hơn phân nửa. Đương nhiên, cô cũng muốn thừa dịp này bày tỏ với tư dạ hàn một chút chân thành, vốn lấy tâm tư của tư dạ hàn, phỏng chừng sẽ cho là cô vì biết anh ở đây, cho nên cố ý nói như vậy cho anh nghe. Cho nên anh tin hay không tin lời của cô, cô ngược lại không cưỡng cầu, chỉ cần anh nghe được những lời đó của thẩm mộng kỳ là đủ rồi. Diệp oản oản kéo cửa phòng ra rửa tay Người đã đi rồi Nguyên lai là mộng kỳ Tôi còn tưởng rằng là túc quản kiểm tra phòng đây Dọa tôi một hồi Thời điểm diệp oản oản mở cửa Thân hình cao lớn của tư giả hàn đang dựa nghiêng Ở trên bồn rửa mặt Trong giỏ sách đặt bên cạnh quần áo Phía trên là đồ lót in hình ô mai của cô Diệp oản oản nhất thời quẫn bách Tiện tay đem một cái khăn lông che kín Sau đó len lén quan sát biểu tình tư giả hàn Bất quá hiển nhiên tâm tư của tư dạ hàn loại người phàm tục như cô có thể vì tiện là đoán được, trên mặt anh không có chút thần sắc nào khác thường, hoàn toàn không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Cái đó, mới vừa rồi chúng em nói chuyện, có phải anh nghe được hay không? Diệp Oản Oản thử hỏi dò. Tư dạ hàn lẳng lặng nhìn cô một cái, nghe được cái gì? Diệp Oản Oản nhất thời nghẹn một cái, ây! Tư giả hàn ánh mắt càng sâu thẳng, vẫn là biến thái. Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, cái đó hai chồng mắt tư giả hàn híp lại, lộ ra một tia nguy hiểm, sau lưng, chính là nói chuyện về tôi như thế sao? Diệp Oản Oản thật là muốn tan vỡ, tại sao trọng điểm chú ý của anh là cái này? Chẳng lẽ không phải là thẩm mộng kỳ dương thịnh âm suy, ngoài mặt là người của anh, sau lưng nhưng đang đào góc tường của anh sao? Còn nữa, cái gì gọi là cô nói sau lưng, lời này rõ ràng là thẩm mộng kỳ nói a. À. Mặc dù sau lưng anh cô cũng nói không ít. Em sai lầm rồi. Diệp Oản Oản lựa chọn trực tiếp nhận lỗi, ở trước mặt tư giả hàn tranh cãi hay nói láo chính là muốn chết. Tư giả hàn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm mịn màng của cô, âm thanh khàn khàn quanh quẩn ở trong phòng rửa tay chật hẹp. 6 giờ, liền tha thứ em. À, cái gì 6 giờ, Diệp Oản Oản nhất thời không phản ứng kịp. Tư giả hàn, ngủ với tôi. Diệp Oản Oản, vô vô, huyền đê, no chương 43, ý trên mặt chữ. Trái tim nhỏ của Diệp Oản Oản bị dọa đến run lên, ngủ. Ngủ là ý gì, ý trên mặt chữ, vẫn là. Nam nhân nhìn cô một cái, người hy vọng là ý tứ gì khác, cũng có thể. Diệp Oản Oản nhất thời đen mặt, đầu lắc giống như chống lắc, không cần không cần. Liên ý trên mặt chữ đi. Bất quá, coi như chẳng qua là thuần túy, ngủ cũng đủ để cho cô nhức đầu. Hai giờ cũng để cho cô kinh hồn bạt vía, huống chi là sáu giờ. Ai biểu cô đuối lý chứ? Cuối cùng, chỉ có thể cắn răng chấp nhận, chờ lần nữa nằm ở trên giường bồi hắn ngủ, diệp oản oản đột nhiên nằm đó suy nghĩ lại, tư dạ hàn mới vừa rồi không phải là cố ý tạo ra bẫy hố cho cô nhảy vào đấy chứ. Để cho cô bởi vì đối lý không thể không ngoan ngoãn đồng ý loại điều ước bất bình đẳng này. Còn có mới vừa rồi những lời đó, tư dạ hàn nghe xong thế nào một điểm phản ứng cũng không có. Cô bên này đang muốn sọ não đau đầu, vừa nghiêng đầu, phát hiện người kia không ngờ đã ngủ say rồi chẳng lẽ cho tới nay cô đều nghĩ sai điều gì rồi? Giấc ngủ của tư giả hàn rõ ràng thật bình thường a à? Nơi nào giống như là bộ dạng bệnh thời kỳ cuối? Diệp Oản Oản lúc đầu còn đang suy nghĩ lung tung không ngủ được, cuối cùng đại khái là bị tư giả hàn lây cơn ngủ, bất chi bất giác cũng đi theo ngủ thiếp đi. Đêm khuya, trên giường nam nhân giống như mãnh thú thỏa mãn, lười biếng mở mắt. Bất quá, cho dù là mới từ trong giấc mộng tỉnh lại, trong con người nam nhân vẫn như cũ mang theo ác liệt cùng lạnh lẻo. Cho đến, đột nhiên cảm nhận được trong ngực không giống như xưa có chút mềm mại, thần sắc nam nhân ác liệt chợt sợ sệt xuống một cái, chậm rãi cúi đầu hướng phía trong ngực của mình nhìn lại. Chỉ thấy trong ánh đèn nhu hòa, cô gái giống như chỉ con mèo nhỏ bình thường co giúp ở trong ngực của hắn, đang ngủ say ngọt. Trong nháy mắt, chỗ ngực trống trái tràn đầy gió lạnh chợt bị lấp đầy, trái tim trôi lơ lửng cũng thoáng cái trở lại trong thân thể. Nam nhân đột nhiên giơ lên hai cánh tay nắm chặt, lại bởi vì lo lắng thức tỉnh người trong ngực mà lập tức buông lỏng, không hề chớp mắt mà đem người trong ngực nhìn chằm chằm, trên trán hiện lên thần sắc phức tạp. Dường như từ ngày đó buổi tối bắt đầu hôm đó, cô liền từng điểm từng điểm trở nên khó hiểu làm cho anh không cách nào đoán được. Mặc dù anh rất thích loại biến hóa này của cô, nhưng những thứ này để cho người chìm đắm vui vẻ rất hư vô mờ mịt, ngược lại làm người ta càng bất an. Tựa như giống như nữ nhân đi quá lâu trong sa mạc đột nhiên chứng kiến ốc đảo, nhưng cũng có thể một giây kế tiếp liền phát hiện, đó bất quá chỉ là ảo ảnh, thoáng qua. Lúc này, điện thoại di động để ở một bên chợt lóe lên phát ra ánh sáng, biểu thị có tin nhắn mới. Tư giả dạ hàn ánh mắt xám xuống, mang tin nhắn mới mở ra. Người gửi tin là Thẩm Mộng Kỳ, từ Tiên Sinh, buổi tối tôi đi xem oản oản rồi, tôi đã khuyên cô ấy rất lâu, bất quá cô ấy dường như còn đang giận ngài. Cô thiếu dù sao đã từng là vị hôn phu của cô ấy, cô ấy nhất thời không cách nào quên cũng là khó tránh khỏi, tin tưởng có một ngày, cô ấy nhất định sẽ phát hiện lòng tốt của ngài. Ngắn ngủi mấy câu nói, lại cùng chuyện hôm nay chính tai hắn nghe được, thật sự hoàn toàn trái ngược nhau. Bao gồm sự tình lần trước Oản Oản muốn cùng cố Việt chạy chạy trốn. Là chủ ý của cô ta cho Oản Oản, nhưng cũng là cô ta báo tin mật cho hắn. Cùng với một tuần lễ trước đó tấm hình kia trùng hợp chụp tới ảnh thư tình. Tư giả hàn nhìn chằm chằm cô gái trong ngực ngủ không biết gì cả, ánh mắt trong nháy mắt chuyển lạnh. "Oản Oản, em tình nguyện tin tưởng thứ người như vậy, cũng không nguyện ý tin tưởng anh, đúng hay không?" Quan hệ của bọn họ thật vất vả có chút hòa hoãn, hắn vốn không nguyện ý động người bên cạnh của cô. "Vô vô, o gạch dưới o." Chương 414: Quan hệ giữa cô ấy và ta. Hứa Dịch ở trong xe đợi chừng hơn 6 giờ, ông chủ nhà mình rốt cuộc cũng trong bóng đêm xuất hiện. "Hơn 6 giờ à, rốt cuộc làm gì rồi hả?" Hứa dịch tất nhiên không dám hỏi nhiều, nhanh chóng xuống xe mở cửa xe chỗ ngồi phía sau. Lên xe, hứa dịch không nhịn được từ trong kính nhìn về phía sau quan sát nam nhân ngồi ở phía sau. Khí sắc ông chủ so với trước ngược lại tốt hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không khó chịu nữa. Thân sắc được, sắc mặt cũng không khó chịu nữa. Cho nên ông chủ mới vừa trong hơn 6 giờ rốt cuộc trải qua cái gì. Tư giả hàn một cái tay hơi hơi nghiêng đỡ lấy cái chán, sắc mặt lạnh như băng chiếu ngược ở trên cửa sổ màu đen của xe, chuyện để cho cậu thăm dò đến đâu rồi. Hứa dịch nghe vậy, tinh thần phục hồi lại, mở miệng nói, cùng hai năm trước thăm dò được kết quả cũng có gì khác nhau, cha của thẩm mộng kỳ chính là ông chủ một công ty nhỏ, cùng Diệp ra trên phương diện làm ăn có chút lui tới, ban đầu thẩm mộng kỳ đến gần Diệp tiểu thư cùng anh trai của cô ta, đều là thẩm phụ bầy mưu đặt kế, chẳng qua chỉ là muốn cùng có quan hệ Diệp thiệu đình. Thẩm mộng kỳ ngược lại cũng không chịu thua kém, không chỉ có lấy được tín nhiệm của Diệp Tiểu Thư, thậm chí thu phục luôn cả Diệp Mộ Phàm. Sau đó quyền lực của Diệp Thiệu Đình bị đoạt, nếu không phải ông chủ là ngài xuất hiện ở bên người Diệp Tiểu Thư, Thẩm mộng kỳ sợ là cũng sớm một cước đem Diệp Tiểu Thư đá văng tìm đại thụ khác. Thấy tư giả hàn không nói lời nào, hứa dịch do dự một chút, tiếp tục mở miệng nói, tuy nói bất quá là một tiểu cô nương, căn bản không đủ gây sợ hãi, nhưng cô ta đối với Diệp Tiểu Thư ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Tiểu cô nương này tâm tư nặng như vậy ở lại bên người Diệp tiểu thư hoàn toàn là động cơ không thuần khiết, lại còn nhiều lần khiêu khích quan hệ giữa ngài và Diệp tiểu thư. Người như vậy thật muốn tiếp tục đặt ở bên người Diệp tiểu thư sao? Chủ yếu là Diệp oản oản thật sự ngu xuẩn hết sức, ngoại trừ thẩm mộng kỳ ai mà nói đều không tin, coi như nói cho cô biết chân tướng cũng vô dụng. Tư giả Hàn ánh mắt hơi hơi chuyển lạnh, giống như lưỡi dao sắc bén hướng phía phía trước bắn tới. Ngươi cho là quan hệ giữa ta và cô ấy? là tùy tiện người nào cũng có thể chia rẽ hứa dịch bị ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú khiến sống lưng cứng ngắc lại thật là muốn phải ngửa mặt lên trời thét dài rất có thể được không ông chủ ngài rốt cuộc ở tự tin đâu ra lại cho rằng quan hệ giữa ngài cùng diệp tiểu thư rất vững chắc đáng tiếc hắn không lá gan đó nói ra những lời này ăn tính chỗ ngồi phía sau trong bóng tối nam nhân trên mặt phong vân biến ảo không biết trải qua bao lâu mới rốt cuộc nhắm mắt lại đáy mắt cương ép đè xuống sát ý mãnh liệt gần như muốn mất khống chế. Hứa dịch thấy vậy, trong lòng đã là rõ ràng rồi. Thẩm mộng kỳ dù sao cũng là uy hiếp duy nhất của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản tính tình quật cường như vậy, lại nguyện ý vì chuyện của thẩm mộng kỳ hướng ông chủ cúi đầu, yêu cầu ông chủ hỗ trợ. Lúc trước vì để cho thẩm mộng kỳ có thể tự do xuất nhập cẩm viên, thậm chí không tiếc tuyệt thực ba ngày. Nếu là ông chủ thật dám động đến thẩm mộng kỳ, vậy liền diễn ra một trận đại chiến thế kỷ. Thầm mộng kỳ mặc dù sẽ có một chút hít tâm tư đùa bớn, nhưng làm kẻ chỉ điểm cung cấp tình báo ngược lại vẫn là thật làm hết trách nhiệm. Mặc dù cô ta mỗi lần mang tới đều là tin tức dẫn đến thêm dầu hỏa vào thuốc nổ, ông chủ vẫn như cũ chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ một cái tin tức nào có liên quan đến Diệp Oản Oản. Hắn đến nay không hiểu nổi ông chủ nhà mình tại sao đối với Diệp Oản Oản cố chấp như thế, chẳng lẽ là bởi vì không chiếm được? Bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng Diệp Oản Oản suy nghĩ thông suốt như vậy thì coi như là thẩm mộng kỳ lại khiêu khích đều vô dụng, chuyện bức thư tình lần trước kia không đúng sao. Nếu ông chủ lấy được cô ấy sau đó sẽ phát hiện, nữ nhân này cũng bất quá như thế mà thôi. chương 45, Thích Tư Hạ Sao Sáng ngày thứ hai, lúc Diệp Oản Oản tỉnh lại, Tư Giả Hàn đã không có ở đây, cũng không biết tối hôm qua là khi nào rời đi. Thật là xuất quỷ nhập thần, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Diệp Oản Oản khó tránh khỏi có chút nhục trí, chẳng lẽ đã nghe được những lời kia, tư giả hàn lại vẫn tin tưởng thẩm mộng kỳ. Hay là, tư giả hàn căn bản cũng không quan tâm thẩm mộng kỳ làm cái gì, chỉ là đơn thuần cắm ở bên người cô một người nằm vùng có tầm mắt thật tốt theo dõi cô mà thôi. Xem ra cô chỉ có cẩn thận một chút, chớ bị thẩm mộng kỳ bắt được cái chuôi. Cũng may cô đã biết khuôn mặt thật sự của thẩm mộng kỳ, sẽ không tiếp tục bị tẩy não, địch ngoài sáng ta trong tối, thẩm mộng kỳ còn muốn từ bên trong cản trở, không dễ dàng như vậy. Cô sẽ từng bước một để cho tư giả Hàn biết, con mắt theo dõi này đã mất đi hiệu lực và phản tác dụng rồi. Nghĩ thông suốt một chuyện này sau, Diệp Oản Oản nhất thời thư thái, bắt đầu thức dậy tức đi rửa mặt trang điểm. Lông xanh cùng hình xăm tất cả đều tái xuất giang hồ, tê suất khảm đầy đá phát sáng, quần cái băng mười mấy cái lỗ, tràn đầy sắc bén hai cây đinh giống như hai cái bản đinh di động dày ống, phối hợp ra mặt trang điểm kiểu gothic, hiệu quả nổi bật. Vô vô mặt mếu. Một đường quay đầu cũng đầy đủ chứng minh sự rung động của hình dạng này của cô. Đi nửa đường đến phòng ăn, gặp Thẩm Mộng Kỳ. "Oản Oản, tớ đang muốn đi tìm cậu đây, cùng đi ăn điểm tâm đi." Thẩm Mộng Kỳ vừa thấy được cô lập tức thân mật khoác lên cánh tay của cô. Thấy Diệp Oản Oản mặc bộ trang phục này, Thẩm Mộng Kỳ ánh mắt nhất thời phát sáng lên, tựa hồ là rất hài lòng. Xem ra tối hôm qua lời của mình, Diệp Oản Oản quả nhiên vẫn là nghe theo. Đến phòng ăn, Trung quanh học sinh đều ở đang len lén nhìn chằm chằm hai người xì si xào bàn tán. Mau nhìn mau nhìn, Diệp Oản Oản lại phát triển độ xấu xí của cô ta đến tầm cao mới kia. Mộng kỳ cũng quá tốt bụng đi, đến bây giờ còn không cùng cái đó ma lem tuyệt sao. Hai người này đứng chung một chỗ đơn giản là mỹ nữ cùng dã thú. Các ngươi đừng nói như vậy á, à, cái này ma lem bản lĩnh lắm, không chỉ có thi hạng nhất cả lớp, còn đánh bại ban hoa hậu lớp cô ta trình tuyết và văn nghệ ủy viên Hàn Tiểu Như, lấy được cơ hội cùng tư hạ diễn sân khấu kịch. CMN, thiệt hay giả, cái này mà lem hao tổn tâm cơ như thế, chẳng lẽ là mong muốn nam thần của ta đi? Nghe được nghị luận chung quanh, thầm mộng kỳ ánh mắt lóe lên. Chẳng lẽ Diệp Oản Oản đột nhiên đối với cố Việt trạch tâm tư lạnh nhạt là bởi vì tư hạ? Thầm mộng kỳ mở miệng cười nói, đúng rồi, Oản Oản, còn không có chúc mừng cậu đây nghe nói cậu cuộc thi lần này thi hạng nhất cả lớp diệp oản oản trước mặt để một chén cháo khoai lang mật tím lớn đầy hai cái bánh bao lớn còn có có thêm ba khối thịt hai cái trứng gà một cây xúc xích bánh rán trái cây vừa ăn một bên thuận miệng nói ừ tùy tiện kiểm tra thế nào thẩm mộng kỳ biết diệp oản oản trí nhớ rất tốt nhưng biết được cô thi hạng nhất cả lớp vẫn là rất kinh ngạc cậu không phải nói ghét học tập nhất sao thế nào đột nhiên chăm chỉ như thế rồi hả Diệp Oản Oản cắn bánh bao, quả thật rất ghét, tôi ghét hết thảy những thứ không có khó khăn. Thẩm mộng kỳ sắc mặt nhất thời có chút khó coi, bị nghẹn đến nói không ra lời được. Cô ta mỗi ngày liều xuống liều chết đọc sách làm bài mới miễn cưỡng giữ được lớp học top 10, thành tích tốt nhất cũng bất quá là hạng ba cả lớp, lần này không giữ được, té xuống hạng thứ 9, kết quả Diệp Oản Oản lại tùy tiện kiểm tra liền thi ra hạng nhất. Thẩm mộng kỳ cố đè xuống khó chịu trong lòng, thành tích tốt thì thế nào? Diệp gia đã sớm không phải là do gia chủ Diệp Hiệu Đình quản lý Diệp gia, Diệp Oản Oản đã từ lâu không phải là đại tiểu thư gọn gàng xinh đẹp, bây giờ Diệp Oản Oản ngay cả sách giày cho cô ta cũng không xứng. Vậy cậu cùng Tư Hạ lại là xảy ra chuyện gì? Cậu sẽ không thích Tư Hạ đi? Thẩm Mộng Kỳ rốt cuộc đã hỏi tới vấn đề chính. Dù sao đoạn thời gian trước Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ là ngồi cùng bàn, chẳng lẽ là khi đó, Diệp Oản Oản đối với Tư Hạ động tâm sao? Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời hai tròng mắt híp lại. Xem ra, chuyện của tư hạ, phải nhanh chóng giải quyết, nếu không sẽ bị thẩm mộng kỳ làm một bài báo cáo rồi. Không có hứng thú, Diệp Oản Oản thuận miệng trả lời một câu. Audio điện tử võ tấn bền. chương 46, không có đẹp trai bằng một phần 10 ngàn của anh. Ăn xong điểm tâm, Diệp Oản Oản hướng phía phòng học đi tới. Thời điểm khoảng cách cửa phòng học còn có vài chục bước, diệp oản oản xa xa thấy cửa sổ có mấy cái đầu giáo rác mà ngó ra bên ngoài nhìn quanh sau khi thấy cô mấy cái đầu kia giống như bị kinh ngạc vèo 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 tất cả đều rụt trở về trong phòng học truyền tới một trận huyên náo âm thanh sau đó là một trận an tĩnh quỷ dị diệp oản oản đứng cách xa cửa phòng học ba bước đang muốn tiếp tục đi phía trước bước chân đột nhiên dừng lại ánh mắt như có như không mà hướng trên đỉnh đầu khung cửa nhìn một cái tại thời điểm cô dừng chân không tiến lên trong phòng học từ đầu đến cuối yên lặng không có một tia âm thanh, giống như tất cả mọi người đều đang đợi cảnh tượng trọng đại gì đó. Cô ngày hôm qua mới vừa xui xẻo bị quất trúng một cái đại phiền toái như vậy, những người đó không muốn chỉnh lại cô mới có quỷ đây. Diệp Oản Oản cũng không luống cuống, vẫn tiếp tục đứng ở cửa không di chuyển. Một lát sau, quả nhiên có một cái đầu không nhịn được nữa đi ra quan sát dò xét, sau đó lập tức cẩn thận mà rụt trở về. Rất nhanh, tiếng chuông vào học vang lên sau lưng truyền tới nam nhân bị dọa sợ đến gần chết âm thanh, ôi chao. Dọa cô một hồi, Diệp Oản Oản, là trò A. À. Triệu Tinh Châu trong tay ôm lấy một quyển sách số học, che ngực, vẻ mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm mặt của cô, nhìn dáng dấp dọa sợ không nhẹ, đều sắp đến giờ học, tại sao còn đứng ở cửa không vào đi. Suy nghĩ một chút đời người, lão sư ngài đi trước đi. Diệp Oản Oản lễ phép lui về phía sau một bước. Thái độ của Triệu Tinh Châu đối với cô biểu thị rất hưởng thụ, hừ hừ, số học thi không điểm, bây giờ biết ái náy. Triệu Tinh Châu vừa nói chuyện, một bên đưa tay đẩy cửa phòng học ra. Một giây kế tiếp, dao, một tiếng, một thùng nước lớn vỗ đầu che mặt mà hướng về phía Triệu Tinh Châu tạt xuống, nhất thời đem hắn dội thành ướt như chuột lột. Triệu Tinh Châu thử ra một giây đồng hồ, ngay sau đó cả người đều nổ, ta. Thảo, lão tử buổi sáng mới vừa đi làm kiểu tóc mới, cái nào thằng nhóc con, cút ra đây cho lão tử. Bên trong phòng học đầu tiên là một trận thất vọng thổn thức, ngay sau đó không ít người đều mặt đầy kinh hoàng. Đệt, thế nào mở cửa chính là thầy giáo số học, xong đời, tất cả mọi người lớp ép đều biết, thà đắc tội chủ nhiệm lớp, cũng đừng đắc tội vị này người nhìn luôn là cười híp mắt rất dễ nói chuyện thầy giáo số học, nếu không tuyệt đối bị hành hạ đến sống không bằng chết. Triệu tinh châu lau nước trên mặt, cười lạnh, không ra đúng hay không? Chờ để lão tử tự tra được, vậy thì không dễ nói chuyện như vậy đâu. Qua thật lâu sau, rốt cuộc có ba nữ sinh cùng một cái nam sinh rụt rè e sợ mà đứng lên. Mấy người các ngươi, cùng lão tử ta tới ban công nói chuyện một chuyến. Lúc đi ngang qua Diệp Oản Oản, Triệu Tinh Châu nhìn chồng chọc cô chừng mấy giây, ánh mắt tương đối u oán. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, vẻ mặt nghiêm nghị cùng vô tội. Sau khi Triệu Tinh Châu mang theo mấy học sinh gây chuyện rời đi, Diệp Oản Oản dưới sự căm ghét căm tức của các nữ sinh trong lớp, thẳng hướng phía chỗ bên cạnh Tư Hạ đặt mông ngồi xuống. Đại khái là bởi vì tan học muốn diễn tập, Tư Hạ hôm nay mặc một thân đồng phục phong cách Anh Quốc, trắng phao, men theo biên áo là viền vàng, kiểu cổ áo cấm dục hệ đến trên cổ viên thứ nhất nút áo, tương đối phù hợp với vai diễn vương tử hắn muốn thiết lập. Vô vô, khó khăn quá, quấn quấn không tả gì ta cũng không biết nữa. Nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng hoàng tử trong công chúa Bạch Tuyết đi nhất là trên người hắn có khí chất bẩm sinh tự phụ cùng vẻ mặt cao cao tại thượng ngạo mạn. Bất quá cũng là khó trách, dù sao cũng là tôn bối duy nhất của tư gia, tụ tập ngàn vạn sủng ái vào người, không có bất kỳ người nào có thể để cho hắn coi ra gì. Đương nhiên, cái này không bao gồm Diệp Oản Oản, cơ hồ là trong nháy mắt thấy Diệp Oản Oản, nam sinh ánh mắt chói lóa, gương mặt soạt một cái liền xanh biếc. Diệp Oản Oản thừa dịp lão sư không có ở đây, không nói hai lời móc ra điện thoại di động, bắt đầu gửi tin nhắn cho tư dạ hàn, cô phải hành động trước khi thẩm mộng kỳ động thủ, tiên hạ thủ vi cường mà. Tư hạ thật vất vả mời từ cái bộ dạng kinh thiên động địa kia tỉnh lại một lần, liền thấy Diệp Oản Oản đang không biết gửi tin nhắn cho ai, hơn nữa đúng lúc thấy rõ nội dung cô viết. Baby, trường học gần đây tổ chức hội diễn văn nghệ, mỗi lớp phảo chuẩn bị một tiết mục, em bị chọn chúng diễn vai công chúa Bạch Tuyết, hắc hắc lợi hại không tương đương chỉ tiếc, người diễn cùng em diễn vai vương tử dáng dấp quá khó coi, đều không đẹp trai bằng một phần 10 ngàn của anh đâu tương đương. Vô vô, chắc tức hộp máu chương 47, chưa từng thấy hắn cười qua. Thấy tin nhắn Diệp oản oản, tư hạ muốn phun một ngụm máu, thiếu chút nữa đem chính mình chết ngộp. Từ nhỏ đến lớn, hắn đi tới nơi nào đều không phải là sao vây quanh trăng, còn chưa bao giờ bị bêu xấu qua như thế này. Nếu như cô gái xấu xí này là muốn gây chú ý với hắn, như thế, cô đã thành công rồi. a à, khó coi, Nghe được âm thanh bên cạnh, Diệp Oản Oản mới phát hiện nội dung tin nhắn của mình bị thấy rồi, bất quá cô ngược lại không chột giả chút nào, cất điện thoại di động, cười híp mắt quay đầu nhìn một cái hot boy đang bị tái xanh mặt mở miệng nói, không cần tự ti, thật ra thì dung mạo của cậu cũng tốt á, chính là cùng bạn trai tớ so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Tư hạ tự nhiên không có khả năng nói để cho cô đem bạn trai của mình gọi ra so một lần xem ai đẹp trai hơn, đây thật loại lời nói ngu xuẩn, hít sâu một hơi, trực tiếp nhắm mắt đi ngủ tiếp, nếu lại tiếp tục cùng con nhỏ này nói chuyện thêm một chút nữa, hắn phỏng chừng sẽ bị tức chết. Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, sách, lại không tin ta tương đương. Cùng lúc đó, tư gia nhà cũ, tư giả Hàn vừa hoàn thành theo thông lệ kiểm tra một lần. Ngoại trừ mặc Huyền, hiện trường còn có một vị thầy thuốc lớn tuổi ngồi đối diện tư giả Hàn bên cạnh là một vị lão thái thái bảy tám chục tuổi. Lão thái thái tóc bạc trắng, trong tay vân vê một chuỗi Phật Châu, giờ phút này mặt đang đầy yêu sầu mà nhìn chằm chằm cháu trai. Vị thầy thuốc lớn tuổi kia bắt mạch cho tư giả hàn, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, lão thái thái thấy sắc mặt thầy thuốc không được tốt, vẻ mặt cũng càng ngày càng thêm âm trầm. Ngược lại tư giả hàn, sau khi bắt mạch xong trên mặt vẫn không có có bất kỳ vẻ mặt nào mà ngồi ở trên ghế salon uống trà, tựa hồ đối với thân thể của mình không hề quan tâm. Lão thái thái thần sắc lo lắng hỏi, mặc thầy thuốc, tôn y sinh, hai người các người biết điều gì liền nói cho ta biết, không cho nói láo một chữ, thân thể tiểu cửu rốt cuộc đến mức độ nào rồi hả? Mạc Huyền hướng phía tư giả hàn nhìn một cái, ho nhẹ một tiếng, không dám lên tiếng. Lão thái thái thấy vậy nhất thời chừng mắt liếc Mạc Huyền một cái, ngươi xem hắn làm gì? Ta hỏi ngươi mà. Mạc Huyền cân nhắc chọn lời một chút, sau đó mở miệng trả lời, hồi lão phu nhân, vẫn là như cũ. Lão thái thái lạnh rên một tiếng, ngươi đừng lừa bịp ta. Ngươi nói cho ta biết, Hắn ngày hôm qua ngủ mấy giờ, ngày hôm trước ngủ mấy giờ, còn có hôm kia. Mạc Huyền không có cách nào chỉ có thể từng cái trả lời, hôm kia, thôi miên thất bại, ngày hôm trước cũng thất bại, về phần đêm qua, từ tiên sinh là khoảng 3 giờ sáng trở về Cẩm Viên, cũng không để cho tôi đi qua trị cho hắn. Lão Thái thái sắc mặt biến đổi, 3 ngày, tại sao ba ngày không ngủ rồi? Mạc Huyền không dám nói, suốt một tuần lễ này giấc ngủ của Tư Dạ Hàn đều tương đối tệ hại. Hắn Mặc Huyền phán đoán ngày hôm qua đối với hắn Tư Dạ Hàn đã là cực hạn rồi. Một mực đang lo lắng thân thể của hắn Tư Dạ Hàn sẽ xảy ra vấn đề lớn, cho nên hôm nay xem trạng thái của Tư Dạ Hàn lại không có tồi tệ như hắn Mặc Huyền tưởng tượng như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Bên cạnh vị thầy thuốc lớn tuổi thở dài nói: Lão phu nhân, ta cũng không dối gạt ngài. Hai năm qua thân thể cửu thiếu ra càng ngày càng không tốt, nếu lại tìm không được phương pháp trị liệu hiệu quả, chế thì sẽ như dầu cạn đèn tắt ta đây liền sớm nói qua với ngài trước, ngài nên chuẩn bị tâm lý trước. lão thái thái nhất thời bị dầu cạn đèn tắt, bốn chữ kích thích ta biết, ta chỉ biết thì có có tác dụng gì? các ngươi ngược lại nghĩ một cái biện pháp a? À, các ngươi không phải là đều rất lợi hại sao? chẳng qua chỉ là ngủ không yên, giấc cái bệnh vật này đều không trị hết. mặc huyền nhất mặt bất đắc dĩ, lão phu nhân, cử ra đây là tâm bệnh, thời điểm tâm tình của hắn tốt liền có thể ngủ nhiều một chút, tâm tình một khi u buồn liền một phút đều không cách nào chìm vào giấc ngủ vậy thì nghĩ biện pháp để cho tâm tình của hắn tốt lại mạc huyền nghe vậy cười khổ trong đầu nghĩ ngài cũng không phải không biết người cháu này của ngài tính tình tệ hại đến bao nhiêu muốn cho tâm tình của hắn tốt nói dễ vậy sao nói thật hắn đi theo bên người ông chủ này lâu như vậy rồi thậm chí một lần cũng không thấy hắn cười qua có được không ngay tại trong phòng khách bầu không khí càng ngày càng ngưng trệ thời điểm trên ghế salon Thần sắc lạnh giá hờ hững tư giả Hàn nhìn lấy điện thoại di động, đột nhiên nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng, "A." À. "Vô vô, Mạc Huyền bị đánh mặt kinh thật." Chương 48, Cửu gia yêu. Mạc Huyền mới vừa nghĩ như thế, liền trơ mắt thấy người căn bản giống như không có biểu cảm của con người đại thiếu ra lại cười. Không phải là cười lạnh âm trầm đáng sợ, không phải là cười lạnh hung ác kinh người, mà là một cái nụ cười bình thường đến không tưởng tượng nổi vui thích trong nháy mắt giống như vạn dặm đóng băng sơn trong nháy mắt tan mất rồi nếu như nói mặt lạnh tư giả hàn đã là thịnh thế mỹ nhan như thế cười lên tư giả hàn thật là có thể đem nam nhân đều vặn cong vô vô giả hàn cười cái nữa coi tư giả hàn ngoại trừ mặc huyền ra, kinh hãi nhất không ai bằng là lão thái thái lão thái thái thân thể run rẩy bỗng nhiên đỏ cả vành mắt lão đều đã bao lâu bao lâu không thấy tiểu cửu cười qua tiểu cửu a đang nhìn cái gì đây, cao hứng như thế, lão thái thái vẻ mặt khẩn trương, vô cùng cẩn thận hỏi, sợ rằng mình mới vừa nhìn thấy chẳng qua là ảo giác. Tư giả dạ hàn trên mặt như cũ sót lại một tia sắc màu ấm, ngay cả ngữ khí đều so với trong ngày thường ôn hòa hơn. Bạn gái nhắn tin, lão thái thái nghe một chút, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mặt đầy kinh hỉ, bạn gái, tiểu cửu cháu có bạn gái, khó trách, khó trách bà nhìn cháu thật giống như có chỗ nào đó không giống nhau nguyên lai like là yêu đối phương là dạng nữ hài tử nào bao lớn công việc gì trong nhà là làm gì đó tên gọi là gì bên cạnh mạc huyền nghe được lời tư dạ hàn nói nhất thời sững sốt bạn gái hắn nói tới sẽ không phải là cái người sử dụng não không được tốt lắm nữ nhân diệp oản oản chứ tư dạ hàn ngón tay thon dài nhẹ nhấp điện thoại di động một cái oản oản diệp oản oản mạc huyền thật đúng rồi a à lão thái thái mặt đầy nghiêm túc gật đầu một cái oản oản Xào ti bằng cái đó oản sao tên ngược lại thật là dễ nghe cháu đứa nhỏ này kiếm được bạn gái thế nào cũng không nói cho bà nội bà nội liền giúp cháu xác định một chút có thể có một nữ hài tử ở bên cạnh chiếu cố cháu cháu a bên người của cháu từng người một tất cả đều là mấy tên giả đầu thô kịch. làm sao có thể chiếu cố cháu được nhanh đem bạn gái cháu mang về cho bà nội nhìn một chút ra tư giả hàn tâm tình đại khái quả thật không tệ nghe vậy ngược lại cũng không có cực tuyệt, cháu hỏi cô ấy một chút. Lão Thái Thái vô cùng vui vẻ, được được được, cháu tốt nhất cùng bạn gái nói trước đã, đừng dọa đến người ta, không cần khẩn trương, chính là tùy tiện gặp mặt. Ừm, hoàn hoàn thích ăn cái gì, có ăn kiêng cái gì sao? Để bà cho phòng bếp chuẩn bị trước thật tốt. Tư Dạ Hàn đáy mắt trong xẹt qua một tia nhu sắc, cô ấy không có gì kén ăn, cái gì cũng thích ăn. Không kén ăn a, à? được 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 biết được cháu trai biết yêu rồi, lão thái thái cả người tinh thần đều đại chấn, cũng hoàn toàn ngồi không yên, lúc này liền bắt đầu xếp đặt để cho tất cả người làm chuẩn bị thật tốt, lại đi phòng bếp dặn dò người giúp việc đi mua nguyên liệu nấu ăn. Chờ sau khi hết bận rộn, bà lão để cho người đi gọi hứa dịch cho kêu tới. "Lão phu nhân, ngài gọi ta?" Hứa dịch vẻ mặt thấp thỏm. Lão thái thái mặt đầy bất mãn nói, "Ngươi là làm chuyện gì? Ngày ngày đợi ở bên người của tiểu cửu" thậm chí ngay cả chuyện yêu đương của hắn, việc lớn như vậy cũng không biết sao. À, Cửu gia, yêu, Hứa Dịch vẻ mặt tưởng chừng như là đang nằm mơ vậy. Nhìn hắn cái bộ dạng này, lão Thái thái càng tức, chính là cùng cô gái tên Diệp Oản Oản đó, mới vừa rồi tiểu Cửu chính miệng nói với ta. Diệp Oản Oản, Hứa Dịch thật là có khổ khó nói a. À. Diệp Oản Oản, hắn dĩ nhiên biết, nữ nhân này sống ở bên người của Cửu gia cũng đã gần 2 năm rồi nhưng phải nghiêm khắc định nghĩa mà nói, hoàn toàn chính là cửu ra một phương diện cưỡng bách người ta chứ. Hai người này ngay cả cùng chung gối chân đều chưa có, cái này cũng có thể gọi là yêu đương. Hơn nữa cửu ra không phải là nghiêm cấm bọn họ ở trước mặt bất kỳ người nào nói loạn, nhất là có liên quan đến chuyện của Diệp Tiểu Thư sao. chương 49, giống như là sắp bị cô lăng nhục vậy y, y tơ, hai na nguyễn. Sau khi tan học, tập luyện cho sân khấu kịch được tiến hành ở hội trường nhỏ của trường học, Ngoại trừ mấy người diễn viên ra, trong lớp một đội fan trung thành của Tư Hạ và đội cận vệ của Tư Hạ cũng ở đây, Trình Thuyết cầm đầu một đám nữ sinh đỏ mặt vây quanh Tư Hạ, lại nhỏ nhẹ hỏi thăm hắn, an ủi hắn bởi vì phải cùng Diệp Oản Oản cùng diễn kịch mà tinh thần bị tổn thương. Lão sư cũng thiệt là, dùng rút thăm quyết định thật sự là quá không tốt. Đúng vậy, đúng vậy, lại thật để cho Diệp Oản Oản diễn, đơn giản đối với Tư Hạ làm nhục. Tư Hạ, cậu đừng khổ sở, nếu không tập thể chúng ta đi tìm lão sư kháng nghị đi. Diệp Oản Oản trong miệng ngậm một nhánh kẹo que đứng ở cửa, nghe lời nói của những nữ sinh kia, khóe miệng co rút một chút. Xem điệu bộ của đám nữ sinh này, thế nào làm thật giống như là tư hạ sắp bị người lăng nhục như vậy. Bên tai tất cả đều là nữ sinh díu ra díu rít tư hạ thần sắc càng ngày càng lạnh, giữa hai làn lông mày tràn đầy không kiên nhẫn, đang muốn mở miệng, chung quanh lại đột nhiên an tĩnh quỷ dị. Dương mắt hướng phía cửa nhìn, quả nhiên thấy là Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vừa xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả các hỏa lực, mấy cô gái khí thế hung hăng hướng phía cô xông tới. Diệp Oản Oản, cô còn biết xấu hổ hay không, lại thật dám đến. Chuyện hồi sáng nay còn không có tính sổ với cô đây. Đoạt đi nhân vật mà tiểu tuyết của chúng ta muốn giờ còn tới rượu võ dương oai, thật sự coi chúng ta không làm gì được cô có phải hay không. Diệp Oản Oản khẽ liếc mắt nhìn ba nữ sinh đang xông lên. Ba người này chính là ba người buổi sáng bày ra trò đùa dai, một nam sinh khác chưa từng xuất hiện, đoán chừng là đem tất cả mọi chuyện đều gánh chịu, vào lúc này chắc còn bị triệu tinh châu trừ điểm. Ba nữ sinh này đều là người của Trình Tuyết, người nam sinh kia là ca ca của Trình Tuyết ở trường học, ở khu vực Thanh Hòa hơi có mấy phần thế lực, là trường học tiểu bá vương, không người dám đắc tội. Lần này nếu không phải cô một cước chặn ngang, vô luận là theo gia thế, hay là ở mạng giao thiệp thế lực của trường học, vai diễn này cuối cùng 8 phần 10 là rơi vào tay của Trình Tuyết. Cho nên, cũng khó trách Trình Tuyết đem cô hận đến kịch liệt như vậy. Trình Tuyết ăn mặc một bộ váy dạ hội doctor cao cấp được làm riêng bằng tơ lụa, đứng ở sau lưng một đám nữ sinh bảo vệ cô ta, da thịt trắng noãn mắt như nước, mang theo hỗn huyết ngũ quan lộ ra càng tinh xảo, cùng tư hạ đứng chung một chỗ vô cùng có cảnh đẹp ý vui, hai người thật sự giống như là bên trong thế giới vương tử công chúa. Giờ phút này, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay của Trình Tuyết tràn đầy ủy khuất không cam lòng, cho dù là đáy mắt bộc lộ căm ghét để cho người khác nhìn thấy cô ta có vài phần âm vụ dữ tợn, nhưng bởi vì bề ngoài đẹp đẽ này, vẫn như cũng làm người thương tiếc. Trình Tuyết không chỉ là hoa hậu lớp của lớp F, còn là hoa khôi của trường trung học Thanh Hòa, theo Diệp Oản Oản nhớ, ra thế Trình Tuyết không đơn giản, cùng Tư Hạ từ nhỏ nhận biết, kiếp trước sau đó hai người hình như đính hôn. Dù sao tuổi tác thật của Diệp Oản Oản hiện giờ đã 27 tuổi, Giờ phút này nhìn lấy một đám tiểu nữ sinh, có loại cảm giác đang cùng tiểu hài tử gây gổ, bĩu môi nói, "Sách, chẳng qua cảnh diễn chỉ có mấy giây, cần thiết hay không?" Cảnh diễn mấy giây, cảnh diễn của vương tử cùng công chúa Bạch Tuyết quả thật ít vô cùng, cho đến khi công chúa Bạch Tuyết ăn trái táo độc ngủ mê man, vương tử mới xuất hiện ở trước mặt công chúa. Nhưng là, cảnh diễn mấy giây kia nhưng là diễn hôn a, à, diễn hôn. Nghĩ tới đây, Trình Tuyết Quả thực muốn đem hàm răng đều sắp cắn nát diệp oản oản lời này đơn giản là cố ý khiêu khích diệp oản oản người đừng khinh người quá đáng tư hạ người thật muốn cùng thứ người như vậy diễn cùng nhau giọng điệu này tràn đầy tức giận giống như vật sở hữu của mình bị đoạt đi tư hạ sắc mặt khó coi nếu không thì sao đây hắn một người nam nhân còn có thể phản đối không giữ chữ tín được rồi thăm là tôi rút ra tất cả đều im miệng cho tôi bây giờ bắt đầu tập luyện không muốn diễn bây giờ liền cút ra ngoài cho tôi. Chương 50, thật muốn hôn sao? Yiter, Hai Na Nguyễn. Bởi vì Tư Hạ lên tiếng, buổi tập diễn rốt cuộc tiếp tục tiến hành. Những người khác mặc dù không tình nguyện, nhưng bởi vì uy tín của Tư Hạ, cũng chỉ có thể nén giận ngoan ngoãn bắt đầu tập luyện. Diệp Oản Oản thờ ơ nhún vai một cái, diễn liền diễn chứ, nhìn ngươi có thể chống đỡ đến lúc nào. Phần diễn của Tư Hạ không nhiều, trong lúc đó lại đến chỗ ở bên cửa sổ vị trí mà ngủ đến khi đến phân đoạn cuối cùng mới bị người khác cẩn thận đánh thức cái đó tư hạ đến phân đoạn của ngươi sau đó cảnh diễn là bảy chú lùn mang công chúa bạch tuyết đặt ở trong quan tài thủy tinh vương tử nước láng giềng cưới bạch mã chạy tới dùng nụ hôn thâm tình để cho công chúa bạch tuyết sống lại tư hạ hơi nhíu mày mà mở mắt sau đó liền phảng phất phải đối mặt tất cả đồng cảm thương hại của mọi người cùng ánh mắt mặc niệm ánh mắt này là có ý gì đây? Diệp Oản Oản ngồi lên một cái bàn đã chuẩn bị trước, lắc lư hai chân, móc ra túi trang điểm tùy thân, chờ một chút ha, tớ trang điểm bổ sung một cái. Vô vô, hắc hắc, ta thích. Ánh mắt càng sâu, quai hàm càng đỏ thêm, lại thêm một cái son môi màu tím, hiệu quả từ từ tăng lên mắt. Ok, ta chuẩn bị xong, thoa môi son xong, Diệp Oản Oản ngửa mặt nằm xuống. Dưới sân khấu có nữ sinh đều hiện lên một ánh mắt muốn giết người, Tư hạ xoa xoa mái tóc có chút rối bởi sau khi ngủ, phiền não mà kéo cổ áo mở nút áo ra, từng bước từng bước đi tới trước mặt cô gái. Nhìn chằm chằm kiểu tóc afro màu xanh lá cây của cô gái, trang điểm khuôn mặt kiểu metal hết thì giống như nữ quỷ, khắp người không chỗ nào không chủ lưu hình xăm đầu lâu, cùng với cái đôi môi tím đến biến thành màu đen đôi môi, trong dạ dày của hắn xuất hiện một trận phiên giang đảo hải rời xong lấp biển. Ôm lấy ý nghĩ chết sớm sớm siêu sinh, từ Hà hít sâu một hơi, chậm rãi cúi người. Chính mình rút ra thẻ thăm, quỳ cũng phải diễn. A, à, không muốn a. À. Có nữ sinh bị dọa sợ trực tiếp nhắm hai mắt lại. Phảng phất đây không phải là mơ mộng trong chuyện cổ tích mà là phim kinh dị gì đó. CmN không phải thật muốn hôn đi. Chúng ta nhưng là học sinh trung học phổ thông, không thể làm thật được. Diễn hôn giả là được rồi a. À. Nói nhảm, dĩ nhiên muốn giả, nhưng vấn đề là giả cũng không cách nào chịu đựng được không. Giả, dạ, hắn đến gần cô được ba bước trong khoảng cũng đã là kỳ tích. Cơ hồ là mới vừa cúi người đến gần một chút, tư hạ liền đột nhiên quay lưng lại, một trận ho khan kịch liệt. Nữ sinh chung quanh thấy vậy tất cả đều thương tiếc không dứt đứng dưới đất chuyển nước chuyển khăn long lên cho hắn. Trình tuyết hung hãn trợn mắt nhìn Diệp oản oản, biểu tình nhìn về phía tư hạ như là sắp thương tiếc khóc nói, tư hạ yêu cầu cậu đừng làm khó mình có được hay không. Diệp oản oản trở mình một cái bỏ dậy, mặt đầy vô tội, ai? Làm sao vậy? Tư hạ uống hết cả một cái chai nước mới hòa hoãn lại, khó khăn mở miệng nói, cô. Đổi màu son môi đi. Diệp oản oản nháy mắt một cái, ăn trái táo độc trúng độc, môi đương nhiên là tím rồi, cực kỳ hợp lý a. À? Vô vô, đệt, cái ý này hay, sau này ta chỉ cho mấy đứa em gái ta. C đều. Giữa hai hàng lông mày của nam sinh mơ hồ hiện lên thần sắc sắp tan vỡ, im miệng, cho cô đổi thì cô liền đổi. Được rồi, đổi liền đổi tương đương, Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, vẻ mặt thật khó phục vụ, cuối cùng vẫn là móc ra bông trang điểm, lau son môi màu tím, đổi lại một cái màu tương đối đối lập bình thường màu đỏ thẫm. Lần này được chưa? Tư Hạ nhắm mắt một cái, thử một lần nữa. Ồ, Diệp Oản Oản chỉ có thể lại lần nữa nằm xuống. Tư Hạ lần nữa đi về phía Diệp Oản Oản, lần nữa cúi đầu xuống chậm rãi đến gần. Nhìn chằm chằm khuôn mặt trang điểm quá đậm, cùng với miệng to như chậu máu, lần này, tư hạ trực tiếp xông ra phòng học. Vô vô, miêu tả hay thật, môi tím trúng độc, môi đỏ trộm máu. Không biết qua bao lâu, tư hạ mới rốt cuộc giống như thật là thoát chết trở lại, phảng phất khí lực cả người đều đã bị mất sạch. Diệp oản oản thấy vậy, hơi có chút không nói gì, người này cũng là thật đủ chuyện, vì chút xíu mặt mũi của nam nhân mà đi liều chết, cần thiết hay không. Trực tiếp đi theo lão sư kháng nghị muốn đổi người thì bất chuyện biết bao nhiêu a à cô cũng không cần phí thời gian lâu như vậy. Audio điện tử võ tấn bền chương 51, bà nội muốn gặp em. Kết quả cuối cùng lần tập diễn này dĩ nhiên là Tư Hạ cũng không thể hôn một cái. Quả nhiên không phải là mỗi người đều có khẩu vị kỳ lạ giống như Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản trở lại nhà trọ, tẩy trang tắm rửa, vừa suy nghĩ lấy ngày mai nên đổi dạng trang điểm ra mặt thành kiểu nào, một bên mở máy vi tính ra. Chương trình học trong trường đối với cô mà nói đã không cần tốn quá nhiều thời gian, cô đang tìm ở trên mạng thêm thông tin để mua thêm nhiều chút các loại sách vở liên quan đến đạo diễn biên kịch điện ảnh và phương diện truyền hình, dành thời gian tự học. Dù sao thi lên đại học vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, mục đích cuối cùng của cô là đoạt lại tất cả mọi thứ mà nhị thúc cùng Diệp Y y lấy từ trên tay của cha cô. Năm đó cô chỉ biết là oán trách cha vô dụng, làm hại cô không có biện pháp đến với Cố Việt Trạch. Nhưng không biết, người hại cả nhà bọn họ là chính cô. Lúc đó Diệp Y Y giả mạo danh nghĩa Cố Việt trạch đem cô lừa gạt đến một chỗ vắng vẻ, hạ độc đem cô làm cho cô hôn mê, sau đó nhị thúc dùng cô uy hiếp cha giao ra cổ phần, hơn nữa ở trước mặt cảnh sát thừa nhận tội mình tham ô công quỹ, nếu không thì sẽ tiêm ma túy cho cô, lại tìm mấy nam nhân chơi đùa cô, phát tán video ra ánh sáng cô chơi ma túy, để cho cô thân bại danh liệt. Cha từ nhỏ sủng ái nhất chính là cô người một nhà đều coi cô là thành bảo bối nói gì nghe nấy lúc cô ở nước ngoài đi học từng thiếu chút nữa bỏ mạng ở trong một lần phần tử khủng bố tập kích tinh thần chịu đã kích rất lớn cha mẹ tự trách không dứt lập tức đem cô tiếp trở về trong nước từ đó đối với cô càng là bảo vệ đến giống như là nhãn châu vậy nói chung cũng là bởi vì cha mẹ bảo vệ quá mức cho nên cô cũng quá mức đơn thuần cùng dễ dàng nhẹ tin người khác lúc cha cảnh cáo cô không muốn cô một mình ra ngoài nhưng cô vì cùng cố Việt trạch hẹn hò một mình cô vẫn là len lén thoát khỏi bảo vệ chạy ra ngoài. Dù sao cũng là cố Việt trạch mời, coi như là trên trời rớt xuống một cây đao, cô đều sẽ đi đến nơi hẹn, huống chi chẳng qua là một câu cảnh cáo của cha. Lúc đó đối mặt với uy hiếp của nhị thúc, cha không chút do so dự lựa chọn bảo toàn cô, cho dù giá tiền là buông tha toàn bộ diệp ra. Sau chuyện này, cha mẹ sợ cô quá mức tự trách không chịu nổi kích thích, cho nên vẫn luôn không có nói cho cô biết chân tướng mà cô vẫn còn ngu ngơ cho là lần đó chẳng qua chỉ là cố Việt Trạch không có đến nơi hẹn, hoàn toàn không biết một lần hành động thất thường của mình đưa đến biết bao hậu quả nghiêm trọng, thậm chí vì một cái thất thế của cha mà cô quay đầu liền muốn cùng gia đình mình giải trừ hôn đoạn tuyệt quan hệ. Nhận nhầm tình cảm của chó sói làm chân thành, đem lầm trí thân làm cừu địch. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Oản Oản liền hận không thể bóp chết chính mình. Ba, mẹ, chờ con thêm một chút nữa, hết thảy các thứ này con đều sẽ từng cái theo chân bọn họ đòi lại lúc này chuông điện thoại di động cô đặt riêng đột nhiên vang lên là tư giả hàn gọi tới diệp oản oản thu lại suy nghĩ lung tung của mình vội vàng lên tinh thần đối phó alo tan học đầu bên kia điện thoại di động truyền tới là người kia trước sau như một âm thanh trầm thấp lạnh lùng ân ân tương đương tan học rồi tương đương mới vừa tập diễn kết thúc phương tử quá xấu em đều thiếu chút nữa diễn muốn ói lúc đầu muốn nói với lão sư bỏ diễn, lão sư nói quyết định giúp thăm không thể sửa đổi. Diệp Oản Oản căn nhân mà oán trách, cô tận lực tiết lộ ra hành tung cùng chuyện xảy ra của mình ở trường học, như vậy đến lúc đó tư giả hàn sẽ không lý do nói cô lừa gạt hắn điều gì. Người đầu bên kia điện thoại di động rất có kiên nhẫn nghe cô nói sự tình trong trường học, sau khi đợi cô nói xong, mới mở miệng hỏi, thứ bảy có rãnh không? Thứ bảy sao? Hẳn là, không có chuyện gì đi. Trường học không yêu cầu học sinh học thứ bảy chủ nhật nên cô có thể trở về nhà, nếu như tư giả hàn để cho cô trở về, cô không có lý do gì cự tuyệt, nghĩ tới đây, âm thanh của Diệp Oản Oản khó tránh khỏi có chút căng lên. Cho dù là chỉ có hai ngày, nhưng vạn nhất trở về lại không ra được đây. Tự do đối với cô mà nói đơn giản là quá trân quý, cô còn có quá nhiều công việc bề bộn phải làm như vậy, tuyệt đối không muốn lại trở lại loại cuộc sống đó giống như ngày trước. Bà nội muốn gặp em đại khái là cảm nhận được sự khẩn trương và bài xích của cô, âm thanh của tư dạ hàn dường như cũng hơi lạnh xuống. chương 52, lần đầu tiên gặp phụ huynh làm sao có thể tùy tiện. À, bà nội, Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời sửng sốt một chút. Đồng thời, trong nháy mắt cô cũng nhớ lại một ít chuyện phát sinh trước khi sống lại. Trước khi sống lại, tư giả hàn đã từng mang cô đi gặp bà nội hắn. Ở tư gia, người thân cận tư giả hàn nhất chính là bà nội, vị này thiết huyết nửa đời ra thế hùng hậu lão thái thái ở tư gia địa vị cao vô cùng, bởi vì cha mẹ tư giả hàn mất sớm, bà nội hắn luôn dành sự sủng ái cùng đau lòng nhất cho người cháu tư giả hàn này, chỉ cần là đồ vật mà tư giả hàn ưa thích, bà nội hắn tất cả đều vô điều kiện ủng hộ. Đời trước, cô lại đắc tội hoàn toàn với vị này lão thái thái này. Tiếp trước bà nội của tư giả hàn phải gặp cô sự tình lớn như vậy, cô làm sao có thể không cùng thẩm mộng kỳ thương lượng. Thẩm mộng kỳ cũng coi như là hao tổn tâm cơ, dạy cô đủ loại thế nào để cho lão thái thái căm ghét cô, mà cô lúc ấy dĩ nhiên là làm theo từng cái. Không chỉ có trực tiếp lấy bộ dạng ăn mặc khẩu vị nặng đi gặp trưởng bối, còn từ đầu tới cuối đều trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, khắp nơi lên tiếng không kém. Lão thái thái cũng là thật lòng đau cháu trai của mình, Diệp Oản Oản biến thành cái bộ dáng quỷ đi gặp lão, còn biểu hiện như thể không có dạy dỗ, lão thái thái vẫn như cũ không thèm để ý chút nào. Mãi đến khi, Diệp Oản Oản chạm đến điểm yếu duy nhất của Lão Thái Thái, đó chính là Tư Dạ Hàn. Cô ở nhà cố thời điểm, Thẩm Mộng Kỳ đột nhiên gọi điện thoại cho cô, nói cố Việt Trạch xảy ra tai nạn xe cộ, ngàn cân treo sợi tóc. Tư Dạ Hàn làm sao có thể thả cô đi tìm cố Việt Trạch? Có thể tưởng tượng được, hai người lúc ấy là một trận đại chiến như thế nào, cô cùng điên rồi mới có thể mắng hắn cắn xé hắn như thế, nguyền rủa hắn lập tức đi chết. Nghe được cô nguyền rủa Tư Dạ Hàn chết đi, lão thái thái bị cô giận đến tại chỗ hôn mê bất tỉnh từ đó đối với cô căm ghét tới cực điểm mà mục đích của cô cũng coi như thành công lão thái thái một mực ở khổ sở khuyên nhủ tư giả hàn không muốn hắn ở cùng với cô nhưng cho dù là lão thái thái mở miệng tư giả hàn cũng như cũng không có thả cô đi cuối cùng lão thái thái sầu lo thành bệnh không bao lâu liền qua đời cho đến trước khi chết điều bà nội hắn tâm tâm niệm niệm vẫn là bệnh của cháu trai cùng cô giống như bệnh ung thư tiềm ẩn luôn ở bên người cháu trai bà. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Oản Oản trong lòng một trận khó chịu. Mặc dù cô căm ghét tư giả hàn, nhưng cô nhìn ra được, lão thái thái ngay từ đầu là thật tâm đợi cô, cho dù cô vô lễ như thế đều không có ý chê ghét, cũng không quan tâm ra thế của bối cảnh của cô. Đầu bên kia điện thoại di động thật lâu không có trả lời, giọng của tư giả hàn đã hoàn toàn lạnh xuống, liền quyết định như vậy đi diệp oản oản rốt cuộc phục hồi lại tinh thần vội vàng bạo dạn mở miệng nói bà nội muốn gặp em sao đó là đương nhiên phải đi á chính là em có chút khẩn trương dù sao cũng là lần đầu tiên thấy bà nội anh lão nhân gia thích gì có cái gì yêu thích em mặc quần áo gì đi thì tốt em có cần phải chuẩn bị lễ vật hay không nghe diệp oản oản đột nhiên hỏi một chuỗi dài như vậy đầu bên kia điện thoại di động trầm mặc một lúc lâu diệp oản oản nóng này này alo anh vẫn còn ở đó chứ? Có, thanh âm của nam nhân hơi có chút mất tiếng, em. Muốn đi, tại sao không đi, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em đấy. Diệp Oản Oản hỏi ngược lại. Không cần chuẩn bị, chờ anh tới đón em, tư giả hàn mở miệng. Như vậy sao được, đây chính là lần đầu tiên gặp phụ huynh, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, anh cũng quá tùy tiện. Diệp Oản Oản vẻ mặt bất mãn, như vậy đi, thứ bảy anh tới sớm một chút đón em, theo em đi dạo phố mua đồ. Vô luận là bởi vì ái náy kiếp trước, hay là bởi vì lão thái thái là người duy nhất có thể bó tay tư giả hàn lại, cô đều cần phải cùng lão thái thái tạo mối quan hệ tốt. chương 53 lấy vợ cưới hiền. Buổi sáng thứ bảy, đầu hẻm cửa bắc trường trung học Thanh Hòa đầy tĩnh lặng, một chiếc Bentley sang trọng so với tường cũ loang lổ, đường xi măng rách nát không hợp nhau lẳng lặng đậu sát ở nơi đó. Thân xe màu đen bên ngoài nhìn rất là khiêm tốn, nhưng bên trong lại xa hoa đến cực hạt, ghế ngồi bằng da thật, cực phẩm đắt giá thảm nhung thiên nga, toàn bộ hệ thống tự động điều hòa nhiệt độ không khí, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt mang theo công hiệu thôi nguyên, khắp nơi đều được bố trí đặc biệt thoải mái dễ chịu. Nam nhân mặc bộ Âu phục màu đen vừa vặn thân thể, ngồi trên ghế dựa trắng như tuyết nhung thiên nga đầy miền mại, trên mặt trước sau như một tuấn mỹ lạnh lùng, dưới mí mắt bởi vì mất ngủ lâu dài lại lãnh đạm nhàn nhạt, nhạt bóng mờ khiến cho cả người hắn nhìn qua đều có chút âm trầm khiến cho người nhìn thấy mà sinh sợ. Giờ phút này, ánh mắt nam nhân không có tiêu cự mà nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Chỗ ngồi của tài xế, hứa dịch đỡ lấy hai cái vành mắt đen nặng nề, trên mặt tình cảnh bi thảm, rõ ràng cho thấy một đêm không ngủ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ông chủ lại muốn mang Diệp Oản Oản đi gặp lão thái thái, kể từ khi biết được tin tức này, hắn liền lòng như lửa đốt. Chẳng lẽ ông chủ sẽ không sợ bộ dáng của cô gái kia đem lão thái thái dọa sao? chứ không cần nhắc tới tính tình gây chuyện thị phi của cô gái kia. Thân phận lão thái thái là gì? Đó là ông chủ thừa kế gia tộc trợ lực lớn nhất cùng người ủng hộ hắn, đây là ở nhà cũ náo loạn lên, có thể so với ở cẩm viên nghiêm trọng hơn nhiều. Nguyên bản hắn vẫn còn ôm lấy một tia may mắn, cho là ông chủ chẳng qua là vui đùa một chút, bởi vì không chiếm được mới một mực không buông tay, nào biết ông chủ lại muốn dẫn người ta đi gặp lão thái thái. Có câu nói cưới vợ lấy hiền, ông chủ nếu cố ý cùng loại nữ nhân não tàn này ở cùng một chỗ, sớm muộn có một ngày phải bỏ ra giá tiền khó mà lường được. Hứa dịch càng nghĩ càng sợ, quả thực không nhịn được khuyên nhủ, ông chủ, có mấy lời ngài khả năng không thích nghe, nhưng thuộc hạ cho dù là liều chết cũng phải nhắc nhở ngài một câu, nghĩ lại rồi làm, lão thái thái đã là thân nhân trọng yếu nhất của ngài, ở tư gia cũng là người cực kỳ có quyền phát biểu, nếu tổn thương cùng đắc tội lão thái thái, hậu quả thật sự là không cách nào tưởng tượng nếu chỉ là âm thầm nuôi dưỡng ở cẩm viên thì coi như xong đi, nhưng nếu là có thể để cho ngài mang nữ nhân tới trước mặt lão thái thái, cái kia biểu thị tương lai có thể là trở thành một trong những người được xem xét tới vị trí đương thời chủ mẫu tư gia, lấy tính cách diệp tiểu thư, quả thực. Không để hứa dịch tiếp tục, chỗ ngồi phía sau liền truyền tới lạnh giá đến không có một tia nhiệt độ, mang theo cảm giác bị áp bách to lớn, ai nói cho người biết là chỉ có thể thôi. Hứa dịch bị lạnh ý đột nhiên xuất hiện mà sợ đến sống lưng run lên, trong nháy mắt liền im lặng. Một giây kế tiếp, nam nhân ngữ khí lạnh hơn, đôi môi mỏng gọt phun ra băng hàn hai chữ, duy nhất. "Thí sinh duy nhất." Tiếng nói nam nhân rơi xuống trong nháy mắt, hứa dịch nhất thời cả người đều run một chút. Há miệng, vốn còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại bị ánh mắt bén nhọn ép tới một chữ cũng không dám lại nói, chỉ có thể chán nản mà chờ đợi giống như chết nắm chặt tay lái ngồi ở chỗ đó. Bên trong xe bầu không khí nhất thời ngưng trệ đến phảng phất đóng băng. Ngay tại khi Hứa Dịch đã làm xong tất cả chuẩn bị cho thời điểm xấu nhất, cách đó không xa truyền tới một loạt tiếng bước chân nhỏ bé. Hứa Dịch nâng lên con người tràn đầy tia máu hướng phía tiếng bước chân truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đồng phục học sinh nữ hài Tử Thanh Hòa đang từ cửa sau hướng phía phương hướng của bọn hắn đi tới. Nữ hài không đánh phấn trang điểm, sau lưng đeo lấy sau lưng một cái bọc sách xanh nhạt, tóc dài đen nhánh như mực cột một cái thắt bím đuôi ngựa sạch sẽ gọn gàng trên người mặc là đồng phục học sinh thanh hòa trên dưới hai cái trắng xanh đan sen, vừa vụng về vừa không có thiết kế mỹ cảm ống tay áo quần dài, nhưng da của nữ hải giống như ngọc dê thông suốt, trắng noãn nổi bật, lộ ra tràn đầy đều là tinh thần thiếu nữ phấn chấn cùng hoạt bát. Không giống những thứ hắn nhìn quen tinh vi tỉ mỉ, trang điểm tinh xảo danh viện thiên kim, nhưng lại làm kẻ khác hai mắt tỏa sáng, giống như một dòng nước trong. Thấy rõ người tới là ai, hứa dịch cả người đều không cách nào tin ngây ngốc tại nơi đó. Vậy, đó là Diệp Oản Oản, chương 54, dùng hành động chứng minh có thích hay không. Diệp Oản Oản nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định mặc đồng phục học sinh đi gặp lão Thái thái. Mặc dù bà nội của Tư giả dạ Hàn thân phận tôn quý dị thường, nhưng cô cảm thấy các bà nội trong thiên hạ cũng đều cùng chung tính chất, 8 phần 10 thích người con gái sạch sẽ, nhu thuận nghe lời. Mà vô luận dạng gì quần áo cũng không có thể so được với đồng phục học sinh có thể lộ ra vẻ nhu thuận nghe lời. Về phần trang điểm da mặt, ngoại trừ tối hôm qua lúc ngủ đắp một cái mặt nạ dưỡng da, cộng thêm ít kem dưỡng da, cô hoàn toàn không có trang điểm, tóc cũng chỉ nhẹ nhàng khoan khoái thắt bím đuôi ngựa, lộ ra cái chán sáng bóng xinh đẹp. Chờ mắt nhìn không phải là người nữ quỷ trong dự đoán muốn hù chết người, mà là một người thiếu nữ xinh đẹp tinh thần phấn chấn nhìn một cái liền đặc biệt được người ta yêu thích, hứa dịch sừng sốt thật lâu cuối cùng mới kịp phản ứng, lảo đảo xuống xe mở cửa xe chỗ ngồi phía sau, sau đó sắc mặt quỷ dị mà nhìn từ gương mặt phía sau trong kính diệp oản oản từ trước đến nay thích làm chuyện gì nhất thì chính là cùng ông chủ đối nghịch ngược lại ỉ vào ông chủ thích mình coi như cô có làm chuyện quá đáng đi nữa ông chủ đều biết để tùy hôm nay cơ hội tốt như vậy cô lại ăn mặc bình thường như thế cái diệp oản oản này gần đây thật sự là rất cổ quái rồi cô rốt cuộc đang có ý gì diệp oản oản sau khi lên xe ngồi vào trên chỗ ngồi bên cạnh của tư giả hàn vừa mới lên xe Diệp Oản Oản liền không nhịn được chật chật chắt lưỡi, bên ngoài xe còn không nhìn ra cái gì, nhưng bên trong bố trí thật là giống quán rượu sang trọng cấp bậc tổng thống. Người tư gia vì muốn tư giả hàn có thể ngủ thêm một lát cũng là lương khổ dụng tâm rồi. Em có thể làm việc khác hay không, em còn bài tập chưa có làm xong, cho nên đồng thời mang tới. Diệp Oản Oản đem bọc sách sau lưng lấy xuống đặt ở trên đầu gối, một bên giải thích, một bên vùi đầu trong bọc sách móc ra một cuốn sách nhỏ, không ngừng bận rộn mở miệng nói đây là danh sách lễ vật được em liệt kê ra em chuẩn bị đi đường vạn xuân trước mua nhiều dược liệu đồ bổ một chút sau đó đi trung tâm thương mại giúp bà nội mua mấy bộ quần áo túi sách hoặc là khăn quàng gì đó bất quá em không biết sở thích của bà nội anh phải nói cho em biết còn nữa em nghèo lễ vật em tới chọn nhưng anh bỏ tiền a nữ hài đại khái là trầm chậm, chậm nói trên trán một tầng mồ hôi mịn mỏng giờ phút này nhìn chằm chằm quyển sổ nhỏ nói chuyện bộ dáng dị thường chuyên tâm, trong mắt như là có ngôi sao. Hoàn hoàn, nếu như em lừa anh gạt anh, tốt nhất có thể bảo đảm. Gạt anh cả đời. Diệp Oản Oản đang nói tiếp, đột nhiên cảm giác cầm mình bị người dơ lên, hô hấp mát lạnh từng chút xít lại gần. Nam nhân Tuấn Mỹ làm động lòng người gương mặt hoảng hốt ở trong mắt cô dần dần phóng đại, ngay sau đó trên môi chính là đau xót. Cảm thấy một tia phát giác nguy hiểm và ý cảnh cáo không dễ dàng, Diệp Oản Oản đầu óc mơ hồ, người này bị làm sao vậy? Cô rõ ràng cái gì đều không làm mà. Chẳng lẽ là bởi vì cô mặc bộ đồ này, cho là Tư Dạ Hàn là không thích cái bộ dáng này của mình, Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là vuốt lông, cái đó, anh có phải hay không không thích em ăn mặc như vậy à? Nhưng là hôm nay phải đi gặp bà nội, lão nhân gia khẳng định không thích nữ hài tử trang điểm quá đậm, cho nên em sẽ không trang điểm, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất anh một chút nghe được nữ hài lại nói là vì bà nội mới cố ý ăn mặc như vậy thần sắc của tư dạ hàn bỗng nhiên ngẩn ra ánh mắt nhìn qua hai gò má cùng cằm của cô cô bị đồng phục học sinh bao lại eo nhỏ đáy mắt lạnh như băng bốc lên nhiệt độ khác thường một giây kế tiếp bỗng nhiên lần nữa hôn xuống không giống với nụ hôn qua loa mới vừa rồi nụ hôn này bá đạo thậm chí hơi có chút thô lỗ xâm lược khoang miệng cô từng chỗ một bàn tay rộng lớn mang lửa nóng cũng theo bên trong vạt áo đồng phục học sinh thăm dò vào dùng hành động chứng minh, hắn rốt cuộc có thích hay không. Vô vô, đẹp, chương tiếp đâu. S, chấm hay S dừng lại đoạn này nhé mặt cười cho con dân tưởng tượng chương 55 cảm giác an tâm. Đang lái xe hứa dịch mắt thấy hình ảnh phía sau đột nhiên biến thành hạn chế 18 cộng, mặt chợt đỏ một chút, vội vàng đem tấm che sắp kéo lên. Rơi ạ, à, nhìn lấy ông chủ cùng người mặc đồng phục học sinh Diệp oản oản chung một chỗ, làm sao lại không khỏi có loại cảm giác ông chủ đang phạm tội diệp oản oản đầu tiên là kéo tư giả hàn đi đường vạn xuân sau đó lại đi trung tâm thành phố hàng xa xỉ phẩm đi dạo một vòng dược liệu cùng đồ bổ tương đối dễ chọn để cho ông chủ giúp cô lựa chút phẩm chất tốt là được rồi những vật khác có tư giả hàn kiểm định tự nhiên cũng sẽ không có lỗi thật ra thì mua đồ vật gì cũng không trọng yếu dù sao về vấn đề vật chất lão thái thái cái gì cũng không thiếu chỉ cần lễ phép cùng đến là được sau khi lễ vật đều chọn tốt rồi xe chậm rãi hướng phía nhà quốc tư ra lái đi. Qua ước chừng một giờ, Diệp Oản Oản chứng kiến khu vườn riêng quen thuộc trong trí nhớ. Vườn riêng là một cái nhà kiểu trang viên Trung Hoa, phong cách cổ điển rộng rãi, xe tiến vào cửa chính chạm trổ hoa văn, lại chạy đến hơn 10 phút mới tới nhà chính. Vô vô, rộng vãi. Trước cửa nhà chính đã sớm có lão quản gia ăn mặc một bộ đồ tây đồng phục thẳng thớm, mang mắt kính vàng đang chờ đợi. Thấy xe của tư giả hàn đến, Lão quản gia lập tức cung kính tiến lên đón trước, không người cục mắt nói, cửu thiếu gia. Ừm, tư giả hàn trước sau như một không mang theo bất kỳ biểu lộ gì mà đáp một tiếng. Lão quản gia vừa nói, một bên ánh mắt ung dung thản nhiên mà hướng phía cô gái bên cạnh tư giả hàn nhìn một cái. Thiếu gia tính tình cô tịch lạnh lùng, hỉ nộ vô thường, lại cực đoan chán ghét nữ nhân đến gần, lão phu nhân suy nghĩ vô số biện pháp cũng không thể để cho hắn giống như người bình thường thân cận nữ hài tử. Nhưng là bây giờ, thiếu gia lại đột nhiên có bạn gái, còn muốn dẫn đối phương tới nhà cũ, đừng nói lão phu nhân kinh hãi, chính là bọn hắn những điều này làm cho người ở đều không cách nào tin được. Khi thấy nữ hài bên người thiếu gia ăn mặc đồng phục học sinh, lão quản gia càng kinh ngạc. Thiếu gia thích nữ hài từ có tuổi tác nhỏ như vậy. Hắn còn tưởng rằng, có thể để cho thiếu gia cảm mến nhất định là nhược khê tiểu thư nữ nhân cao quý chứng trạc. Bất quá, cô bé này mặc dù tuổi tác nhìn qua không lớn, nhưng ánh mắt sạch sẽ khí chất xuất trần tướng mạo càng là trưởng thành rõ ràng không có trang điểm bất kỳ thứ gì ra mặt cũng đã như thế chỉ nhìn một cái tướng mạo đơn thuần này ngược lại cùng thiếu gia xứng đôi chính là không biết tính cách như thế nào dù sao cũng là thiếu gia tự mình mang về người ta tuổi tác của lão quản gia vẫn là vô cùng cung kính lúc này vuốt cảm nói chắc hẳn vị này chính là diệp tiểu thư ngài khỏe chứ tôi là quản gia nhà cũ trung lễ ngài khỏe chứ trung quản gia diệp oản oản lễ phép lên tiếng chào hỏi cũng không có nói nhiều lần đầu tiên đến cửa dè đặt một chút luôn luôn đúng diệp oản oản nhìn lão quản gia trước mắt trong lòng không nhịn được cảm khái tiếp trước thời điểm vị này lão quản gia thấy mình cũng không phải là khách khí như vậy lúc đó lão quản gia thấy cô một đầu lông xanh ăn mặc giống như một yêu quái mặt đều xanh biếc che ngực thiếu chút nữa tại chỗ bị dọa ngất đi nếu so sánh lại thấy cô bộ dáng kia còn có thể thân thiết hòa ái mà cùng cô nói chuyện với nhau, tư lão thái thái, thật là một nhân vật. Lão quản gia thấy Diệp Oản Oản nhu thuận đứng ở bên người tư dạ hàn, dè đặt xấu hổ, trong lòng hào cảm lại thêm mấy phần, cửu thiếu ra, Diệp tiểu thư, nhanh vào nhà trước đi, lão phu nhân đã chờ mong cả ngày. Suốt cuộc phải lần nữa bước vào nơi này, Diệp Oản Oản con người co rụt lại, theo bản năng siết chặt lòng bàn tay, sự kiện hỏng bét trong kiếp trước không bị khống chế mà hiện lên trong trí nhớ, đời này cô thật có thể thay đổi hết thảy sao? Tư Dạ Hàn đang muốn bước vào bên trong cửa, bước chân lại đột nhiên dừng lại, sống lưng trở nên vô cùng cứng ngắc. Hắn máy móc rũ xuống con người sâu thẳm, chậm rãi rơi vào trên tay trái của mình, chỉ thấy tay nhỏ của nữ hài cũng không biết khi nào nhẹ nhàng nắm tay hắn. Bởi vì Tư giả Hàn đột nhiên dừng bước, Diệp Oản Oản mới phát hiện, bởi vì quá mức bất an, cô theo bản năng kéo lại bên cạnh thứ gì, mà thứ bị cô kéo chính là tay Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản nhất thời có chút quẫn bách, muốn đưa tay giúp trở về. Nhưng, còn chưa còn kịp có hành động, cũng đã bị nam nhân cầm ngược lại, tiếp tục đi về phía trước. Cảm nhận được nhiệt độ mỏng nhạt của bàn tay đem bàn tay nhỏ của cô nghiêm mật bao quanh lại, rõ ràng bên cạnh là người để cho cô sợ hãi nhất, lại để cho cô không khỏi sinh ra cảm giác an tâm. Audio điện tử võ tấn bền chương 57 sẽ không ngây thơ như thế chứ lão thái thái lại kéo cô trò chuyện không ít chuyện có liên quan tới tư dạ hàn bầu không khí khi ăn cơm rất hòa hợp cứ như vậy bị bà nội ruột bán đi tư dạ hàn ngược lại nhìn cũng không thèm để ý hắn rất ít nói bất quá nhìn ra được thời điểm hắn ở trước mặt lão thái thái rõ ràng so với bộ dạng bình thường lạnh lùng xa cách nhiều hơn mấy phần cảm giác thân thiết lão thái thái để cho người chuẩn bị đầy một bàn thức ăn mỗi một món ăn đều cực kỳ ngon diệp oản oản lúc đầu suy nghĩ lần đầu tiên đến cửa dầu gì khắc chế một chút nhưng là tư giả hàn mặc dù không nói nhiều trên tay cũng không dừng lại thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cô chờ đến thời điểm cô phát giác ra cô đã không cẩn thận ăn ba chén cơm a à, không muốn lại gắp thức ăn cho em rồi em không ăn được nữa diệp oản oản nhìn một núi nhỏ đồ ăn chất trong chén vẻ mặt ai oán cô cũng không muốn lần đầu tiên gặp mặt sẽ để cho bà nội nghĩ rằng cô là một thùng cơm a à. Tư giả hàn hướng phía khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ hài đang ai oán nhìn một cái, tay dài đưa tới, đem chén của cô bưng đến trước mặt chính mình, không để ý chút nào giúp cô ăn. Người này, không phải là có bệnh thích sạch sẽ à? Diệp oản oản có chút kinh ngạc, bất quá thấy hắn giúp mình giảm bớt gánh nặng, vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Lão thái thái ở bên nhìn động tác giữa hai người, trong lòng tràn đầy đều là vui vẻ yên tâm. Hơn nữa tiểu nha đầu này quả nhiên như cháu trai nói, một chút đều không kén ăn, khẩu vị cũng tốt, ngược lại so với các thiên kim tiểu thư mỗi lần chỉ ăn mấy hớp nhỏ nhìn thấy thuận mắt hơn nhiều. Sau bữa cơm chiều, lão thái thái lo lắng hoảng hoảng một mực chỉ quan tâm trò chuyện cùng bà mà bỏ rơi cháu mình, quan tâm mà mở miệng nói, tiểu cửu a à, oản oản lần đầu tiên tới trong nhà, cháu mang con bé đi dạo chung quanh một chút đi. Dạ, tư giả hàn gật đầu. Bà nội chúng cháu đi chút nha. Diệp oản oản cùng lão thái thái lên tiếng chào hỏi, sau đó ngoan ngoãn đi theo tư giả hàn hướng phía trong sân đi tới. Đêm lạnh như nước, đỉnh đầu là trời đầy sao, trong không khí tràn ngập cỏ cây thanh hương. Mặc dù không giống cẩm viên một dạng lâm viên hoàng gia tinh xảo, nhưng nhà cũ phong cách cổ xưa rộng rãi cũng có khác một hương vị, sau khi cơm nước xong tản bộ tiêu cơm một chút, ngược lại rất thích. Diệp oản oản lúc này mới phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, cảm giác bất an lúc mới tới nhà cũ đã hoàn toàn tiêu tán chính tâm không chuyên tâm mà thưởng thức bóng đêm, tư giả hàn đi bên cạnh lại không biết suốt cuộc hắn lại có vấn đề gì. Rõ ràng mới vừa rồi lúc ăn cơm còn rất tốt, vào lúc này nhưng thật giống như có điểm không đúng. Cô ngước mắt hướng phía mặt của hắn nhìn một cái, quả nhiên phát hiện nam nhân trên trán như có mấy phần không vui, ngay cả bước chân cũng dần dần tăng nhanh. Diệp oản oản chân ngắn khó có thể theo kịp, rất nhanh thì bị bỏ lại ở phía sau. Cô lại chỗ nào chọc cho người này mất hứng. Chẳng lẽ là mới vừa rồi lúc cô cùng lão Thái Thái nói chuyện, nói sai cái gì sao? Thật giống như cũng không có a. À. Diệp Oản Oản có chút sợ bóng tối, thời điểm có người ở bên người cũng còn khá tốt, nhưng bên mình không có người liền sợ hãi. Mắt thấy người phía trước đều giống như hòa vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa, Diệp Oản Oản không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy đuổi theo mấy bước, sau đó cầm tay Tư Dạ Hàn. Cơ hồ là khi cô cầm tay Tư Dạ Hàn trong nháy mắt cô liền cảm nhận được từ trên người tư giả hàn lãnh ý như có như không nhất thời tiêu tán. Sau khi sống lại, cô đối với tâm tình của tư giả hàn luôn luôn để tâm điều khiển vô cùng chuẩn xác, cho nên cô cảm giác chắc chắn sẽ không có lỗi. Diệp oản oản kinh ngạc nháy mắt một cái, chẳng lẽ người này không nói một lời đột nhiên cáo kỉnh, cũng là bởi vì chính mình mới vừa rồi lúc tản bộ, không dắt tay hắn. Tư giả hàn hắn hẳn, sẽ không ngây thơ như thế chứ. Trường 58, ngủ thiếp đi. Diệp hoàn hoàn cảm thấy tuyệt đối là cô não rút suy nghĩ nhiều. Bất quá, bất kể hắn rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, cầm tay anh đi cũng tốt. Như vậy thì không cần lo lắng theo không kịp anh. Chỗ này lớn như vậy, quay đầu lạc đường liền không thấy xấu hổ. Lần này bị cầm tay đi phía sau, Tư Dạ Hàn như cũ chẳng qua là bước chân hơi dừng lại, cũng không nói gì, mang cô dạo vòng quanh nhà cũ trong trong ngoài tất cả đều đi dạo một vòng. Khi hắn còn chuẩn bị đi vòng thứ hai. Diệp Oản Oản rốt cuộc không nhịn được, Tư Dạ Hàn, em tê chân, chúng ta đi ngồi bên kia một chút đi. Tư giả Hàn cục mắt nhìn cô một cái, nhìn bộ dáng tựa hồ có hơi không muốn dừng, cuối cùng vẫn là mang theo cô ngồi xuống một ghế bằng gỗ kia. Diệp Oản Oản thở phào một cái, buông tay ra duỗi người, lẩm bẩm nói, bà nội anh thật tốt, lúc đầu em còn có chút lo lắng bà nội sẽ không thích em. Tư giả Hàn ánh mắt xéo qua hướng phía chính mình không có lòng bàn tay của ai đó nhìn một cái, bất quá chẳng qua là một cái chớp mắt liền thu hồi ánh mắt, không biết. Thật ra thì Diệp Oản Oản biết, ngoại trừ bởi vì chính mình lần này biểu hiện coi như không tệ ra, nguyên nhân lớn nhất vẫn là tư dạ hàn, dù sao yêu ai yêu tất cả. Chỉ cần cô không dẫm vào vết xe đổ, huyên náo quá đáng, lần gặp mặt này cơ bản sẽ không có vấn đề gì, có thể nhiều hơn một chút độ hảo cảm dĩ nhiên tốt hơn. Đúng rồi, tư dạ hàn, tại sao bà nội lại gọi anh là tiểu cửu, những người khác cũng đều gọi anh là cửu thiếu gia. Diệp Oản Oản có chút hiếu kỳ hỏi. Theo cô biết, tư giả dạ hàn phía trên chỉ có một đại ca, theo lý thuyết hắn không phải là hẳn là xếp hạng thứ hai sao. Tư giả dạ hàn ngồi dựa trên ghế dựa, sâu thẳm trong ánh mắt phản chiếu lấy đỉnh đầu điểm bể ngôi sao, mở miệng nói tôi từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, đây là phương pháp tránh điểm xấu lúc xưa. Diệp Oản Oản nghe vậy, lúc này mới sáng tỏ, nguyên lai là như vậy, em cũng đã nghe nói qua, hình như là có lời giải thích như thế, để cho trong nhà tất cả mọi người không gọi anh là nhị thiếu gia, mà gọi là anh là cửu thiếu gia, dùng cái này lừa gạt diêm vương ra không câu hồn người. Ừm, xem ra, bất kể có phải hay không là mê tín, tóm lại vẫn hữu dụng. Dù sao tư dạ hàn còn sống, hơn nữa còn đem mình trở thành người biết người sợ quỷ kiến sầu, như diêm vương sống. Nghe nói năm đó tư dạ hàn là đi theo cha đồng thời gặp tập kích, cha hắn chết tại chỗ, mà hắn cũng ở bên trong tai nạn đó bị thương, sau đó thân thể liền không tốt lắm. Suy nghĩ một chút tư giả hàn còn nhỏ tuổi liền gặp đại kiếp, thật vất vả mới có thể giữ được một cái mạng, bây giờ lại gặp chứng ngại liên quan đến giấc ngủ, rất có thể sống không lâu, cũng khó trách lão thái thái đối với hắn vô điều kiện thương yêu như thế. Đại khái là bởi vì này một hồi bầu không khí rất tốt, diệp oản oản dưới sự khó hiểu của mình, theo bản năng hỏi ra cái đó có chút cấm kỵ vấn đề, tư giả hàn, rốt cuộc tại sao anh lại luôn không ngủ được đây? Diệp Oản Oản đang chờ tư giả hàn trả lời, bên người lại chậm chạp không có trả lời, ngay tại lúc cô phát hiện chính mình dường như hỏi vấn đề không nên hỏi, lại đột nhiên cảm giác bả vai nặng thêm. Cô theo bản năng quay đầu đi, sau đó liền thấy, tư giả hàn dựa vào vai của cô, nhắm lại cặp mắt, hô hấp đều đặn, dường như. Ngủ thiếp đi. Ây, Diệp Oản Oản mặt nhất thời tối. Gắng ngượng đem vấn đề vừa rồi nói nuốt rồi trở về tư giả hàn ngủ ngon giống như rất quen diệp oản oản cũng không dám động chỉ có thể mặc cho anh dựa vào nhưng là buổi tối nhiệt độ có chút thấp anh ngủ như vậy mà nói thời gian dài phỏng chừng sẽ lạnh chính đang buồn dầu diệp oản oản cũng không có phát hiện giờ phút này cách đó không xa có hai người đang đứng lão thái thái thấy hai người chậm chạp chưa có trở về liền đi cùng với quản tự mình đi trong sân tìm hai người làm lão khiếp sợ không gì so sánh nổi chính là hai đứa bé kia song song ngồi ở chỗ đó, mà cháu trai nhắm mắt lại, tựa vào trên vai tiểu nha đầu kia, nhìn dường như là ngủ thiếp đi. Chuyện này, điều này sao có thể? chương 59, thế nào ngủ? Trung quản gia là tâm phúc của lão thái thái, tự nhiên cũng biết thiếu gia nhà mình có cái bệnh lạ, giờ phút này đồng dạng là mặt đầy kinh ngạc, lão phu nhân, chuyện này. Lão thái thái trên mặt tràn đầy nghi ngờ không thôi, bước chân chậm lại, dè đặt đi tới trước mặt hai người thấy lão thái thái tiến đến, Diệp Oản Oản theo bản năng mà muốn đứng dậy, lại bởi vì tư giả hàn dựa vào chính mình không có thể đứng lên, bà nội. Lão thái thái sắc mặt phức tạp nhìn cô sau khi đến gần, vẫn không có cháu trai mình phản ứng, Oản Oản. Tiểu cửu hắn. Diệp Oản Oản sợ hãi người này khi thức dậy tình tính không tốt, mới vừa rồi tự nhiên không dám kêu hắn tỉnh, vào lúc này thấy lão thái thái tới, mới nhẹ nhàng đẩy người bên cạnh một cái, tư giả hàn, tỉnh lại đi. Nam nhân đang dựa vào nàng ngủ say đột nhiên bị đẩy một cái, chân mày đẹp mắt nhất thời nhíu lại, bình tĩnh nhu hòa khi ngủ giống như tan thành khói mù, dường như rất là bất mãn. Lão Thái Thái nhìn chằm chằm cháu trai có thể ngủ, bởi vì quá mức kích động, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, đừng. Oản Oản a, à, đừng gọi hắn, để cho hắn ngủ một lát mà đi. Đứa nhỏ này bình thường ngủ quá ít. Tư Dạ Hàn nhướng mày một cái, Diệp Oản Oản cũng đã bị dọa sợ trái tim nhỏ thẳng run lên cô cũng không muốn đụng đại ma đầu nghịch thiên này đâu nghe vậy ngược lại thở phào nhẹ nhõm một bên theo bản năng cùng lần trước như thế dùng tay nhỏ sờ tóc của tư giả hàn một cái an ủi một bên âm thanh rất nhẹ mà mở miệng nói vậy có thể mang cho con một cái chăn được không tư giả hàn ngủ như thế sợ là sẽ phải cảm lạnh có có lão trung ông đi lấy lại đây lão thái thái vội vàng nói dạ trung quản ra rất nhanh liền cầm một cái chăn nhung êm ái màu xám tới cảm ơn Trung Thúc, Diệp Oản Oản nhận lấy tấm thảm, sau đó thay tư giả hàn đậy lại. Bởi vì có cô Trần An, giờ phút này lông mi của tư giả hàn đã lần nữa giản ra, lần nữa ngủ say. Lão Thái Thái rất sợ đã quấy giày cháu trai, cùng Diệp Oản Oản nháy mắt, sau đó liền dẫn quản ra đồng thời lặng lẽ rời đi. Trên thực tế, Lão Thái Thái căn bản là không có đi xa, tư giả hàn ngủ bao lâu, Lão liền ở tại chỗ này đứng bấy lâu, nhìn thấy mặt cháu trai mình khi ngủ, cặp mắt bà phiếm hồng. Lão Trung, ông đi gọi hứa dịch cùng bác sĩ mặc đều kêu đến cho ta. Vâng, lão phu nhân, Trung quản gia lập tức lĩnh mệnh đi gọi người. Mặc huyền cùng hứa dịch đều ở tại nhà cũ, bị triệu đến, lập tức theo Trung quản gia đi tới trong sân. Lão phu nhân, ngài gọi ta, mặc huyền hơi nghi hoặc một chút, lão phu nhân vào lúc này không phải là nên thấy cháu dâu tương lai sao. Vào lúc này gọi hắn tới làm gì? hứa dịch đi đến một bên cũng là không hiểu. Lão thái thái sắc mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm mặc huyền, trước ông nói với ta, tiểu cửu tình huống gần đây rất không xong, số lần thôi nguyên thất bại càng ngày càng cao, thường xuyên liên tục chừng mấy ngày đều không cách nào chìm vào giấc ngủ, thật sao? Lại nhắc tới vấn đề đau đầu này, mặc huyền sắc mặt hơi chăm chú gật đầu. Đúng thế, lão thái thái nghe vậy, hướng phía cách đó không xa chỉ chỉ, vậy ông nói cho ta biết, bây giờ chuyện gì đang xảy ra? mạc huyền không hiểu hướng phía lão thái thái chỉ phương hướng nhìn sang sau đó nhìn qua tư giả hàn lại dựa vào trên người diệp oản oản ngủ say mạc huyền nhất thời sững sờ chuyện này ta muốn chắc chắn nên mới vừa đi qua tiểu cửu ngủ thiếp đi hơn nữa ta một mực ở nơi này nhìn hắn đã ngủ nửa giờ lão thái thái mở miệng nói mạc huyền nghe vậy càng kinh ngạc tư giả hàn lại đang trong tình huống không có hắn thôi miên chính mình ngủ thiếp đi bên cạnh hứa dịch cũng kinh ngạc một chút. Cửu thiếu ra là ngủ như thế nào? Mạc Huyền lập tức vội vàng hỏi, chương 60 có oản oản ở cùng dễ ngủ. Lão thái thái nhìn về hướng cháu trai mình, trầm ngâm nói, ta đây không biết, ăn cơm tối xong, ta để cho tiểu cửu đi mang oản oản ở trong vườn đi dạo một chút, thấy bọn họ nửa ngày không trở lại, liền đi tìm hai cái đứa nhỏ này, sau đó ta liền thấy tiểu cửu dựa vào oản oản ngủ thiếp đi. Tiểu cửu khó có thể ngủ, ta phải làm phiền hoàn oản, oản. Đừng làm ồn tỉnh hắn, để cho hắn ngủ một lát thôi. Mặc huyền chân mày nhíu chặt, làm sao có thể. Tôi ở bên người cửu ra lâu như vậy rồi, hắn không có một lần là có thể tự nhiên chìm vào giấc ngủ, đây là lần đầu tiên. Nếu không phải bởi vì như vậy, hắn cũng sẽ không đau đầu như thế này. Lúc này, bên cạnh hứa dịch không biết nghĩ tới điều gì, mắt sáng rực lên một chút, vội vàng mở miệng nói, không, không đúng. Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên. Không phải lần thứ nhất, có ý gì? Mạc Huyền cùng lão Thái Thái đều hướng phía Hứa Dịch nhìn sang. Hứa Dịch nhớ lại một chút, sau đó trả lời, tôi nhớ được có ngày buổi tối, cửu gia cũng là từng dưới tương tự tình huống như thế ngủ. Tình huống ra sao, cậu nói cụ thể một chút." Mạc Huyền truy hỏi. Hứa Dịch tóm tắt lại chuyện Diệp Oản Oản chạy trốn tư dạ Hàn Tức giận đến liên tục mấy ngày không ngủ, đơn giản giải thích, lúc ấy cửu gia cũng là cùng Diệp tiểu thư chung một chỗ, ở Cẩm Viên. Phòng khách trên ghế salon, cửu ra ôm lấy Diệp Tiểu Thư ngủ suốt đêm. Suốt đêm? Đúng, tôi lúc ấy cũng thật kinh ngạc, cho nên cố ý ghi nhớ thời gian. Cửu ra gia là buổi tối hơn 10 giờ bắt đầu ngủ, buổi sáng 6 giờ mới tỉnh, ngủ suốt 8 giờ. Hứa dịch trả lời. Mặc huyền xoa xoa mi tâm, chuyện trọng yếu như vậy, cậu thế nào không còn sớm nói với tôi? Hứa dịch vẻ mặt vô tội, chuyện này. Lúc ấy cửu ra liên tục chừng mấy ngày không ngủ tôi cho là cậu chủ chẳng qua là quá mệt mỏi mới ngủ mê man hơn nữa tôi cho là chính cậu chủ sẽ nói với ông mặc huyền hít sâu một hơi nhéo nhéo nghi tâm một cái cậu chủ sẽ chủ động nói với hắn mới có quỷ còn nữa không có còn hay không những thứ khác tất cả đều nói cho tôi biết hứa dịch cẩn thận suy nghĩ một chút phát hiện thật vẫn có còn có một lần chẳng qua là lần đó tôi không quá chắc chắn hứa dịch do dự một chút sau đó mở miệng nói Cửu ra theo thông lệ mỗi ngày tới nhà của kiểm tra buổi tối, ngày đó cửu ra mãi đến dạng sáng mới trở về cầm viên, nhưng thật ra là bởi vì cậu chủ buổi tối đi tới trường học tìm hoàn hoàn tiểu thư. Tôi lúc ấy một mực ở trong xe chờ cậu chủ, đợi cậu chủ hơn 6 giờ mới trở về. Lúc bấy giờ tôi xem cửu ra thần sắc thật giống như không tệ, có điểm giống là vừa bộ dáng tỉnh ngủ, nhưng không có nhiều chú ý, bây giờ suy nghĩ một chút, có khả năng hay không là trong hơn 6 giờ này cửu ra được oản oản tiểu thư bồi ngủ một hồi. Mặc huyền trầm mặc suy tư hồi lâu, nếu như suy đoán của cậu là chính xác, như thế thì ba lần tự nhiên chìm vào giấc ngủ đều có một điểm giống nhau, đó chính là ở cùng Diệp oản oản. Hứa dịch gật đầu một cái, hình như là như vậy. Lão thái thái nghe nửa ngày, cũng biết, thân sắc kích động nói, đây ý là, thời điểm có oản oản ở bên người, tiểu cửu sẽ tương đối dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nếu là như vậy, vậy coi như quá tốt. Mạc Huyền cẩn thận nói, lão phu nhân, ngài đừng có gấp, trước tiên nên quan sát thêm đã. Cửu thiếu ra cùng Diệp Tiểu Thư nhận biết đã gần 2 năm rồi, nhưng hai năm trước cũng không có xuất hiện qua loại tình huống tương tự này, chỉ có 3 lần gần đây. Lão Thái Thái nghe vậy hơi có chút mất mát, nhìn hứa dịch mở miệng nói, hứa dịch, cậu ngày ngày đi theo bên người Tiểu Cửu, khoảng thời gian này nhiều chú ý một chút, tìm hiểu một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vâng, tôi biết rồi, Audio điện tử võ tấn bền chương 61 Cái kia mảnh nhỏ ánh sao Giờ phút này, Diệp Oản Oản cũng không biết suy đoán của lão thái thái cùng Mạc Huyền Chỉ biết là 7 năm sau bệnh tình bây giờ của tư dạ hàn không còn có nghiêm trọng nữa Nam nhân đang ngủ say nhìn dị thường vô hại Không có chút khí chất mà ngày thường làm người ta không rét mà run Thật ra khiến cô buông lỏng không ít Tư Giả hàn lúc ngủ Diệp Oản Oản liền cầm điện thoại di động nhìn qua tin tức giải trí cùng bát quái mới nhất vòng giải trí thay đổi từng ngày, mấy tháng đều có thể đổi một nhóm người, chứ nói chi là 7 năm sau. Ngoại trừ tạ chiết chi từ lúc xuất hiện bắt đầu liền trở thành một cơn sóng lớn, bạo nổ yêu nghiệt, 7 năm sau đỏ là minh tinh nổi nhất thời đại, bấy giờ đại đa số giờ phút này còn vắng vẻ không nghe thấy, thậm chí ngay cả bóng dáng đều còn không có thấy. Trước mắt tập đoàn Diệp Thị nắm trong tay một nửa giang sơn vòng giải trí, dưới cờ giải trí Hoàng Thiên Càng là, đại thụ, tụ tập, 7 năm sau những thứ kia đại hồng đại tử, hàng hot ngày sau Vương Thiên, phần lớn đều là cùng giải trí Hoàng Thiên ký hợp đồng nghệ sĩ. Nếu là, cô có thể cướp giải trí Hoàng Thiên cùng cái công ty kinh doanh trước khác, đem những thứ kia chưa có ai biết đến phát tích mang theo bên mình, như thế tuyệt đối có thể làm ít không to. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản trong con người đột nhiên toát ra hào quang khác thường, trong đầu bắt đầu nhớ lại các tài liệu liên quan đến tất cả các nghệ sĩ, cân nhắc cái nghệ sĩ nào có khả năng nhất đào được. Tiếp trước thời điểm bị nhốt, phương thức duy nhất để cô giết thời gian chính là xem tin tức giải trí, nhìn Diệp Y Y chiếm đoạt Diệp ra, chiếm đoạt vị hôn phu của cô, hưởng thụ hết thảy những thứ thuộc về của cô. Bây giờ những thứ kia kiếp trước nguyên bản vô dụng với bát quái giải trí, ngôi sao tin tức, giờ phút này đối với cô mà nói nhưng là kho tài liệu vô cùng quý báu. Những nghệ sĩ mà bản thân đã có bối cảnh có hậu đài cơ bản có thể không xem xét, bởi vì những thứ nghệ sĩ kia nhất định sẽ lựa chọn nơi tốt nhất mạnh nhất để hợp tác, con đường của bọn họ cùng tương lai từ sớm cũng đã được sắp xếp xong, không phải là cô có thể tùy tiện thay đổi. Nhưng là, những người không có nhân mạch không bối cảnh, ngay từ đầu ký đều là công ty nhỏ, dựa vào thực lực bản thân cùng thiên phú trở thành nghệ sĩ lớn nổi tiếng, cô lại hoàn toàn có thể thử một lần, xem xét mấy người trước đem võng La chiêu dụ bọn họ đem họ mang đến dưới trướng của mình. Điều kiện tiên quyết đầu tiên là cô phải sáng tạo một công ty giải trí thuộc về mình chờ đến khi tư dạ hàn hoàn toàn tín nhiệm cô, cho cô có tự do nhất định, cô liền có thể bắt đầu tìm cơ hội thực hành kế hoạch của mình. Bây giờ chuyện cô cần làm cũng có rất nhiều, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây học tập kiến thức chuyên ngành liên quan, chỉnh hợp cùng nhớ lại tất cả tài liệu nghệ sĩ tương lai trong vòng 7 năm ăn khách, sau đó nghĩ biện pháp gom góp thành lập công ty hạng nhất tài chính khởi động. Có mục tiêu cụ thể, giống như sương mù lúc trước che chắn ở phía trước mờ mịt bây giờ như được gió thổi tán, Diệp Oản Oản nhất thời càng tràn đầy hăng hái. Cho nên lúc Tư giả dạ Hàn mở mắt tỉnh lại, thấy chính là khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ hài như trăng sáng dạng người rực rỡ, một đôi con người đen nhánh giống như chảy xuôi theo khắp ngân hà, ngàn vạn ngôi sao lóe lên, đẹp đến không tưởng tượng nổi. Ngón tay thon dài, kìm lòng không đặng sờ lên mí mắt như mảnh ánh sao nhỏ. Diệp Oản Oản đang chuyên chú suy nghĩ kế hoạch, đột nhiên cảm giác mí mắt mình có chút ngứa nhẹ, lúc này mới phát hiện tư giả hàn không biết lúc nào đã tỉnh rồi, ngẩng đầu lên, anh tỉnh rồi. Đang làm gì, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ dậy, thanh âm của nam nhân hơi có chút khàn khàn. Nhìn anh ngủ thiếp đi sẽ không muốn quấy dậy anh, nhìn qua sẽ điện thoại di động một chút. Anh có phải hay không mệt nhọc, có muốn hay không trở về nhà trong ngủ, ngủ ở chỗ này sẽ ở cảm lạnh. Diệp Oản Oản hỏi, nghe nữ hài quan tâm, nam nhân thần sắc hơi có chút sợ sệt, cánh tay liền với cùng tấm chăn đem nữ hải ôm vào trong ngực, giống như con mèo lớn đem đầu gác lên cổ của cô, em theo tôi sao? chương 62, làm sao còn không tới bồi chấm? Cái này cái này giống như giọng làm núng là chuyện gì đang xảy ra? Trong cổ truyền tới nhiệt độ nóng bỏng cùng bên tai âm thanh lười biếng mà mang theo buồn ngủ, để cho Diệp oản oản cả người đều ngây ra. Tư giả hàn lại sẽ làm núng, không biết là bởi vì bị sợ bối rối, hay là cái bộ dáng này của tư giả hàn làm cho người ta nói không ra lời cự tuyệt diệp oản oản theo bản năng liền gật đầu chờ thời điểm phản ứng lại tư giả hàn đã đứng dậy đi về sau khi trở về liền lập tức có người giúp việc thân thiết mà tiến lên đón cử thiếu gia diệp tiểu thư lão phu nhân đã cố ý lệnh chúng tôi giúp diệp tiểu thư chuẩn bị xong phòng ở diệp tiểu thư bây giờ cần nghỉ ngơi không tôi dẫn cô đi qua không có cách nào mới vừa rồi nhất thời vì mê sắc đẹp đã đáp ứng tư giả hàn phải bồi anh, Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía tư giả hàn nói, em trước tiên đem đồ của mình lên lầu trước, sau đó tắm, chờ chút đi qua tìm anh. Do thiếu ngủ nên tâm tình tư giả hàn hơi có chút không tốt lắm, bất quá, vẫn đồng ý, ừ. Vì vậy, Diệp Oản Oản ở dưới sự chỉ dẫn tiến của người hầu nữ tiến vào một gian phòng hướng nam ở lầu 2. Diệp Tiểu Thư mời vào, chính là chỗ này, người hầu nữ đẩy cửa nói cánh cửa vừa mới bị đẩy ra, Diệp Oản Oản liền ngây ngẩn. Cả phòng tất cả đều là màu hồng, ga trải giường vỏ chăn màu hồng, rèm cửa sổ thảm màu hồng, đầu giường còn thiết kế thành hình dáng tiểu hoàng mũ, đỉnh đầu màn là như mộng ảo, thật là quá ảo mộng làm sao xuyên trái tim nữ nhân. Tiếp trước cô đối với lão thái thái hiểu lầm khá sâu, bởi vì cô là trợ trụ vi nhiệt, lại không nghĩ rằng lão thái thái là thật tâm coi cô là trở thành cháu dâu tương lai, mà không phải bên ngoài những nữ nhân bừa bộn kia, bởi vì cô cùng tư giả Hàn tạm thời vẫn chỉ là quan hệ bạn bè trai gái, liền một mình chuẩn bị cho cô căn phòng, còn hao tốn nhiều tâm tư như vậy, nói là làm thành cháu gái ruột đối đãi cũng không quá đáng. Chỉ tiếc, những thứ này cô kiếp trước cũng không kịp thấy, cũng đã huyên náo tan dã trong không vui. Tiểu thư, căn phòng này tiểu thư có hài lòng không? Nếu như có chỗ nào không thích, chúng tôi có thể lập tức đổi, người hầu nữ hết sức lo sợ mở miệng nói. Diệp Oản oản mang theo sợ sệt phục hồi tinh thần lại, không cần làm phiền, tôi rất thích, giúp tôi cảm ơn nãi nãi. Người hầu nữ nghe vậy thở phào nhẹ nhóm, Diệp Tiểu Thư, ngài sớm điểm nghỉ ngơi, nếu như có cái gì cần, tùy thời nhấn chuông gọi tôi. Được, cảm ơn, Diệp Oản Oản gật đầu. Trong căn phòng quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng là đầy đủ mọi thứ. Diệp Oản Oản từ trong tủ quần áo cầm lấy một bộ quần áo ngủ khả ái, sau đó đi vào phòng tắm tắm đối với chuyện tắm rửa của con gái tương đối lâu, đợi cô tắm xong đã là hơn nửa canh giờ. Diệp Oản Oản một bên lau tóc một bên đẩy cửa phòng tắm ra, ngay sau đó liền thấy, tư giả hàn đang ngồi trên giường công chúa siêu cấp ảo mộng kia, cũng không biết đã đợi rồi bao lâu. Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, em đang sấy tóc, rất nhanh sẽ khô, anh đợi tí nha. Thấy tư giả hàn không nói gì, Diệp Oản Oản liền ngồi vào trước bàn trang điểm bắt đầu sấy tóc. Trong lúc đó, Tư giả Hàn vẫn luôn an tĩnh ngồi ở mép giường chờ cô, nhìn cô cầm máy sấy tóc sấy tóc, nhìn vài giọt nước còn đọng lại trên mặt cô, nhìn cô lau tóc ánh mắt một khắc đều không rời khỏi người cô một khắc nào. Diệp Oản Oản theo trong gương len lén hướng phía nam nhân nhìn một cái, thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ. Cô không khỏi cảm thấy vào lúc này trên mặt của tư giả Hàn viết vài cái chữ to, làm sao còn không tới bồi chấm. Diệp Oản Oản tăng thêm tốc độ, đem một ít đồ dưỡng ra mặt thoa một chút, thu thập xong liền nói, được rồi, đi thôi. chương 63, lợi hại. Nếu như nói phong cách căn phòng của Diệp Oản Oản có thể so với ảo mộng thần tượng, như vậy thì căn phòng của tư giả Hàn Đại Khái chính là hiện trường phim kinh dị, thật giống như đúc căn phòng của anh ở cầm viên phong cách phòng ngủ hắc ám. Lúc Diệp Oản Oản đi qua, trong phòng đã có người đang chờ. Là bác sĩ tư nhân của tư giả Hàn Mặc Huyền. Thấy hai người đi vào, Mạc Huyền đứng lên, cửu ra, Diệp Tiểu Thư, Tư giả hàn đối với Mạc Huyền xuất hiện vào lúc lúc này ở trong phòng của anh dường như đã sớm thành thói quen, mặt không thay đổi hướng phía mép giường đi tới. Diệp oản oản theo phía sau tư giả hàn, bước chân hơi có chút do dự, cái đó, tôi ở chỗ này, có thể hay không quấy rầy các anh. Cô biết tư giả hàn trong lúc thời điểm thôi miên là không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Mạc Huyền liếc nhìn Diệp oản oản một cái, trên lý thuyết mà nói nhất định là sẽ quấy rầy, thôi Nguyên phải tiến hành dưới tình huống tuyệt đối không có người ngoài và an tính. Nhưng là, nghĩ tới suy đoán buổi tối hôm nay của bọn họ, cộng thêm Diệp Oản Oản là tư giả hàn tự mình mang tới, hắn tự nhiên không dám đuổi người, vì vậy liền mở miệng nói, thử trước một chút đi. Ô, Diệp Oản Oản lúc này mới gật đầu một cái. Tư giả hàn nằm ở trên giường, thấy cô còn xa xa đứng yên, chân mày nhất thời hơi hơi nhíu lên. Diệp Oản Oản có chút lung túng, dù sao tư giả hàn chỉ nói là để cho cô cùng hắn, cô lại không hiểu cái này, bồi, rốt cuộc là bồi thế nào, lại nói còn có mặc huyền ở đây, cô cũng không tiện trực tiếp nằm dài trên giường cùng anh a. tới đây ngay tại lúc diệp oản oản còn đang do dự không biết nên làm thế nào, đại ma đầu rốt cuộc mất hết kiên nhẫn nói, nhận ra được khí tức nguy hiểm, diệp oản oản nhất thời bất chấp nhiều mọi thứ, mà chạy tới, đặt mông ở mép trên giường ngồi xuống. một giây kế tiếp, bên hông liền lập tức là căng thẳng nam nhân cánh tay dài duỗi một cái đưa cô mang qua, đầu thuận thế dính vào vị trí bụng của cô. Diệp Oản Oản tựa vào đầu giường, phần eo bị trở thành gối ôm, không dám làm một cử động nhỏ nào. Mặc Huyền chính là đang bận bịu làm trước công tác chuẩn bị thôi miên, thấy vậy có hơi chút kinh ngạc thay đổi thái độ nhìn Diệp Oản Oản. Ngày trước Diệp Oản Oản biết rõ tư giả hàn có bao nhiêu đáng sợ, chưa bao giờ có thời điểm nhượng bộ. Chỉ mong nữ nhân này là thật nghĩ thông suốt, mà không phải có ý nghĩ không nên có, nếu không chịu khổ chịu tội đến đầu tới chỉ có thể là chính cô theo góc độ của một người đứng xem hắn cũng biết tư giả hàn không để ý nữ hài người ta có ý nguyện hay không chỉ muốn lưu cô ở bên người nhưng vị này trong địa ngục đi ra không có tình cảm loài người luôn mang sát ý giờ lại muốn lý luận không phải là không hợp lý sao bản thân này chính là một sai lầm một lát sau rốt cuộc hết thảy chuẩn bị ổn thỏa mặc huyền đi tới mép giường cửu ra có thể bắt đầu trên giường tư giả hàn không có đáp lại bất kỳ điều gì cửu ra mạc huyền lại kêu một tiếng tư giả hàn vẫn không có trả lời cuối cùng là diệp oản oản liếc nhìn tư giả hàn nhắm mắt lại ngủ say nhắc nhở cái đó cửu ra thật giống như đã ngủ rồi bác sĩ mặc thật lợi hại mạc huyền trầm mặc một lúc lâu sắc mặt cùng đèn kéo quân một dạng vòng vo một lần hoàn toàn không nói ra lời lợi hại cái gì hắn rõ ràng cái gì đều không có làm có được không Mạc Huyền trơ mắt nhìn lấy không chỉ có ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ được vô cùng an ổn, ngay cả bên cạnh có người nói chuyện tư giả hàn đều không bị đánh thức, tâm tình phức tạp dị thương. Chẳng lẽ mấy lần trước tư giả hàn tự nhiên chìm vào giấc ngủ, thật cùng nữ nhân này có quan hệ. Vậy tại sao lúc trước không phát hiện ta? Hơn nữa Diệp Oản Oản rõ ràng cũng chỉ là ngồi ở đó không hề làm gì cả chứ. mươi 64, Xé rách ngụy Trang Mạc Huyền thật sâu mà hướng phía Diệp Oản Oản nhìn một cái, nếu cửu gia đã chìm vào giấc ngủ, như thế tôi liền rời đi trước. Diệp Oản Oản cũng không nhận ra được Mạc Huyền khác thường, gật đầu nói, được rồi. Mạc Huyền sau khi đi, Diệp Oản Oản tiếp tục nhìn tư giả hàn ước chừng nửa giờ, chắc chắn anh đã ngủ say sau đó mới trở lại gian phòng của mình. Ngày thứ hai, trong sân dưới trồng giàn hoa, tư giả hàn ngồi ở đó xử lý công việc, Diệp Oản Oản liền nằm úp sấp bên cạnh hắn làm tác nghiệp, hai người ai làm việc nấy tình, nhìn qua cũng không có gì bất hòa. Đại khái là bởi vì ngủ không tệ, tư giả hàn cả ngày tâm tình đều rất tốt, ngay cả có người giúp việc không cẩn thận đem nước đổ trên văn kiện anh cũng không có nổi giận, chẳng qua là hơi nhíu mày, liền phất tay một cái để cho một phần. Cái người giúp việc gây họa kia tưởng như đang nằm mơ một dạng lảo đảo bước đi. Hứa dịch cầm tài liệu được in cẩn thận lần nữa đưa tới trước mặt tư giả hàn, sau đó tiếp tục an tĩnh ở một bên phía sau. Hai ngày này, Trái tim của Hứa Dịch tương đối phức tạp, Diệp Oản Oản ngoan ngoãn đến thật là muốn cho hắn hoài nghi cô là không phải là bị thứ gì bám vào người chứ. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả lão thái thái đều đối với cô tương đối hài lòng, nguyên bản những thứ hắn lo lắng hết thảy đều không có phát sinh. Có lẽ thật sự là hắn suy nghĩ nhiều quá. Đang lúc này, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Hứa Dịch theo bản năng hướng phía trên bàn nhìn lại, chỉ thấy vang lên là điện thoại trên tay của Diệp Oản Oản. Điện thoại gọi đến hiện tên người gọi bên trên là Thẩm Mộng Kỳ. Thấy tên này, Hứa Dịch trong lòng nhất thời dâng lên một cổ linh cảm không lành. Diệp Oản Oản rất nhanh làm xong bài tập khoa học khác, chính đang suy nghĩ có muốn hay không đi khiêu chiến số học một chút, liền bị một cuộc điện thoại gọi đến đứt đoạn suy nghĩ. Thấy tên người gọi điện thoại đến, Diệp Oản Oản ánh mắt lóe lên. Thẩm Mộng Kỳ, nếu như cô nhớ không lầm, kiếp trước Thẩm Mộng Kỳ cũng là vào lúc này gọi điện thoại đến cho cô. Thông báo cho cô tin tức Cố Việt Trạch xảy ra tai nạn xe cộ. Bây giờ Thẩm Mộng Kỳ cũng không biết cô đến nhà cũ, nhưng vẫn là ở cái thời gian này gọi điện thoại cho cô. Bất quá cũng có thể hiểu, dù sao cô có thể thay đổi chuyện xảy ra bên nhà cũ này, nhưng chuyện Cố Việt Trạch ra gặp tai nạn xe cộ là không thể thay đổi. Cơ ừ, hội khiêu khích tốt như vậy, Thẩm Mộng Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, cho nên cùng kiếp trước một dạng gọi điện thoại cho cô. Tôi đi nhận cú điện thoại này đã diệp oản oản nói với tư Dạ hàn một tiếng sau đó hướng phía bóng cây xa xa đi tới tư giả hàn hướng phía hình bóng diệp oản oản nhìn một cái ánh mắt u ám diệp oản oản mới vừa đi mở máy không mấy giây điện thoại di động của hứa dịch cũng vang lên cũng không biết người đầu bên kia điện thoại di động rốt cuộc nói cái gì sắc mặt hứa dịch liếc một chút quả thật giống như là ngày tận thế một hồi lâu sau hứa dịch cúp điện thoại tâm thần bất định hướng phía tư giả hàn nhìn lại khuôn mặt muốn nói lại thôi. Tư giả hàn tự nhiên phát giác hứa dịch khác thường, ánh mắt mang theo cảm giác đáng sợ áp bách tập kích mà nói, nói đi. Thân thể của hứa dịch run lên, nơm nớp lo sợ mở miệng, thuộc hạ mới vừa mới vừa nhận được tin tức, nói là cố việt trạch xảy ra tai nạn xe cộ, thật giống như rất nghiêm trọng, bây giờ đang ở bệnh viện cấp cứu. Nói tới chỗ này, hứa dịch đã hoàn toàn không dám tiếp tục nói nữa rồi. Sự tình hắn lo lắng đã lâu, rốt cục vẫn phải xảy ra, hơn nữa tình huống so với trong tưởng tượng của hắn còn bết bát hơn. Mới vừa rồi Diệp Oản Oản đi nhận cuộc điện thoại kia 8 phần 10 chính là thẩm mộng kỳ thông báo câu chuyện này. Cố Việt Trạch bị thương nghiêm trọng như thế, Diệp Oản Oản làm sao có thể không nhìn tới hắn. Sợ rằng vừa nghe đến tin tức này, cái gì ngụy Trang đều phải xé rách. chương 65, theo cô ta vui đùa thật tốt một chút. Diệp Oản Oản cũng không cuống cuồng, Chờ điện thoại di động gieo một lúc lâu mới chậm rãi ung dung mà kết nối alo oản oản cậu thế nào bây giờ mới nghe điện thoại a cậu bây giờ người đang ở nơi nào trường học sao bất kể cậu ở đâu nhanh chóng đến bệnh viện nhân ái một chuyến cố thiếu xảy ra chuyện điện thoại di động đầu kia truyền tới âm thanh hết sức khẩn cấp của thẩm mộng kỳ quả nhiên nội dung cuộc điện thoại của thẩm mộng kỳ cũng giống như cô dự đoán diệp oản oản nhẹ nhàng vuốt gò má của mình ra vẻ kinh ngạc nhíu mày nói, xảy ra chuyện. Đúng, tin tức mới tớ vừa nhận được, cố thiếu xảy ra tai nạn xe cộ, hơn nữa bị thương vô cùng nghiêm trọng, chính đang phòng cấp cứu cấp cứu, bác sĩ nói rất có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu cậu không muốn hối hận cả đời, liền nhanh chóng đi qua một chuyến đi. Thẩm mộng kỳ giọng vô cùng chắc chắn, dường như đoán chắc rằng Diệp Oản Oản nghe được tin tức này nhất định sẽ liều lĩnh chạy tới. Thái độ Diệp Oản Oản đối với cố Việt Trạch đột nhiên trở nên lạnh lãnh đạp một mực để cho cô ta thấy rất bất an lần này thật sự là cơ hội tốt trời ban ngày trước oản oản coi cố việt trạch như là châu là ngọc cô ta cũng không tin diệp oản oản đều nhịn được tựa như rất sợ diệp oản oản không mắc câu Thầm mộng kỳ lại tăng thêm một câu oản oản lần này cố thiếu tai nạn xe cộ thật sự là quá kỳ quặc ban ngày chiếc xe kia liền đụng trên người hắn thật là giống như cố ý sắp đặt chẳng lẽ là cố thiếu đắc tội người nào nhưng người nào có lá gan lớn như vậy ngay cả gia đình đại thiếu gia cũng dám động. Lời này rõ ràng là đang ám chỉ, tai nạn xe của cố Việt Trạch là có liên quan tới tư dạ hàn. Nếu là nhân tiện có thể để cho Diệp Oản Oản cùng tư dạ hàn hiểu lầm sâu hơn, dĩ nhiên là tốt hơn. Diệp Oản Oản nghe trong lòng liên tục cười lạnh, mặc dù đời này có một số việc không giống nhau, nhưng thẩm mộng kỳ ngược lại không thay đổi, kiếp trước cô cùng tư giả hàn huyên náo lợi hại như vậy, cũng là bởi vì câu khiêu khích này của thẩm mộng kỳ. Trên thực tế, cố Việt Trạch lần tai nạn xe cộ này chính là đơn thuần tai nạn giao thông mà thôi. Sau đó mặc dù đã điều tra xong, nhưng là thẩm mộng kỳ lúc ấy chẳng qua là lập lờ nước đôi ám chỉ, căn bản cũng không có chỉ đích danh là tư dạ hàn. Cô căn bản cũng sẽ không hoài nghi thẩm mộng kỳ nói những lời đó là vì cố ý để cho cô hiểu lầm, ngược lại từ đầu đến cuối cho rằng cố Việt Trạch xảy ra chuyện cùng tư dạ hàn không thoát khỏi có liên quan. Thẩm mộng kỳ liên tục nói nửa ngày, cuối cùng Diệp Oản Oản chỉ lười biếng trả lời một câu, biết. Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, treo điện thoại di động, Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười mà nhìn chầm chầm điện thoại di động nhìn một cái. Bây giờ thẩm mộng kỳ khẳng định ngồi ngay tại cửa bệnh viện, dương mắt chờ tóm cô chứng cứ lạc lối, sau đó len lén cùng tư giả hàn mật báo, để cho anh đi bắt gian, đây là cách làm trước kia của cô ta. a à, nếu thẩm mộng kỳ tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, có thể đem cô đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay, không ngại liền theo cô ta vui đùa thật tốt một chút nha. Tiếp xong điện thoại của Thẩm Mộng Kỳ, Diệp Oản Oản liền trở lại dưới giàn hoa. Thu thập bài thi một chút trên mặt bàn, Diệp Oản Oản mỉm cười nhìn về phía Tư Giả Hàn mở miệng nói, "Cục cưng, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi học, ta trước hết trở về trường học á." Thấy Diệp Oản Oản nói chuyện điện thoại xong, liền lập tức muốn rời đi, sắc mặt Tư Giả Hàn nhìn qua cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ánh mắt u ám yên lặng nhìn nữ hài trước mắt, con người kia sâu không thấy đáy giống như một hố đen đáng sợ, có thể nuốt mất tất cả ánh sáng. "Thật sao?" Hắn nhàn nhạt mở miệng. "Nếu như là kiếp trước Diệp Oản Oản, khả năng còn không cách nào phát hiện tư dạ Hàn dị thường, nhưng là giờ phút này, Diệp Oản Oản tự nhiên phát hiện thái độ của tư dạ Hàn không đúng, phán đoán tư dạ Hàn 8 phần 10 là đã biết hết thảy, cho là cô muốn chạy đi bệnh viện thăm cố Việt Trạch." "Bất quá," cô lại giống như hoàn toàn không có nhận ra được tư giả hàn khác thường, cóng lên bọc sách, thân sắc tự nhiên mở miệng nói, anh còn làm việc phải làm, cũng không cần đưa em đi đâu, em tự mình trở về là được. Audio điện tử võ tấn bền chương 66, sự yên tĩnh trước cơn bão táp Lúc Diệp Oản Oản nói muốn chính mình đi về, ánh mắt của tư giả hàn giống như hố đen nhất thời càng đem u ám, đáy mắt gợn sóng dường như một giây kế tiếp liền muốn tràn mi mà ra, bất quá hết thảy các thứ này chẳng qua là thoáng qua rồi biến mất, làm cho người ta nghĩ chẳng qua đó chỉ là ảo giác. Mà Diệp Oản Oản thấy anh không nói lời nào, liền chỉ coi là anh ngầm cho phép, một bộ dáng không biết gì cả, đi tới trước mặt tư dạ hàn, ở trên gò má của anh hôn một cái, em đi đây. Em đến nói lời tạm biệt cùng bà nội đã. Nói xong liền vui sướng hướng phía trong phòng đi tới, cơ hồ ngay trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản rời khỏi sân, trên người tư giả hàn rét lạnh cực kỳ đáng sợ cùng ác khí đột nhiên bộc phát vườn hoa nhỏ đang an tĩnh an lành trong nháy mắt như hóa thành nơi luyện ngục âm phong từng trận sát ý tàn phá vào giờ phút này lòng hứa dịch đã như cho nguội hắn một mực cầu nguyện cầu nguyện diệp oản oản đừng phạm phải ngu xuẩn đừng phạm phải ngu xuẩn nhưng cuối cùng nhưng vẫn là mắt thấy cô đang muốn tìm chết con đường chạy như điên nữ nhân ngu xuẩn này quả nhiên vẫn là đi tìm cố việt trạch còn tự cho là thông minh làm thành một bộ dạng cái gì cũng không biết, đem dỗ ông chủ giống như một kẻ ngu si. Hứa dịch trên trán mồ hôi lạnh nhễ nhại, nơm nớp lo sợ mở miệng, cử cử ra muốn ngăn cản sao. Tư giả hàn ánh mắt theo trên bóng lưng của nữ hài thu hồi lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khí tức xung quanh kinh người nhất thời tại thời điểm anh chớp mắt trong nháy mắt bị cưỡng ép ngăn chặn lại. Trung quanh yên tĩnh giống như chết, tư giả hàn không có hạ lệnh, hứa dịch liền không dám hành động thiếu suy nghĩ cùng lúc đó, trong phòng khách. Lão Thái Thái biết Diệp Oản Oản phải đi, khuôn mặt không muốn, bà vốn rất thích nhà đầu này, hai ngày nay cháu trai thay đổi bà cũng nhìn thấy ở trong mắt, tự nhiên liền đối với Diệp Oản Oản cũng càng thêm hài lòng. Oản Oản a, bà biết, tính tình của tiểu Cửu luôn muốn cô tịch, tính khí cũng không tốt, nhưng kỳ thật chính cháu bà cũng không muốn như vậy, cháu phỏng chừng cũng biết, tiểu Cửu khi ngủ có chút vấn đề, cháu suy nghĩ một chút a, à, một người bình thường nếu là thường xuyên ngủ không yên giấc có bao nhiêu khó chịu chứ, cho nên tính tình khó tránh khỏi cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Nhưng là, nếu tiểu cửu với cháu có quan hệ yêu đương, bà lại thấy tình trạng của cháu bà ngược lại khá hơn nhiều, ngay cả tính tình đều ôn hòa nhiều hơn. Hoàn hoàn, bà nội thật vô cùng cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đối với tiểu cửu bao dung cùng kiên nhẫn, về sau tiểu tử thúi này nếu là khinh suất khi dễ cháu, cháu bất kỳ thời điểm nào đều có thể nói cho bà nội biết, bà nội nhất định cho cháu chỗ dựa. Cảm ơn bà nội. Nghe lời nói thành thật của lão thái thái, Diệp Oản Oản trong lòng tràn đầy cảm khái. Vô luận trước mắt vị này đang mang thân phận của nhân vật truyền kỳ biết bao tôn quý, nhưng giờ phút này cũng chỉ là một bà nội bình thường mà thôi. Chỉ tiếc, lão thái thái một lòng cho là cô cùng Tư Giả Hàn thật sự là một đôi tình nhân ân ái, cũng không biết quan hệ của cô với Tư Giả Hàn tựa như bọt biển, vừa chạm vào liền bể. Bởi vì Diệp Oản Oản cố ý không muốn phiền toái, cuối cùng vẫn là chính mình kêu xe đi biểu hiện như vậy ở trong mắt lão thái thái là một cô gái tốt hiểu chuyện, còn ở trong mắt hứa dịch dĩ nhiên chính là không kịp chờ đợi muốn hất bọn họ chạy đi bệnh viện tìm cố Việt Trạch. Nếu là ngày trước, tư giả hàn không có khả năng để cho cô một thân một mình trở về trường, nhưng lần này, nhưng là hoàn toàn dung túng cô hết thảy. Mà tư giả hàn càng dung túng như vậy, hứa dịch liền càng kinh hồn bạt phía. Bây giờ tư giả hàn hoàn toàn là yên tĩnh trước cơn bão táp. Nếu ông chủ bây giờ hạ lệnh đem người bắt trói trở lại, còn tốt hơn là bây giờ chờ đợi muốn đem người cùng tang vật bắt lấy. Lần này Diệp Oản Oản sợ là thật muốn xong rồi. Nói thật, những ngày qua yên ổn thật để cho hắn hoài niệm, chỉ tiếc, quả nhiên chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước. Bên kia, Diệp Oản Oản ngồi trên xe đã lái ra khỏi một khoảng cách. Đi đến một cái lối rẽ, Diệp Oản Oản đột nhiên mở miệng, bác tài, không cần đi đến trường trung học Thanh Hòa nữa, đổi đường đi bệnh viện nhân ái. Chương 67, sói đến rồi. Nghe được Diệp Oản Oản đột nhiên sửa lại địa chỉ, tài xế liền đổi lại tay lái, hướng phía bệnh viện nhân ái lái đi. "Tiểu cô nương, thế nào đột nhiên muốn đổi đi bệnh viện rồi hả? Là cơ thể có chỗ nào không thoải mái sao?" Tài xế có chút không yên lòng, vì vậy hỏi nhiều một câu. "Không có, là thân thể ban trai cháu có chút không thoải mái, thường xuyên mất ngủ, cháu nghe nói bệnh viện nhân ái có lão trung y rất lợi hại." có thể chữa cho người mất ngủ rất hay, cho nên muốn đi hỏi ý kiến một chút. Thì ra là như vậy a, à, tiểu cô nương bạn trai cô thật là có phúc. Tài xế liên tục tán dương. Diệp oản oản cười một tiếng, không lên tiếng, chẳng qua là ánh mắt nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ. Rất nhanh, xe dừng lại trước cửa bệnh viện nhân ái. Diệp oản oản giờ phút này vẫn là tướng mạo ban đầu của mình, mặc trên người một áo đầm màu hồng, cười tươi giói mà đứng ở nơi đó, rất là nổi bật thẩm mộng kỳ dù là đang núp trong bóng tối nhưng cơ hồ cũng ngay lập tức liền phát hiện cô. Thấy Diệp Oản Oản bộ dạng dụ người, đáy mắt thẩm mộng kỳ nhất thời thoáng qua một tia âm vụ, bất quá, thấy Oản Oản quả nhiên giống như dự liệu của chính mình bình thường ngoan ngoãn đến, nhất thời mặt đầy khinh thường vẻ trào phúng. Dáng dấp xinh đẹp hơn nữa thì thế nào, bất quá chỉ là một kẻ ngu xuẩn, cũng không phải bị cô ta chơi đến xoay quanh. Thẩm Mộng Kỳ nhìn thấy tận mắt Diệp Oản Oản tiến vào bệnh viện nhân ái, lúc này mới yên lòng, lấy điện thoại di động ra, gửi cho tư giả hàn một cái tin nhắn, tư tiên sinh, xin hỏi một chút hoàn hoảng bây giờ đi cùng với ngài sao. Tôi mới vừa rồi cơ thể có chút không thoải mái nên đi bệnh viện, kết quả trong lúc vô tình thấy một người, vô cùng giống hoảng hoảng, cũng không biết là có phải cô ấy hay không, tôi gọi điện thoại cô ấy không bắt máy, quả thực có chút lo lắng, cô ấy không phải là bị bệnh chứ. Thầm mộng kỳ dĩ nhiên sẽ không ngu đến mức trực tiếp đi khiêu khích, mà là muốn tư giả hàn chính mình phát hiện mặc dù cô ta không muốn thừa nhận, nhưng tư giả hàn đối với Diệp Oản Oản quả thật vô cùng quan tâm, nếu là biết Diệp Oản Oản bị bệnh, nhất định sẽ tới bệnh viện tìm Oản Oản. Đến lúc đó, chờ hắn tràn đầy lo lắng tìm đến, lại thấy Diệp Oản Oản đang cùng cố việt trạch mối tình thầm kín anh anh em em, kia trường cảnh, nhất định rất thú vị. Gửi xong cái tin này, thầm mộng kỳ trong lòng có dự tính rời đi. Ha ha, Diệp Oản Oản đứa ngốc kia, vẫn còn coi cô ta là bằng hữu tốt nhất, con người ngu si kia coi như là đến chết, cũng sẽ không nghĩ đến mọi chuyện là do cô ta làm. Nhưng mà, thẩm mộng kỳ có nằm mơ đi chăng nữa cũng chẳng ngờ chính là, ngay tại cửa sổ bệnh viện lầu 2, Diệp Oản Oản đã nhìn thấy toàn bộ quá trình tận mắt mình nhìn thấy người mà mình tưởng là bạn thân trong kiếp trước đầu tiên là trốn ở góc phòng len lén cầm điện thoại di động gửi tin nhắn, sau đó lại là một bộ dạng đắc chí vừa lòng rời đi. Diệp Oản Oản đứng ở bên cửa sổ, chậm rãi ngoác ngoác môi, a, à, cô dĩ nhiên muốn tới bệnh viện này một chuyến, chỉ có khi thấy cô xuất hiện, thẩm mộng kỳ mới có thể tự cho là thông minh mà đi mật báo, mới có thể tiếp tục khiêu khích. Xói đến đấy cố sự ai cũng biết, lần một lần hai không có gì, nếu còn tiếp tục lần ba, lần bốn. Nếu cô ta khiêu khích nhiều lần đều thất bại, coi như lần sau cô ta nói là sự thật, tư giả hàn cũng sẽ không đi tin tưởng cô ta nữa. Mà cô ta muốn, chính là hiệu quả như vậy. Lúc này, nhà cũ trong tiểu hoa viên, từ lúc Diệp Oản Oản rời đi, Tư giả Hàn liền ngồi ở tại chỗ, động cũng không có nhúc nhích. Mãi đến khi, trên bàn điện thoại di động kêu lên làm anh giật mình, người gửi là Thẩm Mộng Kỳ gửi tới một cái tin tức. Cái tiếng chuông tin nhắn này nghe vào trong tai hứa dịch quả thật giống như là âm thanh của tử vong. Tư giả Hàn liếc mắt một cái liền đọc xong nội dung của tin nhắn, trên mặt lạnh lẽo đến không có một tia nhiệt độ nào, vẫn không có bất kỳ tâm tình gì muốn đi chuyển, giống như tất cả tâm tình cùng với cặp con người kia bị hố đen chiếm đoạt hứa dịch liếc qua tin nhắn thẩm mộng kỳ lại nhìn phản ứng của tư giả hàn còn không có đoán được cái gì kinh người yên lặng không biết kéo dài bao lâu tư giả hàn cầm điện thoại di động lên gọi một trận điện thoại cô đang ở đâu hứa dịch thấy tư giả hàn bấm số gọi nhanh biết anh gọi là số của diệp oản oản sắc mặt nhất thời càng xám lại vào lúc này vô luận diệp oản oản là nói láo hay là nói thật đều đã không cách nào vãn hồi chỉ nghe được điện thoại đầu kia di động diệp oản oản trả lời cái đó, em có chút việc, nửa đường đi một chuyến đến bệnh viện nhân ái, bởi vì em. Không đợi cô nói xong, cũng đã bị một âm thanh lạnh lùng cắt đứt, trở về cẩm viên, bây giờ. Kết thúc cuộc gọi này xong, ánh mắt tư giả hàn lạnh như băng bắn về phía hứa dịch, đi thăm dò. Hứa dịch sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu lĩnh mệnh. Sự tình đã đến mức độ này, Diệp Oản Oản đại khái cũng biết không gạt được, chính cô đều đã, thừa nhận, ông chủ vẫn như cũ không tin, còn muốn tiếp tục đi kiểm chứng chương 68, người đã không có cơ hội. Diệp Oản Oản vừa tới cẩm viên liền bị đóng lại. Cùng cục, khóa lại âm thanh để cho trái tim của nàng run lên một cái, theo bản năng níu chặt trong tay túi chứa thuốc. Thời gian qua đi không tới nửa tháng, nàng lần nữa trở lại nơi này. Cho dù hết thảy đều nắm trong bàn tay, nhưng là, khi bị nhốt ở căn này quen thuộc mà xa hoa phòng ngủ, đã sớm xâm nhập linh hồn sợ hãi còn chưa bị khống chế một chút xíu đem thân thể của nàng chôn vùi. Bởi vì bị nhốt cái kia 7 năm, nàng cực độ sợ hãi hắc ám, sợ hãi an tĩnh, tới cuối cùng, bởi vì thói quen hắc ám, thói quen tĩnh mịch, nàng ngược lại bắt đầu sợ hãi ánh sáng, sợ hãi đoàn người. Đáng sợ nhất, không phải là bị giam cầm, mà là một ngày kia, cho dù cho nàng tự do, nàng cũng lại đi không ra căn nhà tù trong lòng. Cho dù là sống lại một lần, trở lại hết thảy bi kịch phát sinh trước, nàng như cũng thật đáng buồn đến không chạy thoát kiếp trước nhớ lại cùng bóng mờ. Ngoài cửa, một trận quen thuộc bước chân từ xa đến gần truyền tới, từng bước từng bước, ở an tĩnh không gian, dị thường rõ ràng tích đáng sợ. Két, một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Nhìn lấy cửa đáng sợ kia kinh người, giống như giống như quỷ lệ bóng người, diệp oản oản con người chợt co rút lại. Trong nháy mắt, hình ảnh trước mắt cùng kiếp trước nhớ lại hoàn toàn chồng lên nhau nữ hài biểu tình hoảng sợ giống như có thể ăn mòn lòng người độc dược, tư dạ hàn sở hữu tất cả lý trí, sở hữu tất cả khắc chế, trong nháy mắt hóa thành bụi bay. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản liền bị sức mạnh to lớn ném vào trên giường, trong tay nắm chặt túi, rào, rơi xuống đất. Muốn phải mở miệng trong nháy mắt, yếu ớt cổ họng liền bị bóp lại, hô hấp càng ngày càng khó khăn, sinh mệnh lực từng điểm từng điểm từ nơi này cỗ thân thể trong hút ra. Chờ rốt cuộc khôi phục hô hấp, miệng lưỡi lập tức bị dùng sức cắn xé, trong cổ họng nhanh chóng tràn ngập máu tanh khí tức. Hoàn oản ta nói rồi đây là một lần cuối cùng cho nên, người đã không có cơ hội. Nương theo lấy câu phán quyết này, nam nhân tiếng bước chân dần dần xa, khóa lại âm thanh vang lên lần nữa. Vừa mới bị lỏng ra, Diệp Oản Oản lập tức kịch liệt ho khan, đáy mắt không thấy chút nào sợ hãi bóng dáng, chỉ còn lại lạnh lùng u ám ánh sáng. Bên trong thư phòng một mảnh hỗn độn, không gian to lớn giống như bị đóng băng, lạnh giá thấu xương. Nam nhân ngồi ở trước bàn, giống như một cái tượng điêu khắc bị phong hóa, hung ác cùng là ngược một chút xíu ăn mòn trên trán cuối cùng một tia còn sót lại nhiệt độ. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tiếng gõ cửa rồn rập đột nhiên vang lên. Cút! Giận dư âm thanh sợ đến tiếng gõ cửa nhất thời dừng lại. Nhưng rất nhanh, tiếng gõ cửa lại càng gấp gáp mà vang lên mà bắt đầu. Bởi vì chậm chạp không chiếm được đáp lại, người gõ cửa trực tiếp đẩy cửa vào. Bên trong nhà tình hình so với trong tưởng tượng còn phải đáng sợ, thấy tấm kia kinh người đến cực hạn khuôn mặt cùng đỏ thắm như dã thù ánh mắt, hứa dịch sợ đến mặt không chút máu. Nhưng là, chuyện kế tiếp quá trọng yếu, phải để cho ông chủ biết. Hứa dịch cưỡng bách chính mình tỉnh táo, dùng hết tất cả khí lực mới rốt cuộc tìm về thanh âm của mình, tốc độ nói thật nhanh mở miệng nói, cửu ra, ta đã tự mình đi điều tra, diệp tiểu thư quả thật không đi trường học, mà là nửa đường đổi đường đi nhân ái bệnh viện. Rõ ràng cảm giác quanh mình không khí lạnh hơn, hứa dịch toàn thân đều đã ướt mồ hôi, nhưng là, màn hình giám sát biểu hiện, Diệp Tiểu Thư tới bệnh viện sau căn bản là không có đến cứu giúp phòng, mà là ở phòng khám treo cái lão trung y chuyên gia số hiệu. Sở tư giả hàn không để ý tới biết trọng điểm tựa như, hứa dịch lại cố ý tăng thêm một câu, từ đầu tới cuối Diệp Tiểu Thư cũng không có đi gặp qua cố Việt Trạch. Chương 69, tất cả đều hiểu lầm. Nói tới chỗ này, sắc mặt hứa dịch có chút phức tạp, cái lão trung y đó rất nổi tiếng, am hiểu nhất trị liệu chính là mất ngủ, lúc ban đầu cũng thay cậu chủ xem qua bệnh, Diệp Tiểu Thư lúc ấy tới hỏi thăm tình hình bệnh của cậu chủ, thuộc ha cũng đã điều ra rồi ngài nhìn một chút đi. Hứa dịch mở ra trên điện thoại di động một đoạn giám sát màn hình. Diệp oản oản đeo bọc sách, vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi vào trước mặt lão trung y. Tiểu cô nương, khó chịu chỗ nào? Lão trung y hỏi. Bác sĩ, không phải là cháu không thoải mái cháu tới là giúp người khác diệp oản oản trả lời người tiểu nha đầu này xem bệnh làm sao còn có thể thay thế người ta đi lão trung y chân mày nhíu chặt nói diệp oản oản vội vàng giải thích bác sĩ ngài hãy nghe cháu nói chuyện là như vậy bạn trai cháu có chứng mất ngủ rất nghiêm trọng anh ấy đi tìm rất nhiều thầy thuốc cũng dùng qua rất nhiều biện pháp đều vô ích bác sĩ ngài nổi danh như vậy anh ấy khẳng định đã sớm tìm ngài điều trị qua Giờ cháu tới nơi này chỉ là muốn hiểu nhiều thêm một chút phương diện kiến thức về chứng mất ngủ, hiểu rõ cảm thụ của anh ấy mà thôi." Lão thầy thuốc nghe được lời nói của cô, ngược lại có chút kinh ngạc, vẻ mặt nhìn cũng có mấy phần lộ vẻ xúc động, người tiểu nha đầu này, ngược lại rất có lòng, người giống như cháu để tâm đến bệnh của thân nhân thật đúng là không nhiều. "Được rồi, tôi liền nói cho cháu một chút." "Cảm ơn bác sĩ." Nữ hài nhất thời lộ ra một nụ cười vô cùng vui vẻ, móc ra quyển sổ cùng bút nghiêm túc cẩn thận mà ghi chép. Bác sĩ nhìn thấy cô nghiêm túc như vậy, liền cặn kẽ cùng với cô giảng giải không ít kiến thức. Nữ hài vẻ mặt từ đầu tới cuối đều vô cùng chuyên tâm thành kính, thỉnh thoảng đưa ra hỏi một chút vấn đề, bà nội bạn trai cháu nói với trá, mất ngủ thường xuyên sẽ còn ảnh hưởng tính tình thật sao. Lão Trung Y gật đầu, là như vậy, nếu như nghiêm trọng, không chỉ có thể nguy hại cơ thể, lâu dài đối với tính cách tâm tính đều có ảnh hưởng rất lớn, đây là điều mà chính mình cũng không thể khống chế được, cháu là người nhà của cậu ấy, hẳn là nên khuyên giải, quan tâm nhiều hơn, đối với cậu ấy nhiều hơn một chút kiên nhẫn. Ân ân, cháu nhất định sẽ, lúc trước cháu chung quy chọc anh ấy tức giận, nữ hài thần sắc nhìn có vài phần áy náy, trước kia vì đối phó với kỳ kiểm tra, cháu muốn tập trung học tập, liên tục một tuần lễ mỗi ngày chỉ ngủ ba, bốn tiếng, cái loại cảm giác thiếu hụt giấc ngủ này, thật rất khó chịu. Bác sĩ à, ngài lại theo cháu nói nhiều một chút đi, dạy cháu một chút những thứ có thể giúp anh ấy làm, để cho anh ấy dễ chịu hơn nhiều chút cũng tốt. Mười mấy phút theo dõi kết thúc, căn phòng khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Lời quan tâm của cô gái phảng phất còn đang bên tai. Hứa dịch trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nói ra cảm giác gì, cửu ra, chúng ta thật giống như hiểu lầm Diệp Tiểu Thư rồi. Tĩnh mịch thế này không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên, một trận chói tai, âm thanh cái ghế va chạm mặt đất vang lên. Chờ hứa dịch phản ứng lại, trước bàn đọc sách nam nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Lâu hai phòng ngủ. Phanh, một tiếng, cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra. Phòng mờ mờ, lạnh giá mà an tính. Cô gái như cũng duy trì tư thế lúc anh rời đi, không nhúc nhích ôm lấy đầu gối co giúp ở nơi nào, nghe được tiếng mở cửa, thân thể nho nhỏ nhất thời kịch liệt run rẩy. Vô vô, dịch mà nghẹn cả cổ. Tư giả hàn đứng tại chỗ, hai bên ngón tay nắm chặt lấy, bước chân giống như mọc rể ánh mắt của anh chậm rãi rơi vào mép giường bên trên một cái túi ni lông màu đen, đồ trong túi tán lạc đầy đất. Anh chậm rãi hướng phía cái túi đó đi tới, cúi người xuống, từng cái nhặt lên đồ vật tán loạn trên mặt đất. Mấy tấm gói thuốc bắc, đơn ghi chép khám bệnh, một cái laptop màu hồng bút ký. Mở ra bên trên mặt giấy, là viết tay ghi chép rậm rạp chẳng chịt. chương 70, anh biết. Tư giả hàn ngơ ngác nhìn vật nằm trên đất, nhìn lấy cái kia laptop bút ký, nhìn lấy nội dung mà nữ hải nhất bút nhất họa nghiêm túc ghi chép, trong lòng ngực giống như bị người nhào nặn nhét vào một cái bã vụn. Đem đồ vật trên mặt đất từng cái cẩn thận thu cất tốt, nam nhân đứng lên, cứng nở hướng phía nữ hải đi tới. Giờ phút này nữ hải ôm lấy đầu gối, chôn thật sâu lấy đầu, tư thái phòng bị mà bài xích, giống như đem chính mình phong tỏa ở trong một cái thế giới nho nhỏ. Cái cần cổ cong cong, có thể thấy nhìn thấy rõ ràng vết tích tím bầm giật mình, cặp mắt nam nhân đau nhói. Tư giả hàn đưa tay ra, dường như muốn phải đụng bả vai của nữ hài. Nhưng mà, anh chẳng qua chỉ là hơi đến gần một chút, thân thể của cô bé liền nhất thời run càng thêm lợi hại. Nam nhân nhỏ bé môi căng thẳng, tay đưa ra cứng đờ lơ lửng giữa trời, một hồi lâu sau, đúng là vẫn còn chưa thu tay về, chậm rãi lui về sau một bước, ánh mắt không hề chớp mắt mà rơi vào trên người cô gái, trong đầu từng hình ảnh thoáng qua. Cô nói với anh, cô đã nghĩ thông suốt, cô hy vọng có thể thử với anh lui tới bình thường, cô nói, phải cố gắng lớn lên. Cô nguyện ý đi gặp bà nội, cô cố ý ăn mặc rất ngoan ngoán, cô nghiêm túc cẩn thận chọn lễ vật, cô dụ được lão nhân ra cao hứng như vậy. Cô biết anh bị chứng mất ngủ, đại khái lại từ bà nội nghe được một chút, liền cố ý đi bệnh viện tìm chuyên gia, tìm có lão thầy thuốc kinh nghiệm biết bệnh tình của hắn, ghi chép, mua thuốc. Cô là thật muốn thử đi tìm hiểu anh, tiếp nhận anh. Nhưng cuối cùng, cô lại nhận được cái gì là anh không giải thích được giận dữ của mình không có chút lý do nào mắng cô không phân tốt xấu tổn thương cô cô sợ ns chán ghét anh làm sao có thể không sợ làm sao có thể không căm ghét ngay cả chính anh đều chán ghét chính mình ánh mắt của nam nhân một mảnh đen nhánh trên người lãnh ý càng ngày càng kinh người toàn bộ không gian đều tràn đầy áp bức làm người ta hít thở không thông chèn ép co giúp ở trên giường cô liền phát giác xung quanh khí tức đáng sợ toàn thân run rẩy chôn ở giữa gối đầu nhỏ, cặp mắt đen nhánh nhìn về phía hắn trong con người kinh hoàng cùng luống cuống, vẻ mặt hốt hoảng mà lầm bầm, đối với anh có lỗi với. Có lỗi với, em sai lầm rồi em biết sai lầm rồi em biết sai lầm rồi. Nhìn thấy vẻ mặt cô kinh hoàng hoảng hốt, nghe cô nhận sai, trái tim tư giả dạ hàn giống như bị một cái thiết chảo to lớn bóp thật chặt lại, máu me đầm đìa đau đớn. Nam nhân siết chặt hai quả đấm, lần nữa hướng phía cô đi tới, ở trong con mắt cô kinh hoàng đến cực hạt, cực kỳ cẩn thận và chầm chậm mà đem cô ôm vào trong ngực, âm thanh mất tiếng mà mở miệng, oản oản em không có sai sai là anh, anh nên nhận lỗi với em. Cũng là anh hiểu lầm em, anh cho là em lừa gạt anh, nghĩ đến em là muốn đi tìm Cố Việt Trạch. Cô rốt cuộc giống như tỉnh hồn lại, kịch liệt mà vội vàng lắc đầu, âm thanh nứt quảng bể tan tành không thành tiếng, em không có, em không có, em là đi tìm bác sĩ hỏi về vấn đề không ngủ được của anh. Tư giả dạ hàn ôm lấy cô dơ lên hai cánh tay chợt nắm chặt, là anh sai, anh biết rồi, biết em là vì anh. Tiếng nói của nam nhân rơi xuống trong nháy mắt, nhẫn nại của cô trong nháy mắt đã lâu, nước mắt giọt lớn giọt lớn mà lăn xuống, mang theo nhiệt độ nóng người, thấm ướt tại ngực anh. Em không có không có lửa anh, cô nghẹn ngào nói, khóc không thành tiếng, trong tiếng khóc ủy khuất cùng thương tâm làm cho lòng người như đau vặn. Có lỗi với. Audio điện tử võ tấn bền chương 71, dầu gì cùng nên dỗ ràng một chút. Đại khái là bởi vì bị đè nén quá lâu, trước khi sống lại cùng đời này tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ đều vào giờ khắc này phát ra hết, nước mắt của Diệp Oản Oản hoàn toàn không ngừng được, khóc hơn nửa canh giờ vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tư giả hàn từ đầu tới cuối cứ như vậy không nói một lời cứng người lại ở đó, không nhúc nhích. Hứa dịch không thấy tư giả hàn liền đuổi theo, vào lúc này đang đứng ở ngoài cửa. Thấy Diệp oản oản khóc thương tâm như vậy, hắn khó tránh khỏi cũng có chút áy náy dù sao lần này đúng là hiểu lầm cô ấy không cần nghĩ cũng biết cô ấy khẳng định bị ông chủ dọa sợ không nhẹ một tấm lòng tốt còn bị hiểu lầm có thể không thương tâm sao cũng may chân tướng sự tình đã biết rõ nhưng là ông chủ a à, người ta khóc thành như vậy ngài giàu gì cũng nên dỗ dành một chút đi hà giống như một tượng đá đứng ở chỗ đó ngược lại càng đáng sợ có được hay không được rồi đối với ông chủ nhà mình mà nói mới vừa rồi nói những lời đó phỏng chừng đã là cực hạn rồi, hắn thật đúng là không tưởng tượng ra ông chủ dỗ nữ hài là hình dáng gì. Chỉ là những lời đó cũng đã để cho hắn rất khiếp sợ. Giờ phút này, tư giả hàn môi mỏng mím chặt, sống lưng phảng phất như một cái cung căng thẳng đến cực hạn, trái tim như tê liệt cảm giác nhìn người con gái của mình nước mắt chảy càng lúc càng kịch liệt. Đây là lần đầu tiên anh thấy Diệp oản oản khóc, vô luận nhiều sợ hãi và căm ghét anh như thế nào, cô cũng không có khóc qua không biết qua bao lâu, nam nhân một mực đứng cứng ngác ở nơi đó hít sâu một hơi, dường như vùng vẫy rất lâu, mới rốt cuộc chậm rãi buông lỏng nữ hài trong ngực, trên mặt nhanh chóng khôi phục lạnh giá hở hứng, ngữ khí bình tĩnh không lay động mà mở miệng, hứa dịch, đưa cô ấy trở về trường học. Nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Hứa dịch nghe vậy, đầu tiên là sợ sệt một chút, ngay sau đó nhìn về phía bóng lưng ông chủ nhà mình rời đi, không khỏi cảm thấy tấm lưng kia có chút hiu quạnh ông chủ làm sao biết dỗ người khác hắn duy nhất có thể nghĩ tới nếu là cách hắn xa một chút diệp oản oản sẽ khai tâm một chút đi hứa dịch than nhẹ một tiếng hướng phía cô gái trên giường vẫn như cũ khóc sụt sùi nhìn nói diệp tiểu thư đừng khóc cô yên tâm sự tình đã rõ ràng ông chủ sẽ không nhốt cô cô xem ông chủ đều để cho tôi đưa cô trở về trường học nửa giờ sau diệp oản oản được đưa đến cửa trường học diệp tiểu thư đến rồi hứa dịch vững vàng dừng xe sau đó đi vòng qua thay cô kéo cửa xe ra diệp oản oản ôm lấy bọc sách xuống xe vẻ mặt mộc mộc trên khuôn mặt nhỏ nhắn như cũng mang theo nước mắt hứa dịch nhìn nữ hài trước mắt há miệng dường như muốn nói điều gì cuối cùng vẫn là không hề nói gì mãi đến chiếc xe màu đen kia chậm rãi rời đi biến mất ở trong màn đêm ánh mắt diệp oản oản trống rỗng chết lặng mới dần dần khôi phục tiêu cự đứng tại chỗ một lúc lâu mới chậm rãi cất bước hướng phía trường học đi tới cô không có lập tức trở về nhà trọ, mà là đến hồ nhỏ bên trường học trên ghế dài ngồi xuống. Hơi lạnh gió đêm xuyên qua mặt hồ thổi lất phất ở trên mặt, để cho cô thanh tỉnh không ít. Trước đây không lâu, thiếu chút nữa việc cũ lại xảy ra, mà bây giờ, cô lại lần nữa có được tự do. Ngay từ đầu, cô chẳng qua là tương kế tự kế, nhưng là, cho dù hết thảy đều ở bên trong kế hoạch của cô, nhưng đối với tư giả hàn sợ hãi lại là thật, ngay lúc đó ủy khuất cũng là thật. Không chỉ là lần này, mà là toàn bộ tích cóp của hai đời ủy khuất cùng oán phẫn. Trận khóc này, cô cơ hồ sức cùng lực kiệt, nhưng chút hết được ra ngoài, cũng dễ chịu hơn khá nhiều. Ngoài ra, để cho cô hoàn toàn không ngờ tới, vẫn là thái độ của tư dạ hàn. Cô không nghĩ tới, trong trí nhớ nam nhân đáng sợ hung ác hoàn toàn không có tình cảm loài người, lại sẽ nói xin lỗi cô. chương 72, phát hiện bộ mặt thật của Ma Lem. Cũng may cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, thuận lợi thay đổi quỹ đạo nguyên bản, vượt qua nguy cơ lần này. Diệp Oản Oản tạm thời không có buồn ngủ, liền tiếp tục ở bên hồ nhỏ ngồi suy nghĩ vài chuyện. Đang tập trung, sau lưng đột nhiên truyền tới một trận tiếng bước chân nhốn nháo. Một người hùng hùng hổ hổ mà đi tới, sau đó đặt mông ngồi xuống ở phía sau ghế ngồi của cô. Mẹ nó, triệu tinh châu ông là một cầm thú không có nhân tính. Lão tử phải đi bộ giáo dục tố cáo ông, ngược đãi học sinh, tâm lý biến thái. Ban đêm bên hồ nhỏ vô cùng an tĩnh, cho nên tiếng mắng chửi của nam sinh Diệp oản oản nghe rõ ràng. Ừ, nghe thanh âm này, còn có những thứ này nội dung đó, người nói chuyện hình như là trước đó ở cửa phòng học thả thùng nước trêu cợt cô Lăng Đông, chính là người trình tuyết ở trường học nhận làm anh trai. Sách, nhìn dáng dấp bị triệu tinh châu hành hạ đến thật thảm a. À. Triệu tinh châu thật là không có để cho cô thất vọng, thậm chí ngay cả thứ bảy cuối tuần đều không bỏ qua cho hắn. Chỗ ngồi của Diệp Oản Oản cũng may là ở dưới bóng râm một cây đại thụ, cho nên Lăng Đông hoàn toàn không thấy cô, bất quá Diệp Oản Oản nhờ ánh trăng cùng đèn đường ngược lại thấy rất rõ ràng. Lăng Đông sắc mặt khô héo, đỡ lấy hai cái vành mắt đen thật lớn, cầm trong tay một lon bia, bên cạnh ném bừa bộn bài thi số học, phía trên bị hắn để lại rất nhiều cái dấu chân đen thùi lùi. Diệp Oản Oản đồ ma lem này, lại đem lão tử làm hại thảm như vậy, chờ coi, lão tử không đánh chết ngươi, sẽ không họ Lăng. Lăng Đông dùng sức bóp vỡ trong tay lon bia bằng sắt, trên trán tràn đầy âm vụ. Nghe được tên của mình, Diệp Oản oản khóe miệng nhất thời co quắp một cái. Có quan hệ gì tới cô? Chẳng lẽ bọn họ muốn bắt cô làm thì cô nhất định phải ngoan ngoãn mắc lừa sao? Lăng Đông ở trường học là tiểu bá vương, nổi danh bá đạo vô lý, bởi vì cha là chủ tịch trường học, học sinh bị hắn khi dễ, ăn thua thiệt cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng ngay cả lão sư tất cả đều là mở một con mắt nhắm một con mắt không dám quản hắn. Lần này cũng chính là đụng phải triệu tinh châu cái kẻ khó ăn, nếu là đổi lão sư khác, chỉ sợ cũng tùy tiện mắng mấy câu thì xong rồi. Nếu là bị lăng đông theo dõi, ngày sau cuộc sống ở trường học của cô sợ là sẽ không tốt lắm. a à, ma lem, thậm chí ngay cả lão tử cũng dám hãm hại, đùa bỡn lão tử chơi đùa đúng không, lão tử không chơi chết ngươi, nhìn ngươi làm sao còn phách lối. Lăng Đông mở miệng một tiếng ma lem, một mực say khướt hùng hùng hổ hổ, nghe phía sau, Diệp Oản Oản nghe quả thực không nhịn được, vì vậy ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, tớ nói nhà bạn học Lăng Đông, là chính cậu thiết lập cảm bấy, không cẩn thận bị triệu tinh châu đạp, có quan hệ gì với tớ. A, à, bên cạnh không có dấu hiệu nào vang lên một cái thanh âm, Lăng Đông sợ đến cả người đều từ trên ghế rất xuống dưới, thật lâu mới bỏ dậy, thanh âm vinh vào nói, là ai? Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Diệp Oản Oản có chút không nói gì, cậu coi như cậu gặp quỷ đi. Ngươi, ngươi là Diệp Oản Oản, Lăng Đông không thấy rõ người đối diện, nhưng đã nghe được thanh âm của cô, thần sắc lập tức biến hóa đến cực kỳ khó coi. Cũng không để ý tại sao Diệp Oản Oản đã chế thế lại ở chỗ này, nam sinh nhất thời âm trầm mở miệng nói, "Ma Lem, ngươi lại còn dám nói, nếu như không phải ngươi cố ý rớt lại phía sau một bước, nước làm sao sẽ tạt vào trên người Triệu Tinh Châu?" lão tử làm sao sẽ thảm như vậy? ta cho ngươi biết, ngươi đặc biệt chết chắc. chỉ cần lão tử còn đang thanh hòa một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ qua một ngày ngày sống tốt. lão tử cho ngươi cũng nếm thử một chút sống không bằng chết mùi vị. diệp oản oản vỗ chán, liền như vậy, quả nhiên không nên cùng những thứ thiếu niên này nói phải trái. vô vô, mấy bé ảo tưởng sức mạnh đó. thấy diệp oản oản đứng dậy muốn đi, lăng đông làm thế nào cam tâm, ném bia trong tay, lão đảo liền đuổi theo cánh tay bắt lại tay của Diệp Oản Oản, "Ma Lem, lão tử cho phép ngươi đi chưa?" "Đứng lại cho lão tử." Lời còn chưa dứt, một giây kế tiếp, Lăng Đông đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm dưới ánh trăng kia khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đến không tưởng tượng nổi, trong nháy mắt ngây ngô đứng ở nơi đó. Chương 73: Vừa thấy đã yêu. Chỉ thấy cô gái trước mắt mặc áo đầm màu hồng phấn, tóc dài đen nhánh, da trắng như tuyết, nhất là cặp mắt kia, so với ngôi sao trên đầu còn óng ánh hơn tựa hồ là mới vừa khóc qua, sót lại thủy quang trong suốt, càng là cảm động lòng người. Nếu như nói hoa khôi của trường trình tuyết là đẹp đẽ, như thế cô gái trước mắt nhất định chính là tiên nữ hạ phàm. Lăng đông cảm giác tim của mình giống như là bị cái gì nặng nề mà đụng phải, cái thanh âm kia ong ong thật lâu đến trong đầu vọng về, để cho cả người hắn đều bối rối. Diệp oản oản đối với loại vẻ mặt giống như gặp quỷ này đã sớm thành thói quen, nhưng dần dần lại phát hiện không đúng chỗ nào đó lăng đông ngay từ đầu đúng là cùng giống như gặp quỷ nhưng dần dần đột nhiên khuôn mặt càng ngày càng đỏ ánh mắt cũng càng ngày càng kỳ quái cuối cùng phảng phất giống như bị chạm điện buông lỏng tay cái phản ứng này lại giống như là đang xấu hổ cùng khẩn trương lắp bắp nhìn chằm chằm cô mở miệng cậu cậu là diệp oản oản diệp oản oản nghe vậy hơi nhíu mày theo bản năng sờ mặt mình một cái lúc này mới nhớ tới cô là mang theo bộ mặt từ nhà cũ bên kia trực tiếp ra cửa ăn mặc rất bình thường cũng không có hóa trang Quả nhiên, không hóa trang nhất định sẽ hù đến bạn học. Bây giờ nhìn cũng nhìn rồi, cô cũng không cách nào phủ nhận, chỉ có thể cười một tiếng mở miệng nói, hôm nay không trang điểm, hù đến cậu, ngượng ngùng. Nói xong liền lười biếng xoay người đi. Mãi đến khi Diệp Oản Oản rời đi bóng lưng đều đã không nhìn thấy, Lăng Đông như cuối cùng nằm mơ đứng tại chỗ. Cái cái tình huống gì? Cái nữ sinh xinh đẹp hơn Trình Tuyết, là Diệp Oản Oản là cái ma lem kia? Điều này sao có thể, Lăng Đông ôm lấy tâm tình vô cùng khó hiểu, chậm rãi từng bước trở lại nhà trọ. Thấy Lăng Đông, ba nam sinh khác trong nhà trọ lập tức nghênh đón. Trong đó một người tóc húi của ân cần đưa lên một chân tàng thuốc lá, Đông ca, người trở lại. Thấy Lăng Đông đi thẳng tới trên giường của mình ngồi xuống, không phản ứng chút nào, tóc húi cua ngẩn người, hít, đông ca, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ. Nam sinh giường trên thấy Lăng Đông bộ dáng mất hồn mất vía, sắc mặt cũng có chút lo âu. Đông ca, người đừng dọa chúng ta ha. À. Đối diện trên người trần chuồng, ăn mặc quần cộc lớn nam sinh phun một cái, nổi giận mắng mẹ hắn triệu tinh châu cũng thật là không có nhân tính. Không phải tạt tạt nước cả người hắn thôi sao? Đến mức phải hành người đến thế này sao? Nhìn xem đem Đông ca chỉnh lại thành bộ dáng gì? Tất cả đều là Diệp oản oản cái kia ma lem làm hại. Đông ca, người đừng nén giận. Ngày mai chúng ta sẽ để cho cái nha đầu chết tiệt kia đẹp mắt thay ngươi và trình tuyết trả thù. Ba người đang bất bình dùm, dần dần lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lăng đông vẻ mặt ngơ ngác, cả khuôn mặt đỏ bừng, theo lỗ tai đến cổ đều đỏ, vẫn còn tự mình lầm bẩm cái gì, không có khả năng, làm sao có thể xinh đẹp như vậy, đơn giản là nữ thần. Ba người chố mắt nhìn nhau, lăng đông trạng thái này, thế nào cũng không giống như là bị triệu tinh châu ngược tinh thần hoảng hốt, phản ngược lại có chút giống như. Thiếu nam hoài xuân. Vào lúc này Lăng Đông căn bản liền không nghe được mấy người bạn cùng phòng đang nói gì, cũng không chú ý tới bọn họ đang nhìn mình chằm chằm nói nhỏ, đầu đều là đầy hình ảnh kia để cho hắn tim đập thình thịch khuôn mặt đỏ ửng. Đang phát ra ngây ngô, đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay thật giống như có vật gì. Chậm rãi mở ra nhìn một cái, là một đóa hoa nhỏ màu hồng dệt bằng len, hình như là mới vừa rồi không cẩn thận từ trên quần áo của Diệp Oản oản nắm chặt xuống. Nhìn lấy cái đóa hoa nhỏ kia, Lăng Đông đột nhiên thức tỉnh không nằm mộng, là thật, nữ sinh kia, thật sự là Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản tháo trang sức ra, diện mạo thật sự không chỉ không phải là ma lem, ngược lại lại đẹp mắt như vậy. Cái này không khoa học, chương 74, anh hùng cứu mỹ nhân. Diệp Oản Oản trực tiếp trở lại nhà trọ, cũng không có quá để ý khúc nhạc dạo ngắn ở bên bờ hồ, không đến mấy tháng liền muốn thi vào trường cao đẳng, cô ở trường học cũng không còn bao lâu nữa, không cần phải ở nơi này ngây thơ để một chuyện nhỏ bên trên lãng phí thời gian. Sáng ngày thứ hai, Diệp Oản Oản duy trì hình dáng khoa trương, cùng thường ngày đi tới phòng học. Mới vừa vào cửa cả phòng học ồn ào lập tức liền yên tĩnh lại, các học sinh trong phòng học mỗi một người đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm cô, hơn nữa mặt đầy vẻ mong đợi. Diệp Oản Oản hơi có chút bất đắc dĩ, những người này biểu hiện rõ ràng như vậy, thật coi cô là kẻ ngu cũng không nhìn ra được chuyện gì sao. Được rồi, lấy chỉ số thông minh của cô trước kia sợ rằng thật đúng là không phát hiện được. Diệp Oản Oản làm bộ như không có chút nào phát giác nào, thẳng phía chỗ ngồi của mình đi tới. Ánh mắt xéo qua liếc một cái, quả nhiên phát hiện cái ghế của cô có cái gì không đúng, phía trên thoa một tầng thật dày cao su trong suốt, nếu không phải nhìn kỹ thật đúng là không nhìn ra, nếu đặt mông ngồi lên thì... Loại cường lực cao su này, vừa ngồi lên cả người đều phải bị dính vào trên ghế, trừ phi tại chỗ cưới quần ra mới có thể thoát khỏi. Mặc dù sẽ không tạo thành tổn thương thực rõ ràng, nhưng sẽ lại để cho cô tại chỗ có trước mặt bạn học mất hết mặt mũi. Diệp Oản oản hướng phía cách vách cùng thường ngày gục xuống bàn ngủ. Tư Hạ nhìn một cái, thầm thở dài một câu hồng nhan họa thủy. "Vô vô, câu này cũng áp dụng cho nam được à?" C đều đang muốn đưa tay kéo cái ghế, bên cạnh đột nhiên vọt ra khỏi một người, đầu tiên là đem cô kéo ra phía sau, sau đó nhanh chóng ném cái ghế của cô ra. Cái ghế bị kéo đến trước mặt Ánh mặt trời bên cửa chiếu vào, nhất thời tất cả mọi người đều thấy rõ trên ghế bị bôi thật dày một tầng nhựa cao su trong suốt. Chính là đang trong giấc ngủ Tư Hạ bị tiếng vang chói tai đánh thức, ánh mắt không kiên nhẫn quét qua phía trước Diệp Oản Oản, cùng với Lăng Đông, ngay sau đó ánh mắt rơi vào trên cái ghế kia, hơi hơi nhíu mày. Diệp Oản Oản không chú ý tới phản ứng của Tư Hạ, chẳng qua là hơi nhíu mày mà nhìn Lăng Đông đột nhiên xuất hiện. Có ý gì? Lăng Đông bị cặp con người đen nhánh kia nhìn chằm chằm vẻ mặt ngang ngược càn rỡ nhất thời trở nên vô cùng cứng ngắc, không nói tiếng nào đem cái ghế của cô kéo tới vị trí của hắn, sau đó lại đem cái ghế của hắn trả lại cho Diệp Oản Oản. Cái này còn không xong, dưới chỗ ánh mắt của mấy người bạn học chố mắt nghẹn họng nhìn, Lăng Đông lại đưa ra tay, theo trong ngăn kéo của Diệp Oản Oản, móc ra một cái chuột chết. Thấy chuột chết, một vài nữ sinh có chút người nhát gan hét dầm lên. Lăng Đông mặt không thay đổi đem cái con chuột chết vứt đi, sau đó dùng ánh đèn của điện thoại di động hướng trong ngăn kéo chiếu một cái chắc chắn bên trong đã không đồ giọng ồm ồm mà hướng về phía diệp oản oản mở miệng nói ngồi đi nói xong cũng không dám nhìn thẳng con mắt của diệp oản oản trở lại vị trí của mình cởi áo khoác trên người xuống hướng bên trên nhựa cao su đặt xuống sau đó cứ như vậy ngồi xuống diệp oản oản không chỉ là diệp oản oản trong cả phòng học đều yên tĩnh không tiếng động Tất cả mọi người đều bị chuỗi hành động này của Lăng Đông cho làm bối rối. Sáng sớm gặp quỷ, chuyện này, đây là có ý gì hả? À? Lăng Đông làm sao lại giúp Diệp Oản Oản, nhất là Trình Tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp đẽ tức giận lại không tưởng tượng nổi nhìn Lăng Đông chằm chằm, trong mắt đều là không cách nào tin được. CMN, Đông ca, đây là tình huống gì a? À? Không phải nói xong rồi sao? Hôm nay phải chỉnh nha đầu kia một cái thật tốt sao? Nam sinh tóc húi cua ngồi cùng bàn Lăng Đông đầu óc mơ hồ hỏi. Vẻ mặt của Lăng Đông hơi không kiên nhẫn, im miệng. Lão tử làm việc, còn yêu cầu phải giải thích với ngươi sao? Ây, nam sinh ngồi cùng bàn trong nháy mắt liền im lặng, "Chương 75, Diệp Oản Oản là người của ta." "Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra? Tớ còn tưởng rằng hôm nay nhất định là có trò hay để nhìn." Lăng Đông làm sao lại giúp Diệp Oản Oản? Ai biết a, à, thật là gặp quỷ đoán chừng là bị triệu tinh châu cho chỉnh đến sợ rồi sao làm sao có thể lăng đông tiểu bá vương cũng có lúc sợ sao không náo đến cùng cũng là không tệ rồi bên trong một mảnh tiếng nghị luận diệp oản oản ở trên ghế của lăng đông ngồi xuống cô đã chuẩn bị là trong khoảng thời gian này phải chuẩn bị tâm tư bị phiền toái tìm đến không nghĩ tới kết quả lại ra ngoài dự liệu của cô lăng đông là bị triệu tinh châu chỉnh đến sợ hay là Diệp Oản Oản không khỏi nhớ tới tối ngày hôm qua, Lăng Đông ngoài ý muốn chứng kiến bộ dáng không hóa trang của cô. Sẽ không phải là, cùng cái này có liên quan chứ? Rất nhanh tiếng chuông vào học vang lên, trong phòng học lần nữa yên tĩnh lại, Diệp Oản Oản cũng không nghĩ nhiều nữa. Cô có chút xuất thần nhìn điện thoại di động đặt ở trong ngăn kéo của mình. Từ tối hôm qua đến bây giờ, tư giả hàn để cho hứa dịch đem cô đưa về trường học xong cũng chưa có liên lạc lại với cô. Dựa theo phản ứng của anh ngày hôm qua, hẳn là không có tức giận nữa chứ thật ra thì ngày hôm qua cô cuối cùng vẫn là mạo hiểm vạn nhất tư giả hàn dưới cơn thịnh nộ hoàn toàn mất đi lý trí trực tiếp nhốt cô lại không cho cô cơ hội giải thích hậu quả khó mà lường được cũng may là khoảng thời gian này không có uổng phí tâm tư của cô tư giả hàn chưa có hoàn toàn tin vào lời nói của thẩm mộng kỳ mà là chính mình đi kiểm tra một lần sau khi tan lớp nhẫn nhịn suốt một tiết giờ học bấy giờ các học sinh nhộn nhịp tiếp tục nhìn chằm chằm phương hướng Diệp Oản Oản xì sao bàn tán, hiển nhiên đối với việc không thấy Diệp Oản Oản xui xẻo mà canh cánh trong lòng. Thấy trình tuyết cùng ba đồng đảng khí thế hung hăng hướng phía Diệp Oản Oản đi tới, mọi người nhất thời lên tinh thần. Ma Lem, đi ra, có chuyện tìm cô, trong ba người đó một nữ sinh cầm nhọn ác thanh ác khí mở miệng nói. Bình thường nếu sau khi tan lớp nếu bị kêu như vậy, cơ bản đều là bị mang tới trong nhà cầu nữ khi dễ một hồi. Diệp Oản Oản mặc dù không muốn để ý tới những thứ ngây thơ tranh đoạt tình nhân này, nhưng bị tìm phiền toái tới cũng quả thực ảnh hưởng tới tâm tình của mình. Đáy mắt một đạo ánh sáng lạnh lẻo xẹt qua, ngay sau đó ung dung mở miệng nói, được a à, Vết mực cái gì, còn không mau một chút, nữ sinh không kịp đợi mà đi kéo cô một cái, bên cạnh một nữ sinh khác cũng bắt đầu lôi kéo cô. Tư hạ đang nằm ngủ một bên ngẩng đầu lên, Nhìn tình hình trước mắt hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng, sau lưng truyền tới một âm thanh cực kỳ âm lãnh. Gạch nối dài gạch nối dài. Ai cho phép các người động vào cô ấy? Lăng Đông đứng ở cửa phòng học, trong tay mang theo một cái túi nylon thật to, sắc mặt dị thường đáng sợ. Lăng Đông tướng mạo mặc dù không giống như Tư Hạ Tuấn Mỹ, nhưng là đẹp trai anh tuấn, chẳng qua là khí chất cùng Tư Hạ hoàn toàn bất đồng, giống như chó sói kiêu căng khó thuần, toàn thân cao thấp đều đầy bạo lực nói đến đánh nhau dị thường tàn bạo, ngày thường liền để người biết người sợ, giờ phút này sắc mặt âm trầm càng làm cho tất cả mọi người đều theo trong xương phát rét. Thấy lăng đông trầm mặt đứng ở phía sau, ba nữ sinh bị dáng vẻ đáng sợ của hắn dọa hết hồn, đông. Đông ca. Một nữ sinh trong đó lấy can đảm giải thích, đông ca, cái ma lem này quá ghê tởm, không chỉ có đoạt vai diễn của trình tuyết, còn làm hại đông ca thảm như vậy, chúng ta chẳng qua chỉ là muốn dạy dỗ cô ấy một chút, cho người hả giận mà thôi. Lăng đồng ánh mắt từng cái quét qua ba người nữ sinh kia, cùng với tất cả mọi người trong phòng học, gần từng chữ mở miệng nói, nếu ý của ta các người còn chưa hiểu, như thế, ta bây giờ lặp lại lần nữa, bắt đầu từ bây giờ, Diệp Oản Oản, là người của ta. Nếu ai còn dám động cô ấy, chính là đang gây chuyện cùng với lăng đông ta. Audio điện tử võ tấn bền chương 76, không phải là muốn trả thù, mà là hẹn hò. Ba người kia nữ sinh, tất cả học sinh trong phòng học. Bao gồm ngay cả bản thân Diệp Oản Oản đều có chút sừng sơ. Ba nữ sinh chố mắt nhìn nhau, thật lâu mới phản ứng được, nóng nảy không dứt mà mở miệng truy hỏi. Đông, đông ca, rốt cuộc đang nói gì thế? Diệp Oản Oản là người của cậu là ý gì? Đông ca, người có phải hay không nghĩ sai chỗ nào rồi? Khuôn mặt lăng đông không nhịn được nói, ý trên mặt chữ, Diệp Oản Oản là người của lão tử, ai cũng không cho phép động vào, nghe không hiểu tiếng người sao, nghe rõ ràng liền cút cho ta. Ba người là bạn bè của Trình Tuyết, bình thường cùng Lăng Đông cũng rất quen thuộc, vẫn là lần đầu tiên bị Lăng Đông dùng không giọng khách khí như vậy nói chuyện, tất cả đều bị tiếng hét của Lăng Đông dọa đến hốc mắt phiếm hồng, vốn như muốn nói nữa cái gì đó nữa, nhưng nhìn Lăng Đông vẻ mặt dọa người, nhất thời không dám nói nhiều, chỉ có thể dậm chân, thật nhanh hướng phía Trình Tuyết chạy đi. Ba người sau khi rời khỏi, Lăng Đông lần nữa nhìn về phía Diệp Oản Oản, vẻ mặt hung tợn lích đầu nhất thời trở nên có chút cứng ngắc thậm chí không lưu loát. Do dự mấy giây sau, Lăng đông mở ra cái túi khác, một túi lớn quả vặt xanh xanh đỏ đỏ cầm trong tay trực tiếp cứng rắn nhét vào trong ngực Diệp Oản Oản, buồn bực nói, cho cậu nè. Diệp Oản Oản nhìn lấy túi quả vặt trong ngực, vẻ mặt quỷ dị tiếp tục trầm mặc. Lăng Đông đứng ở trước mặt bàn học của cô, dường như không có ý tứ muốn đi, gương mặt muốn nói lại thôi, mỗi lần vừa định mở miệng nói chuyện, lại rút lui trở về, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần sau rốt cuộc hít sâu một hơi lắp bắp hướng về phía cô mở miệng diệp oản oản cậu cậu buổi tối tan học có rãnh không buổi tối trong đầu của diệp oản oản theo bản năng hiện lên một câu mà mọi người tại thời điểm thường nói tan học đừng đi đây là muốn chuẩn bị sau khi tan học tự mình trừng trị cô sao tựa hồ là nhận ra được hiểu lầm của diệp oản oản lăng đông vội mở miệng bổ sung một câu học gần trường học mới mở một tiệm thịt nướng muốn cùng đi ăn không tớ mời cậu tất cả học sinh đang vây xem đệt vì sao cái này nội dung cốt truyện phát triển càng ngày càng quỷ dị a à? vô vô ta cũng thấy vậy à c đều diệp oản oản dùng sức nặn nặn mi tâm tình huống gì không phải là muốn trả thù mà là hẹn hò chờ một chút vân vân ngượng ngùng bạn học lang đông tớ thật sự là không hiểu ý của cậu xin hỏi một chút đây là loại hối lộ mới sao Diệp Oản Oản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thật ra thì vào lúc này tất cả mọi người vây xem đều không hiểu cái gì cả, nếu nói Lăng Đông là bởi vì kiêng kỵ triệu tinh châu mới không dám động thủ với Diệp Oản Oản còn có thể hiểu, nhưng dù coi là như vậy, cũng không nhất định nói ra Diệp Oản Oản là người của hắn như vậy chứ. Bây giờ lại còn muốn mời cô ta buổi tối cùng đi ăn cơm. Chỉ mới một, hai ngày nghỉ ngắn ngủi thôi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế. Nghe được lời nói của Diệp Oản Oản, sắc mặt lăng đông nhất thời có chút không tốt lắm, mất hứng nói, không phải là hối lộ. Diệp Oản Oản cười một tiếng, lăng đông, người ngay thẳng không nói tiếng lóng, cậu rốt cuộc muốn như thế nào, nói thẳng đi. Lăng đông không nhúc nhích đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm cô, đem hai tay nắm thành quả đấm bóp kẹo kẹt kẹo, kẹo kẹt vang dội. Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản cơ hồ cho là hắn muốn động thủ đánh người, hắn liền đột nhiên mở miệng nói, Diệp Oản Oản, tớ thích cậu. Diệp Oản Oản sắc mặt ngẩn ngơ, hắc, phốc, khục khục ho khan, lăng đông dứt tiếng trong nháy mắt, bên cạnh một mực ở thờ ơ lạnh nhà tư hạ căng ngạo biểu tình lãnh đạm rốt cuộc lại cũng không nhịn được, bị sặc ho khan kịch liệt. Trong phòng học, tất cả học sinh đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, biểu tình của tất cả mọi người đều giống như gặp quỷ. CMN, tớ đặc biệt mới vừa nghe được cái gì, đông ca lại đang cùng Diệp Oản Oản ma lem tỏ tình. Lăng Đông ngồi cùng bàn đồng đảng cầm đều sắp sắt xuống. Một nam sinh khác càng là mặt đầy kinh sợ, rời ạ đông ca điên rồi sao? chương 77, tiêu chuẩn chọn bạn trai. Diệp oản oản không có chút phòng bị nào đột nhiên được tỏ tình ngay trước mặt mọi người, thời khắc này nội tâm là không hiểu được. Đây đâu chỉ có một suy nghĩ thôi xong rồi xong rồi. Cô vừa mới trải qua một trận đại kiếp vừa chạy thoát chết xong, ai biết lăng đông lại tiếp tục tới. Vô vô, hỏa phúc tương y, Ngược lại thì gặp Phúc chắc chắn phải kèm theo tai họa, giống như mình vậy, mới tìm được việc làm thêm ở nhà, dính một phát bệnh quay bị, nhịn ăn hai bữa nay chỉ có hút sữa Milu thôi. Khóc, suốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào, chẳng lẽ Lăng Đông là vì trả thù cô, cho nên chuẩn bị cua cô vào tay sau đó sẽ quăng. Diệp Oản Oản rất nhanh liền bỏ đi khả năng này, vì phương pháp này hoàn toàn là đánh kẻ thù bị thương 800, chính mình cũng tự tổn thương 1000, chỉ cần Lăng Đông không phải là não xảy ra vấn đề cũng không thể dùng loại phương thức tự ngược này trả thù cô. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì chuyện tối hôm qua? Nếu như không phải là hối lộ mà nói, cô nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là nguyên nhân này thôi. Chẳng qua chỉ là chứng kiến bộ dáng cô không hóa trang, hơn nữa cũng chỉ là một cái liếc mắt, cô căn bản sẽ không để ở trong lòng, thậm chí suy nghĩ lăng đông lúc ấy say khướt khả năng đều không thấy rõ, ai biết cái nhìn kia lại sẽ gây ra cho cô lớn như vậy phiền toái. Cái này vạn ác nhìn thế giới lăng đông ở trường học cũng là nhân vật quan trọng nhân vật quan trọng như vậy lại cùng gái xấu nổi danh ở thanh hòa ngay trước mặt mọi người tỏ tình sự kiện có tính bùng nổ như thế không tới nửa ngày nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ trường học tư dạ hàn biết cũng là chuyện sớm hay muộn lấy tính tình của tư dạ hàn chỉ một chuyện như vậy đã đủ để cho tất cả việc cô làm trong khoảng thời gian này hết thảy tất cả đều trôi theo dòng nước vì mấy chuyện vừa mới trải qua mấy ngày vừa rồi cuộc sống của diệp oản oản như ngừng lại cả người mệt mỏi không muốn nói chuyện. Lăng Đông, tớ cảm thấy rằng cậu cần phải đi khoa mắt để khám một chút. Diệp Oản Oản đỡ cái chán, uể oải mở miệng. Diệp Oản Oản nói thật ra là nói hộ lòng của mọi người, tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu. Mấy đồng đảng của Lăng Đông thậm chí âm thầm oán thầm, nào chỉ là khoa mắt a, tốt nhất là nhìn là khoa não bộ nữa. Lăng Đông chân mày nhíu chặt mà nhìn chằm chằm nữ sinh trước mắt, gần từng chữ mở miệng, Diệp Oản Oản, tớ là nghiêm túc diệp oản oản dĩ nhiên là muốn cự tuyệt cô không thể lưu lại bất kỳ cái chướng ngại nào nhưng cô không có khả năng nói ra trước mặt mọi người việc mình đã có bạn trai nếu không bị trường học lấy cớ phát hiện là yêu sớm sẽ bị nhớ một khoản cô cũng không giống như lăng đông có cha là chủ tịch trường học có thể không cố kỵ gì vì vậy diệp oản oản chỉ có thể mở miệng nói xin lỗi bất kể cậu đang trêu chọc tớ hay là nghiêm túc tớ đều đối với cậu đều không có hứng thú lăng đông biểu tình nhất thời cứng đờ Tại sao? Tại sao đối với tớ không có hứng thú? Diệp Oản Oản thấy Lăng Đông cố chấp đứng ở nơi đó, vẻ mặt dị thường nghiêm túc, vẻ mặt không có được câu trả lời không bỏ qua, chỉ có thể mở miệng nói, bởi vì cậu không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trai của tớ. Vậy tiêu chuẩn của cậu là gì? Tớ nơi nào chưa tốt? Cậu nói, tớ có thể thay đổi. Lăng Đông lập tức mở miệng. Ta, Thảo, Đông ca có phải hay không bị ngã dập đầu? Đây tuyệt đối không phải là Đông ca của ta là bị loạn thất bát tao lộn xộn nhập xác vào rồi. Rời à cái này ma lem rốt cuộc đối với đông ca của ta làm cái gì? Nguyên tưởng rằng lăng đông nghe được Diệp Oản Oản cự tuyệt nhất định sẽ giận dữ, ai biết hắn lại có thể ăn nói khép nép như thế này, còn nói sẽ vì cô ta mà thay đổi. Đồng đảng của lăng đông đã hoàn toàn nhốn nha nhốn nháo, chứ đừng nhắc tới những đồng học đang vây xem kia, tất cả mọi người đều cảm giác tam quan của mình như bị bom nguyên tử ném bom. Diệp Oản Oản thở dài, lăng đông đồng học A, đừng trách ta, đây chính là ngươi không phải hỏi a. À. Vì vậy, Diệp Oản Oản mở miệng nói ta đệ nhất tiêu chuẩn là ít nhất so tư hạ đẹp trai hơn 1.800 lần đi. Lăng đông sửng sốt thật lâu mới phản ứng được, người đang ở đùa. Một bên không khỏi nằm cũng trúng đạn tư hạ. Vô vô, coi chừng lăng đông nó đập tư hạ cho một trận xấu hơn 1.800 là xong chuyện đấy, xê đều. Diệp Oản Oản vẻ mặt nghiêm túc, ta là nghiêm túc chương 78, là bọn hắn mù mắt mới đúng. Đến thời gian tan học, ngắn ngủi trong vòng một ngày, tin tức liền truyền khắp toàn bộ trường Thanh Hòa thậm chí nhiều trường học chung quanh. Tất cả mọi người đều biết lão đại Thanh Hòa lăng đông tỏ tình cùng gái xấu hạng nhất Thanh Hòa Diệp oản oản kết quả là bị cự tuyệt, còn biết rằng đồ não tàn gái xấu đó khoe khoang khoác lác nói tiêu chuẩn chọn bạn trai của mình là còn phải đẹp trai hơn tư hạ. Trong trường học, tại hội trường nhỏ, lăng đông ngồi ở hàng cuối cùng, Vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Oản Oản trước mặt đang tập diễn. Bị Diệp Oản Oản tại chỗ cử tuyệt làm hắn mất mặt như vậy, nhưng hắn cuối cùng vẫn chưa muốn từ bỏ ý định. Bên cạnh hắn vị trí gần cửa sổ là Tư Hạ, Lăng Đông đưa một điếu thuốc đi qua, Tư Hạ lười biếng con người tựa như lưu ly, không có nhận. Lăng Đông thấy hắn không nhận, liền chính mình châm thuốc lá, hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, "Tư Hạ, Diệp Oản Oản là nữ nhân tớ coi trọng." là huynh đệ mà nói liền chú ý một chút, lúc diễn cảnh hôn, cậu không nên làm quá nghiêm túc nha. Tư hạ thần sắc hờ hững chấp mắt một cái, cậu nghĩ quá nhiều rồi. Lăng đông đại khái cũng cảm thấy mình tự nghĩ quá nhiều, nghe nói tư hạ lúc nhìn gương mặt đó của Diệp Oản Oản căn bản là không có biện pháp đến gần, dù sao hiện tại gương mặt này của Diệp Oản Oản vẫn là vô cùng an toàn. Vì vậy, lăng đông ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, tư hạ, bằng không tớ thương lượng với cậu, cậu đem nhân vật này nhường cho tớ đi. Lão sư bên kia tớ sẽ đi nói, tiểu tuyết không phải là không muốn cậu cùng Diệp Oản Oản diễn vai diễn thân mật này sao, vậy cậu đều không cần diễn, tớ giúp cậu lần này, như vậy há chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Tư hạ nghe vậy rốt cuộc mở mắt, nhìn hắn một cái, tựa hồ đang xem xét. Một bên đồng bọn của Lăng Đông quả thực không nhịn được, vẻ mặt hoảng sợ vào tới trước mặt Lăng Đông, Đông ca. Người tỉnh táo một chút a à, Đông ca. Ngươi thế nào có suy nghĩ không thông như vậy?" Một nam sinh khác cũng đau đầu ôm tim nói, "Đông ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khẩu vị của ngươi lúc nào trở nên nặng như vậy rồi hả?" Lúc nghe âm thanh của hai người anh em mình trách trách quái quái, Lăng Đông nhớ lại cảnh tối hôm qua nhìn thoáng qua, lỗ tai lập tức đỏ, vốn định giải thích, cuối cùng vẫn chỉ tức giận mắng một câu, "Các ngươi thì biết cái gì?" Hắn sẽ không nói với bất kỳ người nào chân tướng này hắn thích loại cảm giác này bí mật của cô chỉ có một mình hắn biết. Lại nói nếu là tất cả mọi người đều biết, hắn chẳng phải là muốn có thêm vô số tình địch hay sao. Đông ca, trình tuyết nhanh chóng đi tới trước mặt lăng đông, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thức đến cơ hồ vặn vẹo, đông ca, cậu rốt cuộc đang làm cái gì? Không cần nói cho tớ là cậu vừa ý diệp oản oản cái ma lem đó thật chứ. Coi như lăng đông thay thế từ hạ cô ta cũng không cách nào chịu đựng được, lăng đông tại sao có thể cùng diệp oản oản cái ma lem đó thân mật cùng nhau lăng đông liếc mắt nhìn trình tuyết đang dậm chân ừ thật sự coi trọng cô ấy trình tuyết bị nghẹn gần chết cậu điên rồi sao vừa ý ai không được lại vừa ý diệp oản oản cậu có biết hay không hiện tại mọi người nói cậu thế nào tất cả đều đang nói não của cậu hư rồi vậy coi như não của tớ hư rồi đi lăng đông nói không chắc mắt một bộ mặt bị đầu đọc làm mọi người không hiểu được A, à, não của hắn hư rồi, là bọn hắn mù mắt mới đúng. Tư Hạ, chuyện Tớ vừa nói, cậu nghĩ như thế nào? Lăng Đông vừa nhìn về phía Tư Hạ, có chút khẩn trương truy hỏi. Lúc này, phía trước có người đang kêu, Tư Hạ đến vai diễn của cậu rồi. Tư Hạ nhất thời sống lưng cứng đờ, ánh mắt khó khăn nhìn về phía Diệp Oản Oản cái miệng đỏ như máu phẳng phất như đứa trẻ mới vừa ăn. Một hồi lâu sau, mở miệng nói, Tớ sẽ cân nhắc. Nói xong liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, thân sắc vội vã nói, tớ có chuyện, đi trước một bước. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt, chương 79, nhìn tớ rất giống người độc thân sao. Bởi vì tư hạ tạm thời có chuyện nên buổi tập diễn kịch không có cách nào sắp xếp được, vì vậy mọi người liền trực tiếp giải tán. Xem tư hạ sợ kia, trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Lại nói, tư hạ sẽ không thật muốn đem nhường vai hoàng tử cho lăng đông diễn chứ. Mình cảm thấy điều rất có thể nha, có người muốn làm công tử Bạc Liêu, chủ động thay thế hắn, làm gì có đạo lý không đổi. Không nhìn ra Diệp Oản Oản cái ma lem đó lại còn có loại thủ đoạn này, hắn rốt cuộc cho Lăng Đông uống cái sao sao canh gì. Trong hội trường nhỏ, các nữ sinh vốn đang đang len lén nghị luật, Lăng Đông hung thần ác sát một đường đi ngang qua, nhất thời tất cả đều sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng thu dọn đồ đạc chạy. Lăng Đông chừng xong những người đó rồi đi tới trước mặt Diệp Oản Oản. Biểu tình hung ác trong nháy mắt trở nên cứng ngắc cùng luống cuống, cậu không muốn cùng tớ cùng nhau ăn cơm cũng được, tớ. Tớ đưa cậu về nhà trọ. Diệp Oản Oản nặn nặn nghi tâm, Lăng Đông, tớ lúc trước đã nói qua. Lăng Đông lập tức cắt ngang lời cô, tớ biết nhan sắc tớ không như cậu mong muốn, nhưng tớ sẽ đối xử với cậu rất tốt. Cậu cũng không thể chỉ nhìn mặt mà đánh giá người khác a. À. Nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản khóe miệng nhỏ nhất thời co rút dường như hắn mới là người không tư cách nhất nói lời này chứ cậu đột nhiên yêu thích tớ là bởi vì tối hôm qua chứng kiến bộ dáng tớ không hóa trang diệp oản oản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi lăng đông ngược lại không phủ nhận gật gật đầu nói ừm diệp oản oản nhíu mày cho nên nói cậu yêu thích chẳng qua là khuôn mặt tớ mà thôi lăng đông mấp máy môi tớ thừa nhận tớ rất thích khuôn mặt của cậu 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 thật rất đẹp mắt có câu yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, tớ cũng không cảm thấy bởi vì cậu đẹp mắt mà thích cậu thì có lỗi gì. Đối với lăng đông có lý chẳng sợ, Diệp Oản Oản có chút giờ khóc giờ cười, chỉ có thể mở miệng nói, thật ra thì, tớ đã có bạn trai rồi. Cậu nói cái gì, nghe nói như vậy, lăng đông nhất thời đổi sắc mặt, một hồi lâu sau lại bình tĩnh lại nói, cậu không cần dùng loại phương pháp này tới cự tuyệt tớ. Diệp Oản Oản thần sắc bất đắc dĩ nói, tớ thực sự người giống như người độc thân không có người yêu ư. Lăng đông cao mày, tớ không phải là cái ý này, chẳng qua là. Không thể trách hắn không tin, dù sao Diệp Oản Oản luôn luôn đều là lấy diện mạo dọa người kia gặp người, làm sao có thể có bạn trai. Bạn trai cậu phù hợp tiêu chuẩn của cậu sao? Lăng đông ngược lại hỏi. Diệp Oản Oản quả quyết gật đầu, phù hợp. Mà Diệp Oản Oản vừa nói như thế, Lăng Đông trong nháy mắt sắc mặt tối sầm lại, càng tin chắc cô là đang gạt mình. Diệp Oản Oản, cậu không cần lại tìm mượn cớ gạt tớ, cậu có quyền cự tuyệt của cậu, tớ cũng có quyền theo đuổi của tớ, tớ sẽ không buông tha. Diệp Oản Oản thở dài, vậy cậu muốn như thế nào mới tin tưởng là tớ nói thật? Tại sao một lần hai lần nghe được cô có bạn trai tất cả đều không tin? Thực sự là lấy tướng mạo của mình làm tiêu chuẩn nhìn người của khác đi. Thế giới phát triển, thế giới rộng lớn, nhân khẩu vô số sẽ không tìm được người thích bộ dạng này của cô sao? Lăng Đông liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái, suy nghĩ một chút mở miệng nói, "Trừ phi chính mắt tớ thấy được hắn." Chính mắt thấy được, mang tư dạ Hàn đi gặp một nam sinh thích cô, đang đuổi theo cô, trừ phi là cô chán sống rồi muốn tìm cái chết. "Vô vô, lau. Ách, à, không đúng, mang bạn trai đi gặp Lăng Đông, dường như cũng không phải không thể a." À. Diệp Oản Oản rất là nghiêm túc trầm ngâm thật lâu, rốt cuộc thử thăm dò nhìn về phía Lăng Đông nói, cậu chắc chắn gặp được hắn liền từ bỏ ý định sao? Lăng đông không rơi vào bẫy của cô, cẩn thận mở miệng nói, dĩ nhiên, nếu như hắn thật giống như cậu nói ưu tú như vậy, so với tư hạ còn phải đẹp trai hơn 1.800 lần. Được rồi, xem ra muốn kéo theo một người bất kỳ làm là chắn ngăn cản cũng là không thể nào, cô đi đâu tìm một còn đẹp trai hơn tư hạ 1.800 lần nam nhân đi. Được rồi, cậu để cho tớ suy nghĩ một chút, cái đó, bạn trai tớ hắn rất bận rộn, nếu như tớ hẹn thời gian xong sẽ cho cậu câu trả lời. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Lăng Đông chỉ coi như cô còn đang giả bộ, hoàn toàn không để ở trong lòng, được. chương 80, hỏa Phong đột biến. Lăng Đông kiên quyết muốn đích thân hộ tống Diệp Oản Oản trở về nhà trọ, dọc theo đường đi tình cảnh kia có thể tưởng tượng được. Mọi người vây xem chỉ thấy nam sinh cao lớn anh Tuấn, người mặc đồ bóng rổ, dập khuôn từng bước đi theo bên cạnh nữ sinh, một bộ dạng sứ giả hộ hoa, làm cho tâm thiếu nữ tràn lan. Nhưng là, hắn lại hộ tống nữ sinh hòa phong đột biến, kiểu tóc đáng sợ, trang điểm đậm, miệng đỏ tươi như chậu máu, thật là vô cùng thê thảm. Trời ơi, Diệp Oản Oản cái ma lem này lại cũng có người theo đuổi. Trọng điểm là, theo đuổi cô ta vẫn là lão đại của Thanh Hòa chúng ta. Tớ còn tưởng rằng là loạn truyền đây, đây cũng quá dọa người. Vây xem trong đám người, thẩm mộng kỳ nhìn xa xa hai người, nhìn nhân vật quan trọng của Thanh Hòa đối với Diệp Oản Oản bộ dáng ân cần tiểu ý, sắc mặt rõ ràng trong nháy mắt liền cứng lại. Cô còn tưởng rằng hôm nay có thể thấy bộ dạng Diệp Oản Oản khóc ròng ròng, ai biết cô ta không chỉ có đang yên đang lành chẳng có chuyện gì, còn được thời đắc ý, làm náo động lớn. Cửa nhà trọ nữ sinh. Lăng Đu khi rời đi, Thẩm Mộng Kỳ lập tức hướng phía Diệp Oản Oản chạy đến, nhìn hướng Lăng Đông rời đi, bày ra một vẻ mặt quan tâm, thử thăm dò dò hỏi, Oản Oản, cậu cùng Lăng Đông là xảy ra chuyện gì hả? Giờ phút này sau lưng Thẩm Mộng Kỳ còn đi theo hai nữ sinh, nữ sinh bên trái mặc cả người váy en thuộc nữ màu trắng, vẻ mặt kiêu ngạo mà đứng ở nơi đó, nhìn từ trên cao xuống mà liếc Diệp Oản Oản một cái nói, một bên có chú ý với Tư Hạ, một bên lại cấu kết Lăng Đông, Diệp Oản Oản, cô thật đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ. Nghe lời nói của Giang Yên Nhiên, trong lòng Thẩm Mộng Kỳ nhất thời một trận sảng khoái, ngay sau đó che giấu vẻ mặt thống khoái, thân mật kéo Giang Yên Nhiên khuyên nhủ, Yên Nhiên, cậu đừng nói oản oản như vậy, oản oản không phải loại người đó, khả năng chẳng qua là bạn bình thường đi. Giang Yên Nhiên nghe vậy, trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn tràn đầy khinh bỉ và khinh thường, bạn bình thường cái gì, trước mặt mọi người cũng tỏ tình, còn ba ba đi theo phía sau cô ta làm sứ giả hộ hoa, đây là bạn bình thường. Nữ sinh bên phải thầm mộng kỳ tướng mạo bình thường ăn mặc đồng phục học sinh âm dương quái khí nói, cũng không biết cái ma lem đó dáng dấp xấu như vậy cũng có thể câu đến nam nhân, rốt cuộc là bằng cách gì. Thẩm mộng kỳ các cô bên này động tính hấp dẫn không ít nữ sinh vây ở gần đây chỉ chỉ trò trò. Mọi người vây xem nghe một chút phương cầm nhộn nhịp chố mắt nhìn nhau, hiểu ý thần dẫn, sách, sẽ không phải là công phu trên giường đi. Thẩm mộng kỳ vẻ mặt bộ dáng lo lắng để bảo toàn, chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Giang yên nhiên hai tay ôm ngực, thấy thẩm mộng kỳ một mực ở đây nói giúp Diệp Oản Oản, cao mày nói, mộng kỳ, cậu thế nào đến bây giờ còn đang cùng thứ người như vậy dính dấp không rõ. Cũng không ngại bẩn, thẩm mộng kỳ đáy mắt tràn đầy cười trên nổi đau của người khác, nhưng là trên mặt bày ra một bộ mặt bị kẹp ở giữa Diệp Oản Oản và Giang Yên Nhiên rất khó khăn, Giang Yên Nhiên, cậu đừng nói như vậy, thật ra thì Oản Oản cũng thật đáng thương, trong nhà biến thành như vậy, tớ cuối cùng không thể ở lúc cậu ấy khó khăn nhất lại rời đi. Giang yên nhiên cười lạnh một tiếng, mộng kỳ cậu chính là quá hiền lành quá mềm lòng, có câu nói người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, nhà cô ta biến thành như vậy cũng không phải bởi vì ba cô ta thất đức, còn có bị chính cô ta bôi xấu đức hạnh, cuộc sống riêng hỗn loạn. Thứ người như vậy có cái gì tốt đáng giá để cậu đồng tình? Người ta bản lãnh lớn đây, ăn gian ngồi vào bên cạnh tư hạ, còn chen chúc làm rớt vị trí diễn của trình tuyết, ngay cả lão đại của thanh hòa chúng ta đều có thể cào thượng tay. Những nữ sinh khác vây xem nghe vậy nhộn nhịp gật đầu phụ họa, rất tán thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 80.